Tại vì con chết thương biến không vậy? Nãy giờ mày chết tin nhắn không? Em coi cái đơn của bông lúa lê mà chị khác. Đơn nghỉ còn không? Dạ em chào chị Nguyễn Huệ, em chào tất cả chị đang xem live. Có chút chị hai cái đầm 32 kg rồi đúng không? Còn chị. Còn hai cái đó. Rồi ok. Lấy chị Tú Ngọc cái mẫu đây cho chị đi. Quay lại quay kia. Chị Tú Ngọc này. Cái màu nâu này. Lấy màu nâu chị Tú Ngọc cái đơn của chị còn không? Chú sẽ cho sáu chị đi. Ngồi không chịu hết tin nhé. Không mới sai bả đây. 16-17 cái lây. Cái này phun bông to, cái này phun kia. À. Lấy cái bộ đó chị đi. Dạ em chào chị Nguyễn Trang, em chào tất cả các chị yêu đang xem live. Giờ đang xem live với chị chấm chấm bài giúp Nga nha. Rồi tối hôm nay là sẽ tiếp tục bữa live cuối cùng sale một cái chương trình cho ngày 1 tháng 6 thì các bé mình là giảm 20% tổng bill và free ship cho mấy chị nha. Nên là mấy chị cố gắng là cái like đó, mấy chị tranh thủ chốt cho bé mình đó, được nhiều đồ cho em nha. Ok chưa? Rồi chị đang xem live mấy chị chấm chấm bài giúp nghe nha. Ừ, rồi ok nè, em sẽ chia sẻ like xíu cho mấy chị vào đông đông em lên mẫu luôn nha. Em chia sẻ like xíu. Mấy chị chăm xin nút chia sẻ like nha. Vẫn cái like này vẫn còn chương trình là giảm giá 20% tổng bill á. Rồi sẽ được free ship cho mấy chị nha. Rồi em chào mấy chị yêu. Cả nhà vào đi. Hello cả nhà nha. Rồi em nghe chia sẻ like này rồi em lên liền cho cả nhà mình nha. Giờ em chào chị Thảo Dĩnh nha. Rồi em chào tất cả chị yêu đang xem live nha. Mấy chị chấm chấm mà nha mấy chị nha. Để em thấy được mấy chị comment mấy chị nha, chứ không bị ẩn comment rồi. Tối hôm nay là cái like này, cái like là like cuối cùng ha. Em nghe vẫn áp dụng chương trình ngày 1 tháng 6 sẽ giảm 20% tổng bill. Và sẽ free ship toàn quốc cho mấy chị yêu nha. Ngọc. Rồi năm mấy bộ chị rồi.
Dạ ok cả nhà nha, mấy chị vào like đi. À, em sẽ ghim hàng phía dưới cho mấy chị là vẫn là sale 20%. Hôm nay cái like cuối cùng cho mấy chị tranh thủ chốt cho bé và nó nhiều đồ cho bé mặc nha. Sale 20%. Ok. Tối nay là chắc nhiều mẹ dẫn bé đi chơi hết rồi nè. Chà chị đã xem la mấy chị chấm chấm bài cho em nghe nha. Sao năm số chị coi vậy? Ít chữ. Rồi em nghe lên mẫu cho cả nhà nha. Rồi cả nhà vào đi. Trời ơi nhiều mẫu đẹp lắm em. Rồi bắt đầu nghe sẽ lên mẫu cho cả nhà nè. Đây toàn là mẫu đẹp thôi mấy chị nha. Đây là hàng chắc đuổi cho em nghe nè. Cái này em có màu vàng với em có thêm màu trắng nhá. Vàng và trắng cho em nghe là hàng chắc đuổi cho em nghe. 10kg tới 38 kg là cái size cho em nghe nha. Đây là cái giá nghe like là nó sẽ chưa có giảm 20%. Rồi giá này sẽ giảm cộng giảm thêm 20% mấy chị nha. Rồi lên mảnh là A25 nè. Mã A25 này nha có màu trắng nha, hàng đuổi trong nha quần đuổi á. Và A25 này em có màu vàng tầm 10kg 38 với cho em nha. Bật máy lên em. Rồi, cái này là size nhí là 100 và size đại là 101 với chị nha. Nhí 100 và đại 101 nha mấy chị nha. Cái like là cái like cuối cùng em nha, sẽ áp dụng chương trình ngày 1 tháng 6 là sẽ giảm 20% trên tổng bill và sẽ free ship cho mấy chị toàn quốc nha mấy chị nha. Nên cố gắng là cái tối nay mấy chị là săn được nhiều đồ cho bé mình mấy chị nha. Rồi ngày mai bắt đầu, ngày mai em sẽ lại là cái giá cũ mấy chị nha. Sẽ lại là giá bình thường hàng ngày mấy chị nha. Rồi nên tranh thủ tối hôm nay cái like cuối cùng mấy chị tranh thủ với em nghe ha. Rồi là mã A25 giúp nghe, size bé 10kg tới là 38 với cho em bộ đùi bé gái nha. Nghe sẽ là một cây sen kẻ là một bé gái một bé trai cho mấy chị về chốt nha. Rồi, nhí 100 đại 106, cái giá đó là cái giá chưa có giảm 20% giúp nghe mấy chị nha. Rồi là mã A25 mấy chị nha. Đầm mà 38kg hiện tại nha, không còn cái đầm nào là 38kg luôn á. Chỉ có đầm thường thôi, đầm thun thôi. Chứ còn mà đầm đẹp á, là không hết 38kg đâu chị yêu. Rồi là mà A25 em có trắng và A25 em có màu vàng giúp nghe nha. Hai màu này 10kg tới là 38kg nha. Rồi nhí 100 và đại 101. Rồi chị nào chấp mã A25 em có hai màu nha. A25 cho nha. Em mới lấy trên hàng đi. Rồi cái màu này đẹp nè. Em có size tầm từ 20kg. 20kg tới 35kg cho em nha. Cái bộ bé trai này 20kg 35kg cho em nha. Rồi 20kg 35kg cho em nha. Cái này dạ A5 này em chốt chị Phùng Dương nha. Cố gắng chốt mấy chị ơi, giảm 20% chứ phải là ít đâu. Mỗi bộ giảm được mấy chục ngàn á. Nên là mấy chị tranh thủ chốt đi. Bình thường ai nó tặng cho mấy chị được mấy chục ngàn bộ đồ đúng không? Nên là cái giá bình thường này nó sẽ cao. Nó bằng cái giá em đăng like đó. Bây giờ được giảm thêm 20% mấy chị tranh thủ mua cho con mẹ đi. Chứ ngày mai em lại like là cái giá bình thường rồi. Rồi là mã D10 nha, D10 bé trai này. Đó. Cái này là hàng thun cotton, em có size tầm từ 16kg 35kg, mỗi là 90.000 nè. 90.000 là cái giá em chưa có giảm 20% mấy chị nha. Rồi là mã D10 giúp nghe này. Mã D10 em có size bé 16kg nha. Cho tới là 35kg cho mấy chị. D10 này em có màu xám này. Rồi D10 này em có màu xanh. Rồi là mã D10 này em có màu nâu vậy nha. Màu nâu, màu xanh, màu xám. Size tầm 16kg cho tới là 35kg cho em nghe nha. 16kg 35kg cho em nghe này, đẹp lắm mấy chị. Vải nó tốt lắm mấy chị nha, mặc dù sướng luôn. 16kg 35kg nha. Rồi là mã D10 em có màu nâu nè. Rồi D10 này em có màu xanh nha mấy chị nha. Rồi D10 này em có màu xám được 3 màu nha. Từ 16 đến 35kg nha. Rồi chị cho mã D10 90.000 bộ ơi. Mã D10 là 90.000 bộ cho em nha. Rồi chị này giúp mã D10 giúp nghe. Yếm nè. Yếm bé gái này rất cưng luôn. Dễ thương lắm, nhìn thấy ghét không chết luôn. Rồi ok chị Kim Trần nha. Cái này em có size bé tầm 10kg tới 20kg cho em ạ. Comment cái mã là B19. Yếm bé gái nè. Trời ơi cưng lắm mấy chị ơi. Xếp quần dài nè. Mấy bả mặc lên cưng lắm á. Rồi là mã B19 em có được 3 màu nha. Cái mẫu này có 80.000 bộ thôi. Mà còn sẽ giảm thêm 20% và free ship nữa cho em chị nha. Rồi là mã B19 em có màu màu hồng nè. B19 này em có màu xanh nha. Và B19 này em có màu cốm á. Có size bé tầm 10kg cho tới là 20kg giùm em thôi. Rồi em còn size bé 10 đến 20kg nha. Rồi chị nào có mẫu là B19 mấy chị ạ. Mã B19 cho em nha. Dạ có, chị theo dõi like có đơn á. B19 em có màu cốm nha em nha. 10kg tới 20kg nè. Mấy cái set thật xinh lắm. B19 cho em nha. Em có màu xanh và có màu hồng nha.
Có chống nắng của mẹ. Dạ có mẹ em chị. B19 cho em nghe nha. Mà B19 em có hồng. À, B19 em có màu xanh nha cả nhà. Em có hai màu này, màu hồng, màu xanh và em có màu cốm nha. 10kg tới 20kg nha. Chị nào chốt mã B19 kèm ký cho em nghe ha. B19 cho em nghe nha. À, 80.000 cho em nghe. B19 là 80.000 cho em nghe nha. Rồi, em sẽ lên một chai một cái cho mấy chị dễ chốt nha. Rồi, bộ đen có tầm từ 30kg tới 33kg cho em. Rồi, 30kg 33kg cho em nha. Bộ rất đẹp nè. Đây là hàng Trung Quốc 89 phẩm cho em nha. À, 30kg tới 33kg cho em nha. Bộ đen 100.000 bộ nha. À, comment cái mẫu là C61. Mã C61 cho em nghe nha. À, 30kg cho tới là 33kg cho em nghe nè. Chị đã chốt mã C61 cho em nghe nha. Mã C61 nè. À, 30kg tới 33kg cho em nha. 100.000 một set cho em nghe bộ lính này. Đẹp lắm. Thun này thun cô tâm chính phẩm cho em nha. Giá Nga Lai là giá chưa có giảm 20% đó chị nha. Rồi chị đã chốt mã C61 đó chị. Mã C61 cho em nha. 30kg cho tới là 33kg C61 cho em nghe nè. Có mẹ em chị chờ em xíu nha cả nhà. Khó của mẹ hả? Ok, lấy khó của mẹ. Khó của mẹ mẫu kia thì chị. Trời, bộ đây có size bé tầm 10kg tới 30kg cho em nha. Em còn lẻ size này. 10kg tới 30kg cho em nha. Dạ có, chị cứ theo dõi like cho em xíu lên cho. Shop em quyên luôn, em like quyên cả shop giảm đều 20% hết. Rồi là mã B5 nha. Chị đã chấp mã B5 cho em nghe này. Cái kia đây là cái quần nó sẽ có độ rút dây. Quần có độ rút mà cái tay của nó là cái đây là áo ba lỗ nha. Áo sắc thấp ba lỗ, quần vừa rút dây hai bên. B5 này là em có size 10kg cho tới là 30kg cho em nghe nha. Riêng cái màu đen còn tầm 10 đến 30kg cho em ha. Còn màu cam với lại màu trắng là tầm 10kg cho tới là 20kg nha. Cam với trắng thôi là 10 đến 20kg nha. Màu trắng còn 10 đến 22kg. Màu cam còn 10kg tới 20kg cho em ha. Rồi màu đen em còn tầm 10kg tới 22kg. Và một bộ là 30kg cho em nha. Chị nào chấp mặt B5 kèm màu kèm ký giúp nghe nha. Bộ đây là size nhí 100, size đại 101 nha. Chị nào chấp mặt B5 ha. Mã B5 cho em nghe nha. Rồi sau cái dưới em. Đó cái hàng này, hàng đây. Đúng rồi, bên kia. Đúng rồi hàng đó. Rồi B5 em có màu cam nha. B5 em có màu trắng nè. Mã B5 em có màu đen nha. Nhí 100 và đại 101. Chị nào chấp mặt B5 giúp nghe ha. Trời, em lên một bé gái này cưng lắm á, 10 đến 16 cái cho em nha. Cái này nè. Đó, xinh cực kỳ luôn á, 10 đến 16 cái set quần đùi cho em nha. Rồi áo này, xinh lắm. Cái này là set rồi, cái này set rồi nha. 10 đến 16 cái nha. Rồi ok chị nè, em chốt chị tiên con nha B5 giúp nha. Tối hôm nay là cái like cuối cùng sẽ giảm thêm 20%, là có nghĩa là một bộ đồ mấy chị được giảm thêm mấy chục ngàn. Nên mấy chị nhắn cố gắng cái like mấy chị tranh thủ chốt đồ cho con á. Còn ngày mai là Nga sẽ like lại giá bình thường, không có còn chương trình là sale 20% cho ngày 1 tháng 6 nha mấy chị nha. Qua ngày 2 tháng 6 là giá bình thường rồi, nên là tranh thủ tối nay mấy chị chốt thêm cho con, mấy chị ăn có đồ cho bé. C57 cho em nghe ha, 10kg tới 16 cái này. C57 cho em nghe, sau phía dưới chị nói em đồng nha. Phía dưới, ừ tranh thủ. Rồi C57 cho em nghe, 10 đến 16 cái nha. C57 cho em nghe, 10 đến 16 cái cho em, mấy chị 70 ngàn thôi. Bộ đây có 70 ngàn nha. Mày vải lụa cho em nghe mát lắm chị ơi. À, 10kg tới 16 cái chị là chắc mã C57 cho em nghe này. Xin chưa? Bộ này dễ thương lắm á. Rồi chị đã chấp mã C57 cho em nghe, 10kg nha. Cho tới là 16kg. Rồi lên mã C57 cho em nghe. Bộ đó có 70.000 bộ. Rồi em lên một bé trai cho em nghe. Bộ đây có size bé 14kg tới 27kg cho em nghe. 101.000. 14kg tới 27kg cho em nghe. Bộ đây hàng phân cô tâm bé trai 14kg tới 27kg cho em. Chị đã chốt comment cái mẫu là A82. Mã A82 cho em nghe nha. 14kg tới 27kg cho em nghe nè. A82 kèm ký cho em nghe nha. Bộ đây 101.000. 101k một bộ nha. Không này cung cô tâm chính phẩm nha. 101.000 đó. A82 14kg tới 27kg cho em nha. Rồi chị này chúc mà A82 nè. 14kg nha. Cho tới 27kg nha. A82 chị nhẹ em ơi. A82 dùm em nha. Rồi em lên tiếp với chị nha. Bộ đây nữa nè. Cái này em có size A82 nha. A82 ok chị này. Chị gái nhà lành. Đồ ok chịu nha. Cái này em có size bé tầm 10kg cho tới là 35kg cho em nghe nè. Bộ polo bé trai nha. Em có hai màu hết, một cái màu xám, một cái màu nâu. 10kg tới 35kg cho em nha. Em mở tiếp nhạc nha. Rồi mấy cái mã là C9 nha. Size nhí là 90.000, size đại 100 á. Nhí 90.000, đại 100 á chị nha. Chị nào chấp mã là C9 cho em chị. Giá Nga Lai là cái giá chưa có giảm 20% á chị nha. Rồi lên mã C9 em có màu xám nè. C9 em có màu nâu. 10kg tới 35kg cho em nha. Em có hai màu á. À, size nhí là 90.000 và size đại 100 á chị nha. Size nhí 90 và size đại 100 á. Rồi chị nào chốt mã C9 kèm ký cho em nghe này. Mã C9 kèm ký giúp nghe nha.
C9 đang có màu nâu này. Rồi lên mã C9 đang có màu xám, hai màu mọi người cũng đẹp luôn á. 10 kg cho tới là 35 viết dưới 90 đại 100 nha. Chị cho mã C9 giúp nghe á. C9 giùm em này. Rồi lên bộ gấu nha. A82 á, 17 kg em chốt chị Thanh Tâm. Dạ đúng rồi, mình sẽ tính cái giá này, sau đó mình sẽ tính giảm 20% trên tổng một bill và sau đó được free ship cho em nghe nha chị nha. Cái giá Nga Lai là cái giá chưa có giảm 20%, chưa có trừ 20%, nên là cái bộ đó 90.000 mà chị giảm thêm 20%, có nghĩa là mấy chị giảm thêm mười mấy ngàn. Vì có bộ thì giảm thêm mấy chục ngàn cũng có, tùy theo mấy chị. Giá càng cao thì mình giảm càng nhiều nha, giá thấp thì mình giảm ít, nhưng mà giá càng cao thì giảm càng nhiều, tới 20% mà một bộ đồ mấy chị được giảm từ mấy chục ngàn bộ. Em chỉ like hết cái like tối hôm nay nữa thôi, ngày mai là vẫn lại cái like, lại cái giá bình thường cho em nha. Nên là tối nay mấy chị tranh thủ mua cho đồ, mua cho con nhiều nhiều lên cho em nghe nha. Rồi bộ gấu này 10 kg tới 23 kg cho em nha. Màu đây, cho em cái mẫu là C50 này. C50 em có màu đen, C50 này em có màu trắng nha. Cái này là set gấu này, set gấu cho em nha. Màu trắng hiện tại em còn size tầm 12 kg tới 17 kg thôi á. Màu đen em còn size 10 kg tới 22 kg nhé. Rồi set này 100.000, set này 100k vậy em nha. Chị nói chứ mã C50 trắng và C50 màu đen nha. Cái chân váy là bên trong đều có quần đùi hết toàn bộ giúp nghe nha. Rồi là mã C50 đen là 10 kg tới 23 kg, C50 trắng là 10 kg tới 17 kg cho em mấy chị nhé. Set chân váy nha mấy chị, gấu cho em nghe đẹp lắm. Rồi 100.000 một bộ cho em mấy chị nha, 100.000 một set. Chị nói chứ là C50 kèm ký cho em nghe nha. C50 em có hai màu nha, kèm ký giúp nghe ha. Trời là mã B36 nha, một cái chai này. Mà đây có size bé tầm 10 kg tới 27 kg cho em nha. B36 em có được màu đỏ này. B36 này em có màu vàng nha, 10 kg tới là 32 kg. Màu vàng em còn size 10 kg 32 kg nha. Màu đỏ em còn 10 kg tới 27 kg cho em nha này. Đây là hàng thun cô tông chính phẩm nha mấy chị yêu nha. Đây là màu vàng mấy chị nha. Rồi, size nhí là 90.000, size đại 100 nha. Chị nào chốt mã là B36 kèm màu kèm ký cho em nghe nha. B36 này. Đẹp lắm, thun cô tâm chính phẩm, kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng nha. Nhí 90 đại 100 mà giá này chưa trừ 20% mấy chị nha. Rồi, màu vàng còn size 10 ký tới 33 ký giùm em. Màu trắng em có tầm 10 ký tới 27 ký nha. Rồi, đẹp lắm, chị nào chốt mã là B36 trắng và B36 em có màu vàng giúp nghe nha. B36 cho em nghe kèm thêm màu giúp nghe nha. Rồi em lên bộ bé gái đây. Bộ bé gái bộ gấu có size bé tầm từ 22 kg nha, cho tới là 33 kg này. 22 kg tới 33 kg cho em nha. Cái này kiểu quần của nó là kiểu quần bí nha. Cái này là kiểu quần bí cho em nghe này. Có độ phồng cho em nghe. Rồi cái này có size đại tầm từ 22 kg tới là 33 kg cho em nha. Rồi chị là giúp mã A9. Mã A9 này 100.000 với chị nha. A9 100k. Em ơi lấy thêm mẫu cho chị đi em. Ok em, chị Hà Thanh B36 vàng đúng không? 15 kg và 25 kg nhé. Rồi ok chị nhé, tranh thủ chốt với chị ơi, ngày mai là em không có là cùng sale 20% với chị nhé. Cố gắng chốt cho bé mình nhiều nhiều cho em nhé. A9 cho em nghe này, size bé tầm từ 22 kg cho tới là 33 kg nhé. Bộ này của bé gái nha. Bộ này của bé gái giúp nghe nha. Chị đợi giúp mà A9 kèm ký cho em nghe nha. Bộ này 100.000, từ 22 kg cho tới là 33 kg nhé. Bộ bé gái nha. Quần này kiểu là quần bí cho em nghe mấy chị em. Rồi chị cho A9 kèm ký giúp nghe này. A9 kèm ký cho em nha. Rồi mẫu đen ngay có tầm từ 10 kg tới 32 kg này. Đây là hàng phun cô tâm chính phẩm cho mấy chị nha. Phun cô tâm mạch xuống lắm, 10 kg tới là 33 kg cho em á. Đồ bơi chưa chị ơi, 10 kg tới 32 kg nhá. Size nhí là 90.000 và size đại 100 nha. Size nhí 90 và size đại 100 á. Chị nào chấp mã là B14 này. Mã B14 giúp nghe nha. 10 kg tới 32 kg này. B14 cho em nghe nha. Rồi 10 đến 32 kg nhá. Size nhí là 90.000 và size đại 100 mấy chị nhá. Chị có đồ cho bé quần dài ống rộng không? 13-14 kg, dạ có, 13-14 kg có. Rồi chị nào chúc bạn B14 nha, để em lên cho B14 em chúc chị Hà Thanh nha. Size nhí là 90.000, size đại 100 á. Em chúc chị Hà Thanh hai bộ này, B14 nha. 10 kg 32 kg cho em nghe, đẹp lắm chị ơi. B14 chúc nghe nha. Rồi tiếp tục em lên mẫu nè. Dạ có, em cho em xíu lấy hàng cho chị. Rồi bộ đây là hàng đây là set chân váy, bên trong sẽ có quần đùi nha. Màu xanh này, giống cái mã thị thủ cho em nghe. Dạ cho em xíu chị nha. Rồi cái này tầm 10 kg tới là 32-33 kg cho em nghe này. 10 đến 33 kg cho em nha. Xếp thị thủ này. Đây cái này là hàng thun cô tâm chính phẩm, hàng thương hiệu của hàng Sumi á chị. Hàng Sumi là thun cô tâm chính phẩm này, nó phải nó đẹp và chắc nó tốt lắm nha.
Rồi, màu xanh em còn size tầm từ 10kg tới 33kg chị em. Comment cái mẫu là B36 nha. B36 em có màu xanh nè. B36 này em có màu hồng. Màu hồng em còn size tầm 10kg tới 23kg cho em nha. Hồng nè, em có size tầm 10kg tới 23kg nha. Rồi, lên mã B36 kèm màu kèm ký giúp nghe. Size nhí 100 và size đại 101 á chị nha. Là cái giá này là chưa có trừ 20% á chị nha. Cố gắng là chốt thì sao em giảm là 20% cho tổng bill mấy chị nha. Em lấy cái xích gấu hình xinh á, nó có cái size ống rộng á. Rồi, lên mã B36 xanh nha. B36 này màu hồng giúp nghe nha. Nhí 100 và đại 101 á. Rồi, lên mã B36 cho em nghe này. Rồi, B36 em chốt chị gái nhà lành cho em nha. Rồi, ok chị nha. Rồi, em lên một bé trai nha. Bé trai mẫu đây tầm 10kg tới 55kg cho em nghe này. Cái này là hàng phun cô tâm chính phẩm cho em nghe nha. 10kg tới 55kg cho em nghe. Mẫu đây em có 3 màu. Màu vàng này, màu đỏ, màu nâu. Đấy, vàng, đỏ, nâu. Chị ăn đây là hàng phun cô tâm chính phẩm 10kg tới 55kg cho em nha. 10kg tới 55kg cho em có 3 size á. Size nhí, size đại và size cô. Rồi, size nhí 100, size đại 101 và size cô là 1.2 nha. Nhí 100, đại 101, cô là 1.2. Chị nào chấp mẫu đây cũng là B30 giúp mà chị. Mã B30 kèm ký cho em nha, em có màu xám nha. Đó, màu nâu nè, màu nâu chứ quên, màu nâu, màu đỏ và em có màu vàng nha. Rồi, chị nào chấp mẫu đây là B30 kèm màu kèm ký cho em nghe nha. B30 kèm màu kèm ký cho em nghe được 3 màu á. Nè. Rồi, chị nào chấp mẫu là B30 giúp nghe nha. Mã B30 cho em á. Màu vàng đó em, đó, bộ đó. Rồi, lên mã B30 giúp Nga nha. Em có màu vàng nha, màu đỏ. Và em có thêm màu nâu cho em Nga tầm 10kg tới 55kg. Cái này em có size nhí, size đại và size cổ. Cả nhà tranh thủ chốt bé bằng 40-50kg. Và tranh thủ chốt cái mẫu đây là có size đó. 40kg, 45kg, 50kg, 55kg thì mẫu đây có size cho em Nga nha. Rồi, lên mã B30, nhí 100, đại 101 và cổ là 102. Được 3 màu nha cả nhà nha. Mã kìm màu kèm ký cho em nghe. Trời, lên bộ bé gái cho em nghe này. Cái này là cái form quần ôm rồi áo à, áo sơ mi với chị, quần ôm và áo sơ mi cho em nha. 10kg tới 32kg cho em nha. Đó, 10 đến 32kg cho em nha. Size nhí là 80.000 và size đại là 90.000. Chị nào chốt mã là C20 hồng, C20 màu xanh giúp nha nha. Nhí và đại cho em nghe 10kg 32 nhé. Đời nhí 90 và đại 100 với chị nha. Quả size nhí 80, size đại 90 á. Đời cái này cưng lắm, cái bộ áo sơ mi với lại cái quần ôm á chị nha. Quần ôm này, cái quần đen này mấy chị có thể mặc rất là nhiều áo luôn. Cái này mấy chị mặc chung với nhiều áo, áo thun rộng cho em nghe ha. Áo thun cho em nghe rất là thoải mái nha. Đấy, rồi mình phối với nhau ha. Rồi là mã C20 mấy chị ạ. C20 cho em nghe này. Hồng. C20 này em có màu xanh được 2 màu tầm 10kg tới 32kg nha. Xếp sơ mi phun ngố nha. Dạ ok nhé chị Lan Thành nha. Tối hôm nay em chỉ live một bữa live cuối cùng mấy chị nha. Và được giảm giá 20%. Đấy, mấy chị tranh thủ à, mình mua đồ cho con nhiều nhiều cho em xíu nha. Còn sáng mai em sẽ live lại cái giá bình thường nha. Rồi chị đã chốt mã C20 hồng. C20 đẹp có màu xanh nha. Rồi chị đã chốt mã C20 cho em nha, có hai màu á. Màu hồng và màu xanh giúp nha nha. 10kg tới 32kg. Mẫu đây là size nhí có 80.000 và size đại là 90.000 nha. Rồi em đang cái xích gấu này, gấu cam và gấu hồng, em tầm 12kg tới 16kg này. Đó, 12 đến 16kg nhé. Đây là quần đùi, quần lửng cho em nha, quần lửng ống rộng cho em nha, 12 đến 16kg. Rồi nguyên bộ riêng bé gái này, áo phông rộng, rồi quần lửng cho em nha, quần lửng ống rộng cho em nha. 12 đến 16kg 120.000. Hàng của thương hiệu HL cho mấy chị ạ, 120.000 nè. Còn mấy cái mẫu là A50. A50 em có hai màu, màu cam với màu hồng biết chị nha. A50 màu cam, A50 em có màu hồng. Hàng thương hiệu HL mấy chị nha. Em ghi có sai nè. 45kg, lấy 19 đúng rồi. Rồi chị nào chúc mẫu đây cho em nghe nha. Chị nào chúc mẫu A50, chị A50 cho em nghe nha. Rồi, cái này em có màu cam với lại em có màu hồng đó chị nha. Màu cam màu hồng cho em nghe này. Cái là kiểu là quần xin á, quần xin mà riêng lửng cho em nghe. Ông này ông rộng cho em nghe nha. Hàng nó thương hiệu HL 120.000 một bộ thôi. Và sẽ giảm thêm 20% nữa. Rồi em có hai màu á, chị nào chúc A50 nha. 12kg cho tới là 15kg, 12 đến 16kg cho em nha. Rồi tiếp tục em lên một chai này. 10kg tới 25kg cho em nha. Xếp bé trai này 10 đến 25kg nhé. Bộ đây 101.000. 10kg tới 25kg 101.000. Chị nào chấp mẹ A92 nha. Mẹ A92 cho em nha. 10kg tới 25kg này. A92 kèm ký chất nghe nha. A92 này. Rồi 10kg nha. Cho tới là 25kg cho em nha chị nha. A92 nhé chị nha.
chị cứ comment cái mã hàng kèm ký cho em nghe chị yêu ơi. Rồi, kèm ký cho em nghe mai em chốt cho ha. Tại các bạn đang chốt đơn của chị nha. A92 này, 10kg tới 25kg cho em nha. Bộ này 101.000, không nghề không cô tâm chính phẩm cho em nghe nha. Quần là quần thuyết hộp cho em nghe này, không phải bao đẹp luôn á, 10kg tới 25kg nha. A92 101.000 này, rồi màu cam. A92 101k cho em nghe nha. Rồi, tiếp tục em lên mã quần ống lê. Mã quần ống lê bé gái này. Đó, màu hồng em có size tầm 12-18 nha. Hồng em 12-18 nha, size nhí. Nhí và đại em có, tùy, em có được mấy màu luôn á. Nhưng mà để có được mấy màu luôn nè. Rồi, lên mã là C81 nha. C81 em có màu hồng 12-18 cái cho em nha. C81 em có màu xanh này, màu xanh xanh lá tầm 12-45 cái nhé. Size nhí là 95 và size đại là 105.000. Cái này em có được mấy màu á. C81 em có màu nâu. Màu nâu thì có size tầm 13-15 cái nhé. 13-15 cái chị là chút mà C81 nâu. C81 này em có màu xanh nữa nè. Màu xanh lam á, xanh lam này có size tầm từ 12-40 cái cho em nha. 12-40 cái đây là quần ống lê. Quần ống lê chút nghe nha. 12-40 kg cho em nghe, màu xanh lam này. Màu tím thì em có size tầm từ 12kg nha, cho tới là 40kg màu tím nha. Đó, màu tím là 12kg tới 40kg nha cả nhà nha. Đẹp lắm. Cái này em có size tùy theo mẫu cho em nha, có size cho em nghe ha. Rồi size nhí là 95 và size đại là 105.000. Quần ống lê, trời ơi, quần ống lê giúp nghe nha. Comment cái mã là C81 tím là 12kg tới 40kg cho em nghe. C81 em có màu xanh lam ha, tầm 12kg tới 40kg nha, quần ống lê cho em nghe. Rồi C81 này em có màu nâu ha, tầm 13kg tới 15kg cho em. C81 này em có màu xanh lá tầm 12kg tới 45kg nha. 12-45kg cho em. Rồi ok nha. C81 em có màu hồng 12kg cho tới là 18kg cho em nha. Rồi lên mã C81 cho em nghe này. Rồi size nhí là 95, size đại là 105.000 nha. Ok chị gái nha, là này. C81 em có rất là nhiều màu á. Chiếc ống lê chị ơi, ống lê đẹp lắm. Rồi em lên bộ bé trai. Màu đen em còn size tầm 10kg tới là đây. Màu đen em còn size tầm 10kg tới 40kg cho em ngang nha. Rồi, cái này em có đủ size cho cả nhà luôn nè. Comment cái màu là B15 kèm màu nha. Em có được hai màu á, mà màu đen và màu đỏ cho em nha. Rồi cái bộ bé trai này hàng Trung Quốc tâm chính phẩm cho em nha. B15 này em có màu đen là 10kg tới 40kg nha. Nhí 100, đại 101, cổ là 120, 100, 101, 120. Chị này chúc mặt B15 chút nha. C81 nâu, em chúc chị Hương Nguyễn nha. Ok chị yêu nè. Rồi lên mặt B15 em có màu đen 10kg tới 40kg cho em nha. Rồi em có màu đỏ. Màu đỏ em còn size tầm 10kg tới 37kg giùm em. Và một bộ là 50kg nha. Rồi 10kg tới là 37kg và bộ 50kg cho em nha. Rồi nhí 100, đại 101, cổ là 102, 100, 101, 102 vùng nè. Vùng là sẽ túi nắp hộp hết nha. Này là hàng phun cô tâm chính phẩm, nó vải em bao đẹp bao mát mà chị nha. Rồi chị này chúc mặt B15 màu đen. Và B15 em có màu đỏ cho em nha. Đen và đỏ cho em nghe ha. Qua gối giùm em chị ha, tùy theo mẫu chị. Rồi cái đây bộ Dior màu đen em có size bé tầm 12kg tới 15kg Dior màu đen nè. Dior chấp ngay nha, cái này quần jean nè, quần jean ống rộng cho em nghe ha, tầm 12kg tới 15kg giùm em. Comment màu A2, mã A2 cho em nghe 101.000 nha. Mã A2 bộ Dior này 101.000. Rồi đẹp lắm. A2 cho em nghe 12kg tới 15kg nha. Cái đây là quần đùi ống rộng cho em nghe, mặc đẹp lắm. Nó sẽ có quát hai màu này, ở phía trên là kiểu màu xoẹt á, quát hai màu nhạt nha, yếu là đậm cho em nha. 12kg tới 15kg chị là chút mà A2 chút nghe nha, 12kg tới 15kg nè, 101 nha một bộ nha, chị cho A2 cho em nha. Rồi em lên bộ nhện này, nhện này có size bé tầm 10-20kg cho em nha, bộ nhện siêu nhân này, 10-20kg bộ đây là 80.000, 10-20kg 80.000 nha. Rồi bộ nhện đây comment cái mã là D3, chị là chút mã D3 cho em nghe nha. 10kg tới 20kg D3 này. Rồi nhờ đây 80.000 bộ thôi. Đẹp lắm. Tôi này không cô tâm với chị bạch sướng cực kỳ ha. Rồi là mã D3 kèm 1 ký nha cả nhà. Mã D3 chấp nghe ha. 10kg tới 20kg 80.000 D3. Rồi em lên tiếp một bé gái cả nhà này. Rồi cái này cưng lắm luôn á. 10kg tới là 38kg này. Xếp quần ống rộng nha. Xếp quần dài ống rộng này. Tầm 10 đến 38 nha. Và như là 80.000. Size đại là 90.000 cho em nghe. Comment cái mẫu là C32. C32 chấp nghe 10 đến 38 nhé. Rồi lên mã C32 quần đây quần dài ống rộng cho em nghe. Là hàng phun cô tâm chính phẩm nha. Nhí là 80.000 còn size đại là 90.000 chấp nghe nha. Vậy đây chúng mình là C32. Vậy nên nhỏ. Nên nhặt đi. Hay xuống. C32 nha, 10kg 38 ý. Rồi bao đẹp lắm chị ạ. Chị đây chúng mình là C32 chấp nghe nha.
size nhí là 80.000, size đại là 90.000 nha. Đây là quần dài ống rộng cho em nghe ha, C32 nha. Rồi em lên bộ đây, bộ khủng 5 bé trai nè, 10kg tới 23kg cho em khủng 5 bé trai nè, 10 đến 23kg nha, 100.000. 100.000 một bộ cho em nghe nha. Comment cái mẫu là A47, cái giá này chưa có giảm 20% á chị ạ. 20% thì giảm trên tổng bill ha. Rồi. Cảm ơn chị Hương Nguyễn. Rồi cái này là A47 cho em nghe. 10kg tới là 23kg nhé. 10 đến 53kg A47 nè, 100.000 nha chị nha. A47 giúp nghe 100.000, 10kg tới 23kg nè. Rất là đẹp, trời ơi đẹp lắm luôn á. 10kg tới 23kg nha, 100.000 chị. Rồi chúc mà A47 cho em nghe nè. Đó, mã A47 cho em nghe, hình con khủng long cho em nghe nha. A47 cho em nghe ha. Dạng cổ yếm á chị, rồi đếm lên cho. A47 cho em nghe, 10kg tới 23kg cho em nha. Rồi cái này là 100.000 một xé cho em nha, đó là hàng không cô tâm chiếm phẩm cho em nha. Rồi. Đây chị ơi, đây nè. Màu đen có được mấy màu nè? Màu đen có được 5 màu nè. 10kg tới 20kg cho em nghe nè. Màu đen có 10kg tới 20kg cho em nghe nè. Đó, mã thỏ nha, đây là quần ngố cho em nghe nè. Đấy, cưng lắm á chị nha, ngố nè. Cái comment mã A6 nha, A6 là 90.000 một xé. Mã A6 là 90.000 bộ nha. Em có size bé 10kg tới 20kg nha. A6 cho em nghe nè. A6 em có màu cam. Rồi, A6 này em có màu vàng chị nhé. Màu vàng cho em nghe này, 10kg tới 20kg A6 cho em nghe. A6 này em có màu vàng, hình con thỏ là thêu nha. Rồi, A6 này em có thêm màu đỏ. A6 này có màu đỏ cho em nghe, 10kg tới 20kg cho em nha. Bộ đây là 90.000 bộ này. Rồi, A6 này nghe có thêm màu hồng nữa, 10kg tới 20kg nhé. A6 màu hồng cho em nghe này. Rồi, chị đợi chút mà A6 này có màu xanh nha cả nhà, được 5 màu á. Rồi, là mẹ A6 kèm ký cho em nghe nha. A6 kèm màu kèm ký cho em nghe, hồng, màu xanh, màu đỏ cho em nghe nha. Rồi em có thêm màu vàng nè. Rồi em có thêm màu cam nha. Bộ đây có 90.000 bộ cho em nghe. Bộ đi dễ thương lắm. Nó là hàng công cô tâm giùm em mấy chị mặc sướng lắm. Coi giãn thoải mái luôn á. Rồi lên mã A6 trong tay cánh tiên nè. Rồi áo xòe phía dưới màu ôm cho em nghe nha. A6 được 5 màu, chị đến giúp mã A6 kèm màu cầm ký cho em nghe. A6 cho em nghe. Rồi em lên bộ bé trai bò sữa nè. Rồi bộ bé trai bò sữa cho em nghe, 10kg tới 22kg nha. Đó, 10 đến 22kg bộ đây 80.000 một set nha. 80.000 bộ á, chị nào giúp mã là A61 nè. Mã A61 cho em nha chị nha. Có màu trắng. Màu trắng có mà em chị, xíu màu trắng có tí em lên cho. Rồi. Xíu chừng mấy màu trắng. Rồi là mã A61 này em có bò sữa màu cam nha. A61 bò sữa màu cam cho em nè. Rồi, cái này tầm 10kg tới 22kg nha. A61 này em có màu xanh này, bò sữa màu xanh cho em nghe nha. 10kg cho tới là 22kg cho em. Rồi A61 này em có thêm màu cam đậm nha. Đó, màu cam đậm giúp nghe nha. Màu nâu đi, đây là màu nâu nha. Rồi cái này là màu cam nè. Và cái này em có màu xanh giúp nghe nha. Tầm 10kg tới 23kg gì má. Rồi lên mặt A61 kèm màu kèm ký cho em nghe. Bộ đây là 90.000 nha. Bộ đây là 90.000 giúp nghe nha. Rồi lên mặt A61 cho em nghe này, đẹp lắm. A61 em có màu à? Màu nâu giúp nha. A61 này em có thêm màu cam nè, màu sữa cho em nghe. A61 này em có màu xanh giúp mấy chị nha. Bộ đây là 90.000 một set cho em mấy chị, 90.000 bộ cho em nha. Rồi A61 giúp nghe mấy chị nha. A61 cho em nghe được 3 màu. Rồi chị yêu em lên bộ đây nha. Set chân váy nè. Cái này là set chân váy giúp nghe nha. Bé trai 29kg áo trắng á. Bé trai 29kg áo trắng em. Bên kia qua kia lên. Có em chị nhau để em lên cho. Anh nghĩ tay mùi dầu bên kia nó có nè. Rồi cái này là xếp chân váy áo hoa dây của bé gái nha. Chân váy riêng cho em nghe này, dáng xòe với chị dáng dài. Chân váy là dáng dài dáng xòe cho em nghe nha. Màu hồng em có size tầm 12kg cho tới là 33kg chị em. Màu trắng em có tầm từ 12 đến 35kg nha. Xếp chân váy riêng nè, 12 đến 35kg cho em. Màu trắng với màu hồng ha. Xếp này 140-120 ngàn. Còn mấy cái mẫu là C31 kèm màu kèm ký giúp nghe nha. Cưng lắm. C31 này em có màu trắng nè, 12kg cho tới là 35kg nha. Rồi chị đợi chấp mã C31 trắng. C31 em có màu hồng, 12kg cho tới là 33kg cho em. Xếp chân váy riêng nè. Rồi áo R, chân váy R chấp nghe nha. Cái chân váy này mấy chị có thể phối sơ mi nè, phối áo phong nè, phối rất là nhiều kiểu cho em nghe nha. Rồi giá 101-102 và sẽ được giảm thêm 20% và được free ship mấy chị nha. Cái like này cái like cuối cùng em sẽ giảm 20%, nên là mấy chị cố gắng á, tranh thủ chốt cho bé mình nha. Ngày mai em phải like là cái giá bình thường rồi. C tặng C31 nha. Màu đây chị ơi, bộ CK này. Em cái này nó có lấy mấy màu mà. 10kg tới 36kg cho em nha. Đây, màu đây có đây hàng của Sumi nè chị nè. Bộ bé trai mày cũng được, gái mày cũng được cho em nha. 10 đến 36kg cho em. Đây nè.
đẹp lắm, 10 đến 36 cái mẫu này có được mấy màu luôn á. Cho mày cũng được, gái mày cũng được, cho mày áo ngắn tay quần dài. 10 đến 36 cái nhá, size nhí 100 và size đại 101. Chị này chắc phải là C36 màu trắng nhá. C36 màu trắng này. À, C36 này có màu vàng nè. C36 vàng giúp nghe nha. À, C36 này có màu xanh nè, màu xanh tầm 10 kg tới 40 kg, màu xanh em cần tầm 4 kg á. Rồi là mã C36 này có màu đỏ. Màu đỏ em có size tầm 10 kg tới là 36 cái màu đỏ này. Rồi màu xám của 10 đến 36 cái nha. Rồi mẫu là C36 cho em nghe, em có được 5 màu. Đó, cái này trai mày cũng được, bà gái mày cũng được. Nó là hàng không cô tâm chính phẩm, hàng thương hiệu của Sumi nha. Áo ngắn tay với quần dài cho em nghe nè. Vô mặt xuống lắm, chắc đẹp cực kỳ luôn này. Phía dưới có chun bom mấy chị nha. Này, xịn sò chưa? Rồi 10 kg tới là 40 kg nha, màu xanh còn 40 kg, còn tất cả các màu còn lại thì còn size tầm 10 kg tới 60 kg cho em nha. Rồi mã là đẹp lắm luôn cả nhà nha. Còn đây là C36 màu xám này. Rồi size nhí 100, size đại 101 nha, và giảm thêm 20% nữa. Rồi C31 em chốt chị Vui Nguyễn nha, 25 kg nha. Ok chị nè. C36 này em có màu đỏ nha. Rồi ok chị nha. Cố gắng nha mấy chị, tối nay có like một cái like cuối cùng nữa thôi mấy chị nha. Ngày mai em lại like mới rồi. Em lại like cái giá mới nha chị nha, không có giá này đâu. C36 này có màu xanh nha. Rồi màu xanh này tầm từ 10 kg tới 40 kg nha. C36 màu xanh nè. À, C36 này có màu vàng nha. Đẹp lắm, màu này cũng đẹp. 10 kg tới 36 kg nè, màu vàng nha. À, C36 này có màu xanh là màu trắng nè. Màu này cũng đẹp như chị yêu nha. Áo ngắn tay với quần dài cho nha. Phô mặt cực kỳ đẹp luôn á. Rồi chị chúc mặt B36 kèm màu kèm ký cho em nha. Mã B36 cho em nha, kèm màu kèm ký cho em nha. Được 5 màu á mấy chị. Được 5 màu, màu này cũng đẹp. Nó hàng khung của hàng Sushi Sumi. Đây em có mẫu đây nè. Áo này có mũ cho em nha. 25kg 35kg nè. 25kg 35kg cho em nha. Màu trắng nè. Đó, đẹp quá trời luôn nha. 25kg tới 35kg cho em nha nè. Cưng cho nguyên một cây màu trắng luôn nha. Nguyên một cái cây sô màu trắng cho em nha. Sang không? Đẳng cấp cho em nha đâu. Trai mày cũng được, mà gái mày cũng được. Rồi hàng của Sumi nha. Sung cô tâm chính phẩm tầm 10, từ 25kg tới 35kg. 25kg 35kg cho em nha. 80.000. Rẻ trả mang luôn, có chắc bãi đẹp lắm. 80.000. Comment cái mẫu là B46 kèm ký cho em nha. Rồi mã B46 kèm ký cho mấy chị nha. Nguyên cây màu trắng này, đẹp lắm mấy chị. Rồi cái này bụng phía dưới có chun bo nha. À, B46 25kg tới 35kg cho em ha. 80.000. Có mũ nữa, trai mày cũng được. À, bé gái này cũng được cho em nha. Chị này chắc mã là B46 kèm ký cho em nha. Xung quanh chính phẩm B46 cho em nha. Mà nó đẹp lắm chị ơi. Rồi là bộ Dior 12kg tới 20kg bộ Dior nè. Cái này là kiểu là quần đùi nha. Quần đùi ống rộng cho em nha. Jean đùi ống rộng nè. À, 12kg tới 20kg cho em nha. Rồi 101.000. 101k cho em nghe nha. 12kg tới 20kg 101.000. À, comment cái mẫu là A15 nha. Chị này chắc mã A15 cho em nghe nè. A15 trăm ngang 12 đến 20kg A15 nha, màu Dior nè. Xếp Dior mày cưng lắm, 101.000. Rồi lên mà A15 kèm ký cho em nha. Màu Dior áo ba lỗ với lại một cái quần jean nha. Quần đùi jean trăm ngang ống rộng nè. Rồi lên mà A15 kèm ký cho em nghe nha. Mã A15 cho em chốt cho Kiên Trần 12kg tới 20kg nha. 101.000 một set A15 trăm ngang. À, rồi bộ bé trai nè. Rồi đẹp lắm, 10kg tới 30kg cho em nha. Cái bộ này có mũ cho em nghe nè. Tương do hàng đây hàng của Mima Market nha. Rồi nó là hàng thun cô tâm chính phẩm cho em nghe. 10kg tới 34kg nha. Size nhí là 90.000 và size đại 100 nha. Size nhí 90 và size đại 100. Quần này có túi quần hết nha. Áo này có mũ sắc nách giùm em. Cầm mang cái mẫu là C33 ha. Mã C33 cho em nghe, 10kg tới 34kg nha. C33 kèm ký cho em nghe chị ơi, cưng lắm. Mẫu đó là size nhí là 90.000 và size đại 100 nha. Nhí 90 và đại 100 á chị đó, chứ mà C33 cho em nghe này. Đó, có mũ cho em nghe nha. Rồi chị cho mà C33 cho em nghe, phải không đẹp không lấy tiền mấy chị nha. Rồi cố gắng cho em nghe, hôm nay xem bữa là 20% đó. À, cái này là size nhí là 90.000, size đại 100 mà giá này chưa có giảm 20% mấy chị nha. Một độ giảm được mấy chục ngàn mấy chị, tranh thủ mua cho con mấy chị nha. Rồi. À, bộ đây có mèo tím nè. Mèo tím là xếp chân váy cho em nghe, tầm 10 kg tới 35 kg cho em nha. Rồi 10 đến 35 kg nha. Size nhí là 100. À, sao đại là 101 nha, chân váy là bên trong sẽ có quần đùi nha. Nhí 100 đại 101, 10 đến 35 cái này, mèo tím nè. À, comment cái mã là B35 kèm ký nha. Mã B35 trăm nghe nè, 10kg tới 35 cái nha, B35 trăm nghe. À, sao nhí 100 và sao đại 101, chị nói trước mặt B35 trăm nghe. Đó, bao đẹp với chị nha. Dạ ok chị Tuyết Nhung nha. Trời. À, B35 kèm ký chắc nghe mấy chị ơi, cưng lắm. B35 em có tầm từ 10kg tới là 35 cái nha. Nhí 100 và đại 101 nè. Xếp chân váy là bên trong đều có quần đùi hết nha chị, đó chứ mặc B35 chấm ngang mèo tím á.
Rồi em lên bộ đây bộ lính này, 10 ký cho tới là 15 ký cho em nha. Lính đây. Em còn sao là 10 đến 15 ký bộ đó 90 ngàn cho em nha. Được chưa? Không cô tâm chiếm phẩm cho em nha. 10 ký 15 ký cho em 90 ngàn. Comment cái mã là C23. Mã này mã C23 cho em nha, 10 đến 15 ký nha. Rồi lên mã C23 cho em nha, 10 đến 15 ký nha. Rồi bộ đó 90 ngàn một set thôi. Vải đẹp lắm. Chị nào cho mã C23 kèm ký cho em nha chị. C23 chứng nhận 10 ký đến 15 ký nha. Rồi có túi quần cho em nha, bao đẹp luôn á. C23 cho em nha. Em còn size bé 10 đến 15 ký nha. Bộ đây là giá là 90 ngàn một set nha. 90 ngàn bộ cho em nha. Rồi cái này là set yếm bé gái cho em nha nè. Bộ đẹp lắm, cái này là set chân váy trời ơi. Để em bỏ ở trong quần cho mấy chị coi nha, cái này cưng lắm á. Cái này là cái gì ạ? Áo yếm nha. Rồi mình bỏ áo trong quần cho em nha, mình rút dây lại thôi. Cái chân váy nó cưng lắm, có túi quần cho em nha, có túi rồi nè. Xinh lắm, cái này xinh cực kỳ luôn. Đó, rất là đẹp với chị nha, áo yếm này. Rồi một cái chân váy cho em nha nha. Cái này có size bé tầm từ 23 ký tới 33 ký cho em. 23 ký tới 33 ký cho em nha. Đấy, siêu đẹp cho em nha, xinh chưa? 22 ký tới 33 ký nha. Cái đầm này là 85 ngàn hết. Cái set này là 85k, chị được chút mà D1 nha. Mã D1 cho em nha, 85 ngàn D1 nè. Xinh lắm, cái này mấy chị rút dây chính giữa cho nha. Chị rút dây chính giữa cho em nha nè. Tầm từ 22 ký cho tới là 33 ký nha. Xếp chân váy cho em nha. Rồi chị đợi chấp mạng là D1 kèm ký nha. Mã D1 cho em nghe này. Rồi 85 ngàn bộ nha. D1 kèm ký cho em nghe. 85 ngàn D1 cho em nghe nha. Rồi khủng long cho em nghe này. 10 ký tới 23 ký bộ khủng long cho em nghe này. Em có size bé 10 ký tới 23 ký mỗi 100 ngàn nha. Cái này size nhí nè. Khủng long cho em nha. Thông này không có tâm chiếm phẩm. 10 ký tới 23 ký cho em nha. Xinh cực kỳ luôn á. Rồi D1 này em chốt chị Thanh Quỳnh. Chị à, ok nha. Chị à, chị Thanh Quỳnh nè. Rồi cái đây là C10, mã C10 cho em nha, 10 ký tới 23 ký C10 cho em nha nha. 10 ký tới 23 ký C10. C10 là 100k nha, bộ đây bộ khủng long cho mấy chị nha. Bộ khủng long cho em nha, xinh lắm. Nó là hàng thun cô tâm chính phẩm á. 10 ký tới 23 ký chị được cho mã C10 nha. 10 đến 23 ký mã C10 cho em nha, là khủng long. Size nhí thôi. Rồi, ở C10 này em chốt chị gái nha, lành giúp ngay nha. Rồi. Ở C10 em chốt chị Kim Trần cho em nha này. Rồi, mẫu đây tầm 10 ký tới 37 ký cho em nha. C10 em chốt chị Hương Nguyễn cho em nha. Còn cái này là set chân váy Mickey này cả nhà ơi. Set chân váy Mickey cho em nghe nha. Ok chưa? Chân váy này bên trong sẽ có quần đùi nha. Con này cũng có tâm chính phẩm 10kg tới là 37kg giùm em. 10 đến 37kg cho em nha vậy nha. Xinh lắm. Cái này là nhí 100 mà đại 101. Nhí 100 đại 101. Chị nào chấp mà là C48 nha. Rồi chị nào chấp mà C48 giúp nghe nè. Mã C48 cho em nghe, 10kg tới 37kg cho em nha. C48 này. Đó, đẹp quá trời luôn ha. Quy mộ cho em nghe nè. Một màu duy nhất thôi, 10 ký tới 37 ký cho em nha. Size nhí 100 và size đại 101. Chị này chốt mã là C48 kèm ký cho em nha. Mã C48 là set chân váy bé gái á. 10 ký tới 37 ký chắc C48 kèm ký cho em nha nè. Cái này em có hình con voi nè, C48 em chốt cho Hương Xì Châm cho em nha chị nha. Đẹp lắm cả nhà, tranh thủ chốt cho bé tối nay được giảm thêm 20% một bộ đồ này, giảm được mấy chục ngàn mấy chị. Rồi cái mẫu đây em có size bé 10kg 35kg nhé, hình con voi nè. 10 đến 35kg con voi chứ nha. Size nhí là 90 ngàn, size đại 100, 10 đến 35kg nhí 90 và đại 100. Chị là chấp mà A5 kèm ký cho em nghe nè. Rồi chị là chấp A5 với mấy chị, A5 kèm ký cho em nghe nha. Size bé tầm 10kg tới 35kg nè. 10 đến 35kg cho mấy chị nha, hình con voi nè. Thương chưa, con voi có cái vòi. 10kg tới là 35kg nhé, size nhí và size đại luôn, không có tâm chính phẩm cho em nghe. Rồi lên mà A5 kèm ký cho mấy chị nha. Mã A5 kèm ký cho em nghe nè. Dạ A5 em chúc chị Hương Nguyễn nhé. A5 giúp nghe này. Mẹ A5 cho em nghe, chắc đẹp lắm chị ơi, mày cưng lắm đó này. A5 cho em nghe nha. Size bé tầm 10kg nhé, cho tới là 35kg luôn. Chị đã lấy size đại cho anh thủ chốt luôn nha. A5 giúp nghe nha. Rồi lên bộ set chân váy cho em nghe, 10kg tới là 20kg nè. Đây màu hồng. Một cái màu hồng, một cái màu sen cho em nha. 10kg tới 20kg cho em nghe, 100k một set chân váy cho em nghe. Tại phía sau là có cột dây nữa nè. Đấy, xí chân váy bên trong sẽ có quần đùi nha. Rồi em có màu hồng với là một cái màu dâu. Đây là màu dâu, đây là màu hồng. 10kg tới 20kg em nha. 100.000 ha, 100.000 B8. Mã B8 giúp nghe nha. B8 cho em nghe ha. B8 em có được hai màu, màu hồng với màu dâu giúp nghe nha. Mã B8 hồng, B8 màu dâu ha. 10kg cho tới là 20kg cho em nghe nè. Mã B8 nha. Chân váy này áo rời cho em nghe nè. Nó là hàng phun cô tông chính phẩm cho em nghe nha. Rồi chị đã chấp mã là B8 màu hồng, B8 em có màu dâu nha. Mẫu đây 100.000 bộ nha. 100.000 một set nha này mấy chị ơi. Mã B8 cho em nha.
Rồi em làm một con cá này. Con cá này có size bé 10 ký cho tới là 25 ký giùm em á, 10 đến 25 ký nhất bộ đây là 90.000, 10 đến 25 ký 90.000, kèm là B4 nhá. Chị đây chút B4 cho Nga này. Mã B4 cho Nga thun cơ tâm chiếm phẩm em có size bé tầm 10 ký nhá, cho tới là 25 ký. 10 đến 25 ký nhá. Rồi lên mã B4 giúp Nga nha. Size dưới là 90.000 này. B4 cho Nga nha, 90.000. Em có size bé tầm 10 ký tới 25 ký nhá. Rồi lên mã B4 kèm ký cho Nga này. Mã B4 nhá. B8 dâu em có chị Hương Nguyễn nhá. Ok chị nè. B4 cho Nga 10 ký tới là 25 ký, 10 đến 25 ký nhá. Mã B4 hình con cá này. B4 cho Nga bộ đây có 90.000 đúng không? 90.000 bộ thôi nha. Rồi em lên bộ đây cho Nga nè. Xét chân váy cho Nga nha, 10 ký cho tới là 23 ký và bộ là tầm 30 ký nè. Burberry cho Nga nha, hàng của cấp 3 nha. Rồi, cực kỳ luôn, xét chân váy là bên trong sẽ có quần đùi nha. Chân váy caro bên trong sẽ có quần đùi nha, mặc cái áo thun cho Nga. Rồi 10 ký cho tới là 23 ký và bộ là 30 ký giùm em á. Rồi size nhí 100, size đại 101 nha. Còn mấy cái mẫu là A100 mấy chị nha. Mã A100 trăm Nga cưng nha, nhí 100, đại 101. Mẫu đen có size bé tầm 10 ký tới 23 ký và một bộ là 30 ký giùm nha. Chị nào chốt mã A100 trăm Nga này, xí chân váy caro. Đấy, cưng lắm, hàng của cấp 3 là thương cô tâm chứng phẩm, hàng đẹp lắm. Rồi chị nào chốt mã A100 kèm ký giùm nha. A100 kèm ký cho em ha, A100. Rồi em lên bộ con voi này, con voi này em có màu vàng, tầm 10 ký cho tới là 25 ký. 10 đến 25 ký cho mấy chị nha. Rồi em có size nhí thôi, 90.000 một set, 10 ký tới 25 ký, chị nào chốt mã C72. Mã C72 nha, A119 ký em chú chị Thư Mai nha, cố gắng cái like này, đó là cái like cuối cùng. Nghe áp dụng cái chương trình ngày 1 tháng 6 sẽ được giảm 20% trên tổng mục bill và được free ship toàn quốc. Nên là mấy chị tranh thủ chốt nha, chứ còn sáng mai đó là nghe sẽ like là cái giá bình thường á, không có sale luôn, không có free ship luôn mấy chị nha. Nên là mấy chị tranh thủ chốt cho bé mình nhiều nhiều chút xíu nha. Rồi là mã C72, 10 ký tới 25 ký nhá. C72 này, 10 đến 25 ký cho em nha. Rồi mẫu đây là giá em like 90.000 nè, thun cô tâm chứng phẩm nha, 90.000. Rồi là mã C72, 10 ký tới 25 ký, 90.000 nha, C72. Rồi cái này là set chân váy của bé gái này, công việc cho em nha. Rồi cái này nó có một cái điểm nhấn vòng tròn chỗ đây ha. Xét chân váy là bên trong đều có quần đùi hết toàn bộ nha. Đó, 10 ký cho tới là 40 ký cho em, cái này có size to này, 10 đến 40 ký nha. Công việc đẹp cưng lắm. Size nhí là 101, size đại 120 luôn á, có tầm 10 ký tới 40 ký cho em. Còn mấy cái mã là B49 kèm ký cho em nha. Mã B49 kèm ký cho em nha. 10 ký cho tới là 40 ký này, có size to này. Cái này có size to đó cả nhà. Xét chân váy công việc cho em ha. Chị nào chốt mã là B49 kèm ký cho em nha. Chí 101, đại 120. Rồi em lên mã đây nè, C72 18 ký em chốt chị ạ. Ngân Quỳnh nha. Ok chị nè, được giảm 20% trên tổng bill và được free ship toàn quốc mấy gì nha. Rồi tiếp tục đi em mấy chị nha. Cái này là hàng thương hiệu của HE, của MB. Hàng này hàng thun cô tâm chứng phẩm của hàng MB cả nhà nha. Rồi hàng đây hàng thun cô tâm chứng phẩm, vải này đẹp lắm, vải rất là tốt. Đấy cái size to luôn á, cái size đại luôn á, 10 ký tới là 55 ký cho em nha. Em có được mấy màu á, màu vàng này 10 đến 55 ký nha. Màu xanh là em còn tầm 10 ký tới 45 ký giùm em. Màu xanh em còn 10 đến 45 ký nha. Màu đỏ em còn tầm 10 ký tới 60 ký giùm em. Màu xanh copan em còn tầm 10 ký cho tới là 43 ký này. Xanh copan 10 đến 43 ký. Màu đen em còn tầm 10 ký 45 ký cho em nha. Mẫu đen Nga được có 5 màu. Nó là hàng thung cô tâm chính phẩm cho em nghe nha. Size nhí 101, size đại 120 và size cù là 104. A100 em chốt chị Hương Nguyễn. Còn mấy cái mã là B18 kèm màu kèm ký cho Nga nha. Mã B18 cho em Nga nè. Và nó tốt cực kỳ luôn. Nó hàng thung cô tâm chính phẩm có giải kiểm, co giãn thoải mái cho em nha. Và cả nhà ơi nhớ được kiểm tra hàng thoải mái chứ nhận hàng nha, được giảm 20% được kiểm tra hàng thoải mái luôn á chị nha. Rồi size nhí 101, size đại 120, size cô là 104, giá là giá chưa có giảm 20% á chị nha. 20% thì giảm cho tổng bill á chị nha, giá này là giá like. Rồi B18 á chị em, chốt màu hả chị? Dạ ok, dạ chốt màu chị Nguyễn Lương, chốt màu để chốt nha. Rồi là mã B18 em có màu đen nè. Màu đen tầm 10 ký tới 45 ký màu đen, em còn 10 đến 45 ký nha. Còn em B18 đen. B18 em có màu xanh nha. Dạ ok chưa? Xanh copan, ok này, đây là xanh copan nên chị Tuyết Nhung nha. B18 màu xanh copan em có tầm từ 10 ký tới 43 ký nha. Rồi ok là 10 đến 43 ký nha. Rồi B18 em có màu đỏ. Riêng cái màu đỏ có size tầm 10 đến 60 ký luôn á. Xanh này rất là to, 10 đến 60 ký cho em nha. B18 kèm màu chị Hiền ơi, chị kèm màu cho em nha, có 5 màu á.
màu đen, màu xanh copan, đây là màu đỏ này. B18 em có màu đỏ giúp Nga nha. Màu đỏ tầm 10 đến 60 kỹ cho em nha. Mẫu này là size 1.1, size đại 1.2 và size cô là 1.4 nha. Và sẽ giảm thêm 20% nữa và được free ship nữa. Rồi, cái này B18 em có màu xanh này, màu xanh lá. Xanh lá tầm 10 kg 45 kg nha. Xanh lá cho em nè. 10 kg 45 kg nha cả nhà nha. Rồi lên mặt B18 màu xanh lá. B18 này em có màu vàng nha. Đổ màu xanh lá thì thích nhung đổ xanh lá. Rồi B18 em có màu vàng ha, tầm 10 kg 55 kg nha. Màu vàng. Màu vàng tầm 10 đến 55 kg lại có size nha. Đẹp lắm, hàng MB là hàng chất, hàng không vô tâm chính phẩm. Cả nhà cứ mua hàng với chị về cứ cảm nhận chất cho nha, đẹp lắm. Xịn luôn á. Rồi B18 em có được ok nè, màu xanh nha. Chị Hiền là chốt màu xanh nào nhé, xanh coban nè. B18 18 kg, 47 kg cho chị Thanh Tâm này, màu đỏ đúng không? Màu xanh em có hai màu xanh. Xanh lá chút chị Tố Ngọc xanh lá. Chị Hiền ơi, xanh em có hai xanh, xanh coban và xanh lá. Chị chốt cái màu xanh nào ghi rõ cho em nghe nha. Một cái màu vàng này, B18 màu vàng này. B18 có màu xanh lá cây. B18 em có màu đỏ. B18 này có màu xanh coban. Và B18 em có màu đen nha cả nhà nha. Rồi. Size nhí 1.1, size đại 1.2 và size cô là 1.4 nha. Chị lấy màu nào? Chị Hiền ơi, chị có mấy cái màu xanh nào comment lại giúp Nga B18 nha. Hàng bên em. Dạ, ok, thì cảm ơn chị, đẹp lắm thật sự á. Đẹp mà hàng thun cô tâm chính phẩm á chị nha. Mặc sướng cực kỳ luôn á chị nha. Tính xin không có hết nữa. Đừng cái tâm của chị. Rồi lên mặt C40 nha. Rồi lên mặt C40 cho em nghe này. Cái này là hàng của MB nha. Rồi bên trong sẽ có quần đùi cho em nghe nha. Đây, xung này thun cô tâm chính phẩm xếp chân váy cho em nghe nha. C40 này em có size tầm 10 kg cho tới là 19 kg nè. Và một bộ là tầm từ 35 đến 38 nha. Xanh coban, chị Hiền chút xanh coban này. Rồi ok chị nha. C40 cho em nghe nha. 10 kg cho tới là 19 kg và bộ là 35-38 nha. Size nhí 100. Nhí 100 đại 101 nha, nhí 100 đại 101 nè. Cái này xếp chân váy nha, Mickey nè. Rồi là mã C40 kèm ký nha cả nhà. C40 kèm ký giúp nghe ha. Rồi, mẫu đây nữa đây. Cái này em có màu vàng nó đẹp quá à. Burberry màu vàng cho em nghe này, xếp chân váy caro á, bên trong sẽ có quần đùi giúp nghe nha. Đây bên trong sẽ có quần đùi nè. Size bé tầm 10 kg tới là 20 kg. Nói chung là 10 kg tới 40 kg còn lẻ size. Cái mẫu đây là 10 đến 40 kg giúp nghe nha. Size nhí 100 và size đại 101, 10 kg 40 kg cho em nha. Comment cái mẫu là C43 kèm ký cho em nha chị. Mã C43 kèm ký cho em nha, 10 kg 40 kg này. Rồi là mã C43 cho em nha. Mã C43 kèm ký cho em nha nha. Rồi 10 kg nha, cho tới là 40 kg nha. C43 với chị. C43 với mình nha. Nhí 100 đại 101. Đây xếp bé trai này. Trời ơi chắc đẻ lắm. Cái này màu xanh em có tầm 10 kg tới là 35 kg đó. Màu xanh em 10 đến 35 kg chép ngay nha. Màu xám em có tầm 10 kg tới 27 kg. Màu đấy có hai màu nha, màu xám và màu xanh nha. Xám hiện tại Nga còn tầm 10 kg tới 27 kg thôi. Đấy. Màu xanh này Nga còn tầm 10 kg tới 35 kg chép nha. Màu đấy là size nhí 100, size đại 101 nha. Nhí 100 và đại 101 giùm em. Comment cái mã là C51. Mã C51 màu xám. Và C51 này em có màu xanh nha. Comment là mã C51 giúp Nga ha. Màu xanh là màu xám cho em nha. Size nhí 100 và size đại 101 với chị và giảm thêm 20% và free ship toàn quốc cho em nha. C51 em có màu xanh này không là chị là hàng phun cô tâm chính phẩm cho em nha. Vải chắc lắm chị. Nhìn nè. Rồi hai màu nha. C51 xanh và C51 em có màu xám nha. Rồi là mã C51 giúp nha. Trời ơi cái này cưng lắm á chị nha. 10 kg 38 với màu vàng này. Em chúc chị Tố Ngọc nha. C51 nha. Cái like là cái like cuối cùng em nghe áp dụng chương trình giảm giá 20% và sẽ free ship toàn quốc mấy chị nha. Nên là cả nhà tranh thủ mua cho con mình nó nhiều một xíu cho em nha. Tại một bộ được giảm tới mấy chục ngàn bộ đó. Đều về bộ được giảm được 20 ngàn có bộ là. Giá nó cao được giảm được hai mấy ngàn, 30 ngàn một set luôn á. Nên mấy chị tranh thủ chốt nha, còn được free ship nữa. Có chứ ngày mai, sáng mai là em nghe đã like là cái giá bình thường rồi mấy chị nha. Rồi, cái này cưng chưa? Cái này của bé gái cho em nha. Xét quần đùi nha. Áo sắc nách mà có mũ trong nha, 10 đến 38 ấy nè. Đây là thêu nha. Rồi cái này cũng thêu hết toàn bộ nè. Thêu hết toàn bộ cho em nha. Em có size bé 10 kg tới 38 nhé. Size nhí có 80 ngàn, size đại 100. Size nhí 80, size đại 90 nha. Nhí 80, đại 90. Comment cái mẫu là B38 kèm ký cho mấy chị nha. Dạ ok chị Hiền nè. B38 kèm ký giúp nghe nha. 10 kg tới 38 ấy nè. Trời ơi đẹp lắm. Trời cái quần đùi á. Áo này sắc nách mà có mũ cho em nha. Màu vàng này. Cưng quá trời, màu loang.
kiểu nó màu ron chút nha nha. Comment có bảo là B38 nha, B38 kèm kỹ cho em nha. Ok chị Hương nha, chị Hương xịt chung nha. Bộ đẹp lắm chị, về mặt bếp thì mặt cưng lắm, dở kiến lắm. 10kg tới 38 với chăm nha. B38 em chốt chị Quỳnh Anh nè. B38 này em chốt chị Quỳnh Thanh. B38 này em chốt chị Hương Nguyễn. B38 chăm nha. Em chốt chị Hiền Lê B30 nâu. Rồi ok chị nha. Rồi chị ơi chúc mặt B38 kèm kỹ chăm ngang nha. Cái này cưng lắm chị ơi. Cái set màu lon này mặt dễ thương lắm. Cái màu lon nó thì có mấy màu bên kia ống rộng quá. Dạ. Nói thêm cho chị đi. Rồi, lên mặt B38 giúp Nga nha. Em có màu vàng nha chị nha. B38 trong đó mũ cho em Nga cưng đó. Cái bộ này mặt bụi lắm nha. Rồi, tiếp tục em lên mẫu đây nè. Mẫu đây em có được 3 màu, 4 màu. Mẫu đây Nga có được 4 màu giúp Nga nha. Không ngờ không vô tâm chính phẩm. Em mới size bé 10kg cho tới là 32kg. Nhớ giới thiệu nha. Nhớ giới thiệu shop Nga 132 Tây Sơn giúp em nha chị nha. Bữa nay là shop em mở cửa rồi. Mấy chị có thể đi thẳng vào shop với chị lựa đồ thoải mái cho em nha chị em. Em mở cửa cổng to lắm, có bảng hiệu hết toàn bộ á, cả nhà cái ghế shop mua hàng thoải mái chứ nghe nha. Rồi mẫu đây tầm 10kg tới 32kg này, 18 nhé. Bộ đây là size dưới 90.000, size là 100, bộ bé trai này, không có tông chính phẩm. Comment cái mẫu là A22. Đây. Mã A22 giúp nghe nha, size tầm 10kg tới là 32kg này, size dưới là 90.000. Size đại 100 giúp nha, dưới 90 đại 100 á chị đợi chút mà A22 em có màu nâu này, màu xám nhé. A22 màu xám này. A22 em có màu nâu. Màu nâu cho em nha. Rồi A22 em có màu đỏ này. Đó, màu đỏ giúp nha. Rồi A22 này em có màu vàng cả nha. Size nhí và size đại 10kg tới 32kg cho em nha. Rồi là mẹ A22 cho em nha này. Rồi mẫu đây size nhí có 90.000 và size đại 100 nha. Size nhí 90 và size đại 100 này. A22 mấy chị nha. Ok chị. Em ơi chị quan trọng cảm ơn. Rồi ok em nha. Rồi cả nhà nha, mua hàng đẹp với chị qua nhớ giới thiệu với em nhớ chị nha. Rồi lên mã A22 có màu vàng nha, được 4 màu á, size nhí là 90.000 và size đại có 100 thôi. 10kg tới 32kg nha. A22 em có màu đỏ. A22 em có màu nâu. Rồi lên mã A22 em có màu xám nha, được 4 màu giúp ngang nha. Được 4 màu, màu nào cũng đẹp luôn á. Rồi em lên bộ bé gái. 10kg tới 22kg nha. Rồi quần dài. Quần dài cho em nghe nha, 10kg tới 22kg này, cưng chưa? B30 55kg, 55kg, cái bộ size đại rồi, em coi hàng size đại. Rồi là mặt B39 nha, chị nói chút mặt B39 cho em nghe, mũi chai đó. B39 cho em nghe 10kg nha, cho tới là 22kg, 10 đến 22kg, cái một cái túi màu nâu nó có. Rồi là mặt B39 cho em nghe 10 đến 22kg, mẫu đấy 80.000 một set cho em nghe, hồi này đẹp quá. 80.000 bộ trăm nha, 10kg tới 22kg chị đó cho mặt B39 trăm kg trăm nha. Mã B39 trăm kg trăm nha nha. Bộ đẹp nè, B39 trăm nha, 10kg tới 22kg nha. Quần dài, chị ơi quần dài trăm nha. Không có tâm chính phẩm trăm nha. Rồi chị đó cho mặt B39 trăm kg trăm nha nè. Rồi siêu nhân nhọn này, được 3 màu nè. Bộ siêu nhân nhọn nha, hàng đây hàng thương hiệu của Lily trăm nha nè. Nhọn nha, hàng của Lily trăm nha nha. Đẹp lắm cả nhà ơi, size nhí, size đại cho ha. 10kg tới 37kg trăm em. 10kg tới 37kg giúp nha. Rồi mấy cái mẫu xe bự có xe đại xe cổ đi. Tìm cái hàng xe đại xe cổ. Nhí đại cổ luôn có 3 size. Rồi là mặt B12 nha. Bộ nhọn Lily nè, 10kg tới 37kg nha. Hàng Lily nè, không có tâm chính phẩm nha. Rồi là mặt B12 em có bộ nhọn vàng nha. Màu vàng nè. Sát nắp bé trai đại cổ. Dạ có, chìm lên nha. Sát nắp bé trai. Rồi chị nói cho bạn B12 em có màu vàng nha. B12 em có màu vàng nè, 10kg tới 37kg nhé. B12 có màu vàng. B12 này có màu xanh nha, màu xanh nè, hàng Lily nha, không có đẹp lắm. B12 em có màu đỏ. Rồi lên mặt B12 kèm màu kèm ký cho em nghe nha. 10kg tới 37kg giùm em. Size nhí là 100 và size đại 101 nha. Nhí 100 và đại 101 cho em nghe ha. B12 đỏ, B12 xanh và B12 em có màu vàng nha. Rồi 3 màu cho em nghe bản B12. Dạ có, cho em xíu lên liền cho chị. Rồi em có mẫu đây này cưng quá luôn á. Bộ Mickey nè. Mẫu đây em có tầm 10kg nha, cho tới là 35kg cho em nghe nè. Xếp Mickey cho em nghe nha. Trời ơi đẹp quá, 10 đến 35kg cho em nghe nha. Size nhí là 80.000 và size đại 90.000. Nhí 80 đại 90 cho em nghe, 10kg tới 35kg cho em nè. Rồi mấy cái mẫu là A10. Mã A10 giúp nghe nha, 10kg tới 35kg A10 cho em nghe nè. Đó, bộ Mickey cho em nghe nha. Rồi cục ra. Cục dây phía trước cho em nghe nha. Cái đây, cưng chưa? 10kg tới 35kg A10 cho em. Mã A10 kèm ký cho em nha. A10 giúp nghe nha, size nhí là 80.000.
Size đại là 90.000 nha, A10 nè, 80-90 tầm 10kg, tức là 35kg A10 giùm nha. Rồi là mã A10 kèm ký cho em nha, 10kg 35kg A10 giùm em. Đây này, mở đây có size này, sắc mắt này, 10kg tới 6-15kg cho em nha. Màu xanh cho em có màu vàng này, 10-65kg. Cái này là hàng phun cô tông chứng phẩm cho em nha, có 3 size á, nhí đại cồ luôn á. Nhí 100, đại 101, cồ là 120 ha. Quần này có túi nha. Rồi, giá này còn giảm thêm 20% mà được free ship cho em nha. Comment cái mã là C54. C54 em có màu vàng này. C54 này có màu xanh nha. Lên mã C54 cho em nha, màu vàng màu xanh, 10kg 65kg đó chị quần anh. Cái này có size này, 65kg độ lại có size luôn á. Thun này thun cô tâm chứng phẩm nha, mặt xương lắm. Rồi lên mã C54 em có màu vàng nha. Rồi lên mã C54 em có màu xanh này, hai màu, màu này cũng đẹp luôn á chị nha. Mà nhí 100, đại 101, cô là 120. Thun lạnh á, thun lạnh sắc nách á. Thun lạnh sắc nách bây giờ còn ít lắm nha. Bao nhiêu ký nha? 30kg còn à, lấy thun lạnh sắc nách 30kg chị. Rồi, ok nha, cái này 10kg 65kg chị, là chút mặt B, C54 nhé. C54 trăm ngang màu xanh. C54 đang có màu vàng mấy chị nha, 10kg tới là 65kg nhé. Size nhí là 100, đại 101, cô là 120. Size L không có hết rồi, tại vì hàng thun lạnh bây giờ nó đang lẻ size mà toàn đa số là size nhỏ là nhiều thôi. Rồi là mã C54 nhé, để ngay lên cho nó lẻ size hết. C54 em có màu xanh và C54 em có màu à, màu vàng mấy chị nhá. Chị để cho mà C54 cho em nghe này. Rồi lên tiếp màu đây cho em nghe, một bé gái nữa nè. Rồi cái màu đây cưng quá, có size bé 10kg nhé, cho tới là 35kg cho em nghe này. 10 đến 35kg cho em nha. Rồi mua cặp đúng không? Mua cặp ok chứ là hàng lẻ sai rồi, mình tí tìm cho. 10kg tới 35kg cho em nha. Đây đẹp cực kỳ luôn này, cái này có mũ cho em nha nha. Cái này xích màu lông với gái cho em nè. Rồi quần với lại áo sắc nách cho em nha nha. Size nhí là 80.000, size đại 100. Và nhí 80 đại 90 nha. 10kg cho tới là 35kg còn lẻ sai. 10 đến 35kg nhé. Comment cái màu là B3. Mã B3 em có hai màu á. Em có màu cam và B3 này em có màu hồng được hai màu này. B3 giúp Nga nha, xếp quần đùi với lại áo sắc nách và có mũ giúp Nga ha. Đây màu lon là bé gái nha. B3 màu cam mà B3 này có màu hồng, 10kg tới là 35kg giùm em. Size nhí là 80.000 nha, size đại là 90.000 nha. Nhí 80, đại 90 nha. Rồi chị đã chấp mạng là B3 kèm màu kèm ký cho nha. B3 cho em nghe này, hai màu hồng ha, và em có màu cam nha, màu lon đẹp lắm. B3 kèm màu kèm ký giúp nha. Mã B3 giúp Nga ha. Rồi mở đây tầm từ 10kg nha, cho tới là 80kg nè. Mở đây tầm 10 đến 80kg nha. Đây bộ thun lạnh thở thao cao cấp cho em nghe. Mở đây còn 10 đến 80kg màu cam này. Nhí 101, đại 2 và cồ 3 nha. Size nhí 101, size đại 1.2 và size cồ 1.3, 10kg tới 80kg nha. Comment cái mẫu là D7. Mã D7 giúp ngang nha, 10kg cho tới 80kg thì mã D7 nè, màu cam nha. Size nhí và size đại, size cồ cho em nghe. 101, 102 và 103 giúp ngang nha. Chị đợi giúp mã D7 cho em nè. Đây nha, quần anh có chút màu đã được nè, cái này có size này, D7 có màu cam nha. Rồi chị cho mặt D7 khung lạnh thở thao hàng cao cấp nha. Rồi 10kg 80kg rồi lại có size đó. Rồi lên mã D7 kèm ký nha, mã D7 giúp nghe nè. Có màu vàng nữa, có màu vàng nữa nha. Màu vàng rồi, hiện tại còn size tầm 10kg 80kg màu vàng này. Màu vàng là 10 đến 80kg màu vàng, comment cái mẫu là B37. Màu vàng là comment cái mã B37 giúp nghe nha, 10kg 80kg màu. Rồi là mã B37 kèm ký cho mấy chị ạ. Mã B37 kèm ký cho em nha. Em còn lẻ size 10kg 80kg cho em nha. Rồi nhí 101, đại 102, cù là 103 nha. Chị đợi chút mặt B37 cho em nha này. Thở thao cho mấy chị nha. Chấp hàng khung lạnh cao cấp. Bóng chuyền, bóng rổ cho thoải mái cho em. Rồi là mặt B37 em có màu vàng nha. Mã B37 em có màu vàng cho em nha này. Rồi em lên mẫu đây cả nhà, mẫu đây một khác này. Rồi cái xếp này của bé gái cho em nha. Cái này cái yếm mấy chị rút ra lại, mấy chị cột lại cho em nha xíu nha. Đẹp lắm. Mười ký tới 20kg cho em nha. Đây cái này cái dâm mấy chị ạ, cái này dâm bé gái này, 10kg tới 20kg nhé, dâm này. Rồi 75.000 một cái dâm mấy chị ạ, dâm đùi bé gái cổ yếm cho em nha ha. 10kg tới 20kg 75.000, chị đã cho mã C60 nha. Rồi là mã C60 cho em nha, xích đùi này, cái này có túi quần cho em nha này. C60 cho em nha nha. 10kg tới 20kg cho em nha, 75.000 một set cho em nha, xích yếm nha, dâm đùi yếm nha. Rồi chị đã cho mã là C60 mấy chị ạ, C60 kèm ký cho em nha, 10kg tới 20kg cho em nha, xinh lắm. Mẫu đây là giá là 75.000 một bộ nha, 75.000 một set dâm này, dâm đùi nha. Rồi C60 trăm nga cưng lắm chị Cana Nguyễn nha. Cái giá này là cái giá em chưa có trừ 20% mấy chị nha.
mình sẽ chốt giảm 20% lên tổng bill á. Là được free ship cho mấy chị nha. Rồi lên mã C20 cho nha, cái này cũng C60 nha các túi nè. Còn cái này lưng chun cho em nha, thoải mái cho em nha, 10 kg tới 20 kg nhé. Rồi là mã C60 kèm ký cho em nha. C60 75 ngàn một set thôi. C60 75 ngàn một set cho em nha. Trời ơi. Cái set chân váy caro nè. Em có hai màu nè, 10 kg tới 27 kg, em có màu xanh với em có màu hồng. Màu xanh với màu hồng em 10 kg tới 27 kg, cái set chân váy caro bên trong sẽ có quần đùi nha. Rồi cái này hàng Phung Cô Tâm chính phẩm nên vải cực kỳ đẹp mà mát lắm luôn á. Dí 100 em còn 10 kg tới 27 kg nha. Dí 100 đại 101. 10 đến 27 kg nha. Còn mấy cái mẫu là A88. Mà A88 em có màu xanh nè. A88 em có màu hồng mấy chị nha. Rồi chị cho bạn A88 cho em màu xanh với màu hồng cho em nha, hai màu nè. Rồi xếp chân váy cho em nha, 10 kg tới 27 kg cho em nha. Chân váy caro bên trong có quần đùi nha. Còn mấy cái mẫu là A88 nha. À, chị Hương Nguyễn em chốt chị rồi. À không có 22, không có 28 kg, cái mẫu đó có size nhỏ. Zoom thì có mẫu khác rồi, lên mẫu zoom khác cho lấy cái zoom chị. Rồi lên mã là A88 nha, xếp bé gái 40 kg giờ có đệm lên cho. A88 em có màu xanh và A88 có màu hồng, 10 kg tới 27 kg nhé, nhí 100 và đại 101. Xếp chân váy là bên trong sẽ có quần đùi nha. Rồi lên mã A88 kèm màu kèm ký cho em ha. Cái zoom xếp bé gái luôn nha, size to đó, 40 kg. Rồi em lên mã thỏ nha, thỏ nè, xếp chân váy bên trong sẽ có quần đùi nha. Thỏ này có thỏ màu vàng và thỏ màu xanh cho em nha, 10kg 35kg cho em. Em có size bé là 10kg tới 35kg cho em nha. Còn mang cái mã là D2. Mã D2 em có màu vàng hết, 10kg tới 35kg D2. D2 này em có thêm màu xanh nha, xếp chân váy cho em nha, 10kg tới 35kg cho em. Nhí 100 mà đại 101 nha. Size nhí 100 mà size đại 101, vậy là giúp mã D2 á. Lấy em bộ màu cam đúng, ok cam nè, màu cam nó khác size đó Quỳnh Anh. Để thung lạnh nó bữa giờ nó đang hết hàng á, chưa có về hàng kịp. Sắp tới mới có về hàng mới luôn. Rồi lên mã D2 cho cả nhà, xếp chân váy bên trong sẽ có quần đùi nha. D2 em có màu xanh và D2 em có màu vàng, 10kg cho tới là 35kg nhé. D2 vàng em chốt dự xin nha, ok chị nè. D2 chị Hương Nguyễn kèm cho màu cho em nha. D2 màu vàng á. Thun lạnh 3D á nha. Thun lạnh 3D có để tí lên cho. D2 này có màu vàng á, D2 là màu xanh á chị. Chị Hương Nguyễn chốt màu nào? Chị kèm cái màu đi, chị lấy màu nào cho em nghe này, màu vàng hay lấy màu xanh? D2 này. Màu vàng hay màu xanh giúp nghe nha. Lấy chị đầm luôn em, cứ lấy riêng cái đầm. Mã D2 chốt chị Thư nha. Ok chị Hương Nguyễn màu vàng này. Màu vàng màu xanh cho em nghe này, hàng Phung Cô Tâm chính phẩm nó vải cực kỳ tốt cho em nghe. 10kg 35 nhé, dưới 100 và đại 101, thỏ nó đẹp lắm. Mã D2 nha cả nhà, D2 vàng và D2 em có màu xanh. Rồi, D2 em chốt chị gái nhà lành nha, D2 vàng. Cái này nè, màu cam á, Quỳnh Anh chốt màu cam, màu nai cam nha, nai cam á. Trời ơi, gấu này, cái đầm gấu tầm 15kg tới 25kg nhé, đầm gấu nè. Cái này là đầm suông, cái này là phân suông cho em nghe nha. Suông này hai bên có sẻ tà nè. Cái này hai bên có sẻ tà tầm 15kg tới 25kg, tầm 90.000. 15kg tới 25kg, 90.000. Chị này chốt mã là B32 nha. Lấy của bé gái, 40kg chị. B32 nha, tầm 15kg tới 25kg, B32 này, cái đầm suông nha. 90.000 một đầm cho em nghe, chị nói chốt mã B32 nha. Con gấu này, mặt sau có hình nha. Mặt trước đều có hình cho em nghe á. Đầm có 32 cái có, để lên đầm 32 cái chứ. Rồi là mặt B32, 15kg tới 25kg, đầm là 90.000 nha. Còn mang cái mã là B32 kèm ký nha. Cái đầm này có size tầm 12kg tới 50kg nè. 12 đến 50kg đầm có mèo nè. Rồi 12kg tới 50kg đầm mèo nha. Đầm mèo là size nhí là 80.000, size đại là 90.000 nha. Còn mang cái mẫu là A23. Mã A23 cho em nghe tầm 12kg tới 50kg nha. B32 em chút ca năng Nguyễn nha. B32 19kg chút xin xin nha. Rồi mã A23 tầm bé 12kg 50kg luôn. Cái này có size to 12 đến 50kg nha. Size nhí là 80.000, size đại là 90.000 nha. Nhí 80, đại 90 nha. Chị đợi chút mà A23 này. Mã A23 kèm ký cho em nghe nha. 12kg tới 50kg luôn á. Nhí và đại 80-90 cho em nghe nha. Đai cho em xíu. Bộ bé gái 40kg nha. Màu đen có size bé tầm từ 10kg tới 33kg. Em có một cam với một vàng nha. Cam với vàng này. 10kg tới 33kg cho em nha. Một cam, một vàng với một đỏ. Màu cam, màu vàng, màu đỏ cho em nha. 10kg tới 35kg cho em nè. Rồi em có màu xanh nữa. 10kg 35kg cho em nha. Rồi 3 màu, 4 màu mà lấy có được 4 màu chắc hàng phun lạnh cho em nha.
Nhí chấm mốt đại chấm 2, comment là C44 nhé. Mã C44 trong nha, hàng đông lạnh chị ơi. C44 đang có màu xanh này. C44 đang có màu xanh nha. C44 đang có màu đỏ. C44 đang có màu vàng nha. Rồi là mã C44 đang có màu cam 10kg 35kg nha. Size nhí 101, size đại 102. Nhí 101 và size đại 102 nha. Rồi chị chúc mình là C44 kèm ký cho cả nhà. C44 em có được 5 màu cho nó. Màu cam. Em có màu vàng nè. Rồi em có màu đỏ. Rồi em có thêm màu xanh nha. Rồi comment bảo là C44 cho em nha, được 4 màu nha. 10kg tới 35kg cho em nha. Nhí 101 đại 102, sắc lách cũng lạnh thổ thao. 15kg tới 25kg cho em nha này. 15kg tới 25kg, có đôi giày này, cái đầm xuông, 15kg cho tới 25kg, 80.000. 15kg tới 25kg, 80.000 cho em nghe, đầm phông xuông này có hình đôi giày nha, sắc nách cho em nghe, cái đầm này đã có được 4 màu, 80.000 một đầm hả, đầm này cái mẫu là C22 kèm màu nha, C22 kèm màu cho em nghe, C22 có màu cam này, C22 có màu vàng cho em nghe, đầm phông xuông á, này cưng lắm á, tầm 15kg tới 25kg thôi. C22 này có màu hồng nè, C22 có màu hồng giúp nghe nha. Rồi C22 đang có màu đen nè, màu đen có được 4 màu mà C22 có đồ dày phía trước cho em nghe nha, đầm phông suông cho em nghe, dáng nó đẹp lắm, dễ thương lắm bạn nha nha. Rồi là mã C22 kèm màu kèm ký cho em nha, là 80.000 một đầm thôi, màu đen nha. Rồi em có màu cam nè, đó C22 có màu cam, C22 em có màu vàng nha, và C22 này em có màu hồng nha chị nha, kèm thêm màu cho em nghe, 80.000 một đầm thôi á, thương lắm. Và được giảm thêm 20% nữa. Bộ bé trai là hàng thun cô tâm chứng phẩm cho em nghe nha. Size bé 10kg tới là 37kg nè. Đó. Màu đỏ em còn tầm 10kg tới 37kg nha. Thun cô tâm chứng phẩm này túi hộp có tầm bộ nha. Thá sắc nách nè. Màu đỏ có tầm 10kg tới 37kg cho em nghe. Màu xanh này tầm 10kg tới 40kg và bộ là 55kg luôn. 10kg tới 40kg và bộ là 55kg nha. Trời ơi đẹp lắm. Thun cô tâm chứng phẩm túi hộp nha. Màu xanh với em có màu đỏ. Màu xanh màu đỏ nha, nhí 100, đại 101, cổ là 2. Comment cái mã là B20. Mã B20 không có chị kèm màu nha. B20 màu xanh này, B20 em có màu đỏ. Màu xanh này tầm 10kg, 40kg cho em nha. Và bộ là 55kg. Màu đỏ là 10kg, 37kg cho em nha. Nhí 100, đại 101, cổ là 2. Rồi chị ra chút mã B20 cả nha. Mã B20 chút ngay nha. B20 màu xanh này. Rồi B20 này em có màu đỏ cho em nha, mọi người sẽ có túi nắp hộp cho em nha, thun này thun cô tâm chứng phẩm và được kiểm tra hàng thoải mái trước nhận hàng nha, giảm 20% luôn á. B20 chất nga nha. Đây tầm đây bộ bé gái này, bộ gấu hàng thương hiệu của MB, size bé tầm 12kg tới là 65kg luôn. Cái này sẽ bộ đùi ngố nha, xếp ngố chất nga 12kg nha, cho tới là 65kg mà cặp mẹ bé chất nga nha. Thun này thun cô tâm chứng phẩm, nhí 100, đại 101, cô là 130. Còn mấy cái mẫu là A24 nha. Mã A24 em có màu hồng nè. A24 này em có màu kem nha. Màu kem mà nè. A24 này em có màu xanh nè. Nhiều màu ghê luôn. A24 này em có thêm màu vàng nha. Em chấm thì hiền lên nè. Ok chị nè. Rồi là mã A24 cho nha. Hàng đại hành thương hiệu của MB. Nó là hàng thung cô tâm chứng phẩm. Đây là xếp bộ đùi ngố nha. Mẹ cặp mẹ bé cho nha. Tầm 65kg độ lại có size đó. Rồi A24 cho em nghe, em có được 4 màu nha. 4 màu ha. A24 nhí 100, đại 101, còn size cô là 130. Rồi A24 này em có màu vàng nha. Lấy cộng cỡ nha, lấy cộng cỡ nha. B24 này em có màu vàng cho em nghe nha. Rồi B24 này em có màu xanh nè. Đẹp lắm, bộ đường ngố nha. Mày cặp bé bé cho em nghe, 12kg 65kg nha. A24 này em có thêm màu kem. Màu kem này có size tầm từ 28kg 65kg cho em màu kem nè. Màu hồng tầm 12kg 65kg cho em nha. Đó, mày cặp bé bé cho em nha. Hàng size nhí, size đại và size cổ đó. Đủ size cả nhà luôn á. Rồi là mã A24 kèm màu kèm ký cho mấy chị. A24 kèm màu kèm ký giúp em nha. Đây, bộ bé trai size đại cổ đây. Tầm từ 38kg tới 47kg này. 38kg 47kg giúp em nha. Họ đây là giá là 120.000, thun này thun cô tâm chứng phẩm cho em nha. Từ 38kg 47kg cho em nha này. Đẹp quá. Thun cô tâm chứng phẩm cho em nha, 120.000 một bộ thôi. Sắc nách nữa nè. 38-47 sắc nách nữa. Thun cô tâm chứng phẩm màu đỏ cho em nha. Comment cái mẫu là mã là C34 kèm ký nhé. Mã C34 kèm ký cho em nha nè. C34 kèm ký giúp nha nha. Size bé tầm từ 38kg cho tới là 47kg.
38kg 47 nhá. Chị này chút mã là C34 giúp Nga này. Bộ đen 120.000. Đẹp lắm, nó hàng thun cô tâm chính phẩm này. Vải bao đẹp luôn, mắc mẻ lắm á chị ạ. Lời là B C34 nhá. C34 kèm kỹ cho em nghe. C34 size to đó, từ 38kg 47 cái luôn. Còn là hàng hiếm thôi. Hàng size cồ, hàng size hiếm cả nhà nhá. Rồi lắm, bộ hàng của Lido BB cho em nghe này. Hàng của Lido BB cho em nghe nha. Đẹp cực kỳ luôn, size tầm 14kg nhá, cho tới là 14kg cho tới là 70kg đúng không? 14 đến 70kg cho em nha. Size nhí, size đại và size cồ mày cặp mẹ bé cho em nghe. Cái gì em? Màu xanh nó giống như nó một cái chai này. Chị Hiền Lê chút một cái bộ màu nâu nè, cái bộ tuyết hộp em nhớ nó có ba màu. Mã C1 cho em nha, 14kg tới 70kg cho em nha. 55kg nữa. Đúng rồi. Cái size cổ nó màu nâu đó, nó nâu. Có 55kg không? Không phải bộ lô. Rồi cái này comment là mã C1 cho em nha, hàng của Lido BB này, 14kg tới 70kg cho em, mày cặp mẹ bé nhá. Nhí 101, đại 103, cổ là 150 nhá. 101, 103, 150 cho em nha này. 101, 103 và 150 nhá. Chị đã chấp mã C1 á, C1 này, em có bỏ bên đây không? Mã C1 giúp Nga nha, 14kg nhá, cho tới là 70kg này. C1. Cái này có size tầm 70kg, mẹ này mày cặp với con không? 70kg cho em nghe á. 101, 103, 150 nhá. Chị đã chấp mã C1 á chị. Nó mở đến quá, màu đó. Nhưng mà màu nâu. Rồi chị đã chấp mã C1 kèm ký nhá. Mã C1 kèm ký cho em nghe nha. 14kg tới 70kg, hàng của Lido BB cho mấy chị. Hàng Lido bạc kẹt đẹp lắm, phải là hàng thun cô tâm chính phẩm. Chị Hiền lên em chút chưa? Tìm được chưa? Rồi màu đây có size bé tầm từ 23kg tới 55kg nhé. Màu đỏ này, 23kg tới 55kg nhé. Rồi thun cô tâm chính phẩm cho em nghe. Thun cô tâm chính phẩm nha. Đại 101, cổ là 2. Chị này chấp mã là A17 nhé. Mã là mã A17 cho em nghe. Đại 101, cổ là 2. Từ 23kg tới 55kg. 23kg tới 55kg nhé. Chị này chấp mã A17 nhé. Mã A17 kèm ký chấp nghe nha. Size đại với size cổ thôi. Tầm từ 23kg tới 55kg nhé. Đại 101, cổ là 102. Rồi là mã A17 kèm ký nha. Mà A17 trăm ngàn có màu đỏ này. A17 này em có màu vàng. Màu vàng em còn tầm từ 23kg tới 50kg nè. A17 này em có màu xanh nha. Màu xanh em cầm từ 23kg tới 55kg nhé. Màu xanh em cầm 55kg đồ lại nè. Chị Hiền Lê chốt thêm mẫu đây nữa không? Cái này có size này, đẹp lắm. Rồi, lên mã là A17 kèm màu kèm ký nhé. A17 trăm ngàn. Hàng này em có size đại với size cổ thôi. Đại 101, cổ là 2. Từ 23kg tới 50kg nhé. 55kg luôn, size to lắm. Hôm nay thông cô tâm chiếm phẩm nha, màu xanh này. A17 em có màu vàng nha, sát nách cho em nghe mà size đại, size cổ hơn. Được giảm 20% mấy chị tranh thủ chốt mấy chị nha. A17 em có màu đỏ nha, màu đỏ, màu vàng, màu xanh nha. Rồi lên mà A17 cái màu kìm ký cho em nghe nha, được 3 màu này. Chị kèm thêm cái màu cho em nghe đi, chị lấy màu nào chị Hiền Lê? Chị lấy màu nào? Này có màu đỏ, màu vàng với màu xanh đó chị nha, được 3 màu đỏ vàng xanh á. Đầm bé gái cho em nghe từ 8kg tới 16kg này. Trời ơi đẹp quá, 8 đến 16 áo này có cổ nha. Ở phía dưới có xòe nha, 8kg tới 16kg cho em nha. Đầm này đẹp lắm, thun cô tâm chính phẩm. Vải dày dạng và chắc mát lắm. Rồi là mã B40 nha. Rồi cái đầm là 90.000 một đầm á, 8kg tới 16kg B40 nha. Mã B40 em có màu hồng nè. Chị Hiền Lê chị chốt cái màu nào cho em nghe, kìm em cái màu đi, màu đấy có 3 màu á. Màu vàng, màu đỏ, màu xanh nha chị nhé. Rồi lên mã là B40 nè. Cái đầm này có cổ nha. Màu đỏ. Rồi ok chị ạ. Rồi lên mã B40 em có từ 8kg tới 16kg B40 nha. 8 đến 16kg B40 này em có màu hồng. Đầm này 90.000 một đầm nha. Size nhỏ 8kg 16kg. B40 này có màu xanh. B40 này có màu trắng nha. Rồi được 3 màu chị nhé. Mã B40 cho em nghe màu đỏ và màu xanh. Vậy cái này có size nhỏ. Chị lấy đầm size lớn để lên đầm size lớn chị nhé. Đầm dây lớn riêng. Lấy chị đầm dây lớn thôi kìa. Rồi 8kg nha, tới là 16kg nha. Rồi là mà B40 em có màu trắng này. B40 này có màu trắng cho em nghe nha. B40 này em có màu xanh này. Mã B40 này có màu hồng. Được 3 màu á. 8kg nha, tới là 16kg cho em nha. B40 là 80.000 một đầm thôi. Lấy cái đầm dây bự không chị? Ok chị Ca Năng Nguyễn nha. Lấy cái đầm dây bự. Rồi ok chị nha.
Rồi lên mặt B40 chị nào chốt nữa giúp em nha. Cái đầm này áo có cổ, đầm này có cổ là hàng không cô tâm chính phẩm. Vải dày đẹp mát mẻ cho mấy chị nha. Sướng lắm, hàng này sướng lắm. Rồi lên mặt B40 mấy chị nha. Màu em có được 3 màu chị nào chốt nữa giúp em nha. Màu xanh, màu hồng, màu trắng B40 nha. Rồi lên bộ bé trai nha. Bộ đây tầm từ 25kg tới 60kg này. 25 đến 60kg hàng thun lạnh nha. 25 đến 60kg này, thun lạnh. À, mẫu đây là nhí là 101, đại 125. Mẫu đây 121, 101 125 chị ơi. 121 và 125 cho em nghe này. Rồi cái này tầm từ 22kg tới 60kg cho em nha. Rồi. Thun lạnh bé trai nha. 101, 125. Còn mấy cái mã là B20 nha, kèm ký nha. Rồi lên mã B20 kèm ký cho em nha. Thun lạnh này thở thao, sát nách cho em nha. Vải đẹp mát mẻ cho em nha. Tầm size đại là 101, size cổ là 125. Tầm từ 25kg cho tới là 60kg luôn nè. Dạ 25 đến 60kg nha. Thì là giúp mã là B20 với chị. Mã B20 giúp nha nha. B20 em có màu xanh này. Mã B20 nha, thun lạnh thở thao. Mặt cưng lắm, thun lạnh thở thao nha. Rồi lên mã B20 giúp nha nè. Mã B20 giùm em mấy chị nha. B20 nè. Rồi cái đầm mấy chị nha. Đầm này có size tầm từ 22kg tới là 27kg nè. Hoa đỏ nha. Hoa đỏ cho em nha. Cái đầm này 75.000 thôi. Hoa đỏ, hoa vàng 22kg tới 70kg nha. Hàng chất lụa cho em nha. Cái đây coi em có hoa màu cam rồi nè. 22kg tới 27kg cho em nha. Hoa hồng, hoa cam, hoa đỏ, hoa vàng ha. 22kg tới 27kg nhé. Rồi cái đầm hoa này comment cái mã là A4. Đầm này có 75.000 một đầm thôi, hàng chất lụa nha. Hoa đỏ 27kg chiếc quần anh này. Comment mã A4 nhé, A4 cho em nha. Cái này đẹp lắm chị ơi, cái vải nó xuống lắm. Cái vải nó hàng chất lụa cho em nha, mắc cỡ luôn á. 75.000 một đầm á, tầm từ 22kg tới 27kg nhé. Rồi là mã A4 có màu cam, A4 cam này. A4 cam. A4 này có màu hồng. A4 này có màu hồng giúp nghe nha. A4 này có màu vàng này ha, màu vàng nè. A4 màu vàng nha. Rồi, A4 này có màu đỏ nè, đẹp lắm mấy chị ơi. Xòe cho em nghe ha, chân dài á. Ok chị Quỳnh Anh nha, bổ sung lạnh hồi nãy là 40kg và là 60kg đó. Ok nè. Rồi là mã A4 em có được 4 màu. Đỏ, cam, vàng, hồng. Từ 20kg cho tới là 27kg giùm em nha. 75.000 một đầm nè. A4 là 75.000 một đầm giúp nha nha, thương lắm. A4 giúp nha nha. Rồi lên mã A4 cho em nghe ha, A4. Rồi lên tiếp cho em nghe ha, một chai một cái lên xem kỹ giúp mấy chị nha. Rồi, bộ đây là hàng thun cô tâm chính phẩm tầm từ 25kg tới 35kg nè. 25kg, 35kg, 101.000 nha. Thun cô tâm chính phẩm em có được 3 màu. Màu đây có được 3 màu giúp ngay nha. Thun lạnh màu đây chút là buồn ăn. Màu xanh á. Rồi. Cái này có tầm từ 25kg, 35kg cho em nha. Rồi ôi màu đen nè. Đó. Cái này là hàng thun cô tâm chính phẩm giúp nha nha. 101.000 một set size đại đó. Comment cái mã là C53. C53 này có màu đen nè. C53 có màu đen nha. C53 này có màu trắng nhé. Đây, màu đen. C53 có màu trắng. Rồi, lên mã C53 này có màu vàng nha. Ok chị nha. Buồn anh lấy cái size này L, cái size to to chị nha. Lấy size to nha. C35 giúp Nga nha. Mẫu đây 101.000 một set. C35 101.000 thôi. Em có size tầm từ 20. Màu vàng có size tầm từ 20kg tới 25kg. Màu vàng còn tầm từ 20kg tới 25kg nha. Màu trắng Nga còn tầm từ 25kg tới 35kg nè. 101.000. Màu đen tầm từ 25kg tới 35kg nha. Rồi là mã C53 vàng trắng đen mấy chị nha. Rồi là mã C53 vàng trắng đen cho em nha. Rồi là một cái đầm hoa đỏ 18kg tới 25kg đầm hoa đỏ cho nha. 18 đến 25kg tầm 150.000. Cái đầm này là giá 150.000 nha. 18kg tới 25kg. Comment cái mẫu là C65 nha. Rồi chị cho cái mã C65 cho em nghe này. 18kg tới 25kg C65. C65 18kg tới 25kg đầm 150.000 nha. 150.000 một đầm cho em nghe. Đẹp lắm, xuất sắc luôn. Rồi chị đây chút mã là C65 mấy chị. C65 nha. 18kg tới 25kg C65 ha. 18kg tới 25kg C65 vậy em. Rồi cái đầm này đẹp quá trời luôn á. Màu đầm này có được 3 màu nha. 3 màu trăm nha. Tầm từ 18kg nha cho tới là 30kg á, còn tầm 18 đến 30kg thôi.
cái làm này chắc đuổi, làm này chắc đuổi chắc ngang nha, hàng đuổi chắc ngang mà xuống lắm, phải là xịn sò luôn á. Màu vàng tầm 18 cái 30 cái giùm em. 18 đến 32 cái là màu vàng. Màu xanh dưới em có màu hồng là 18 cái có 27 cái giùm em thôi. Màu 150 cái một đầm á, comment cái màu là C28 nhé. Màu 150 cái một đầm á, C28 màu hồng với màu xanh em có size tầm 18 cái có 27 cái. Màu vàng em có size tầm từ 18 cái có 32 cái giùm em á. Chị đó chứ mà C28 cho mình được 3 màu. Đẹp lắm. Rồi là mã C28 với màu đuổi nhé, C28 màu vàng nè, C28 màu hồng. Rồi là mã C28 nó có màu xanh giúp ngang nha, 18 cái nhé. À, cho tới là 32 cái cho em nha. Rồi là mã C28 với 150 nha. C28 150 cho em cái gì ạ? Chị là cho mã C28 cho em nha. Rồi em làm viết bộ đây cả nhà nha, nhiều mẫu lắm á trời ơi. Rồi em làm bộ đen bộ C là 10 ký 35 ký cho em nha. Rồi làm bộ bộ đây là bộ switch kia á, 10 ký 35 ký nha. Rồi phun cotton chấm phẩm cho em nha, em có được hai màu nha, màu nâu với màu xanh này. Switch kia á 10 ký 35 ký, nhí 100 và đại 101 phun cotton chấm phẩm nha. Size nhí 100 và size đại 101, chị comment là C40 kèm màu kèm ký nha. Mã C40 này. C40 này em có màu xanh giúp ngay nha, 10 ký 35 ký C40 này, màu xanh cho em nha. 10 đến 35 cái chân C40 màu xanh nè. Rồi nhí 100 đại 101. C40 này em có màu nâu nha, 10 ký tới 35 cái chân nha. Nhí 100 mà đại 101 cho em nha. Rồi là mã C40 màu xanh với em có thêm màu nâu nha, hai màu. Mã C40 kèm màu kèm ký cho em nha. C40 giúp nghe ha. Rồi là một bé gái đây, hàng của Lido Baby nè, size tầm từ 12 ký cho tới là 65 ký mà cặp mẹ bé cho em nha. Hàng đây hàng của Win Baby nhá. Win Baby cho em nha. Nhí 101, đại 103, còn size cô là 150 nha. 101, 103 và 150 cho em nha. 12 kg 65 nữa nha. Hàng của WinBB cho em nha, là bộ bé gái nha. Mày cặp mẹ bé cho em nha. Comment cái mẫu là A46 nha. Mã A46 cho em nha này. 10 kg cho tới là 65 cái A46 nha. A46, 101, 103, 150. 101, 103, 150 nha. Rồi là mã A46 cho em nha này. Không phải không cô tâm chứng phẩm nha. A46 cho em nha, vải đẹp kỳ luôn. Rồi là mã A46 trăm nga, 12 kg 65 kg trăm nha. 12 đến 65 kg hàng của WinBB trăm nga, vải mặt sướng lắm. Rồi em lên cái đầm. Đầm này có được 3 màu. Đầm này nga có được 4 màu. Size tầm từ 18 kg tới 32 kg này. 18 đến 32 kg đầm này, xinh lắm. 18 đến 32 kg một đầm nha. 150 nha, một đầm trăm nga. 150 nha, một đầm trăm nha. Rồi, hoa theo, cái này có theo nha, C4. Mã C4 kèm ký nhé. Mã C4 cho em nghe này, có màu xanh này. C4 kèm màu với lại kèm ký giúp ngay nha. Tầm từ 18 ký cho tới là 32 ký nhé. Rồi C4 này em có màu xanh nè. C4 này em có thêm màu cốm nhé. Màu cốm cho em nha, màu đẹp lắm. C4 này có màu cốm cho em nha. 18 ký 32 ký. Rồi là mã C4 này có màu hồng. Mã C4 này nha có màu hồng nè mấy chị nha. Tầm 150 cái một đầm mấy chị nha. Rồi là mã C4 này có màu vàng, màu này cũng đẹp. Màu này cũng đẹp nó gì? 4 màu. Xuất sắc cho bé mình đi chơi nha. C4 vàng. C4 màu hồng này. Rồi là mã C4 em có màu cốm nha. Rồi C4 này em có thêm màu xanh. Tầm từ 18 kg tới 32 kg nhé. 18 đến 32 kg thì đây cái mã C4 nhé. C4 150 nha một đầm. Rồi em làm bộ xe ô tô nha. Cái này size bé tầm từ 22kg cho tới là 35kg cho em. 22kg tới 33kg cho em nghe này. Rồi cái này hàng xe đại nha. Cái mẫu này 101 nha, một bộ cho em nghe, hàng phun cô tâm chứng phẩm của bé trai. Còn mấy cái mẫu là C10 nha. Chị đó cho mã C10 22kg nha, cho tới là 33kg. C10 này 22kg tới 33kg cho em nha. Mã C10 101 nha, một set cho em nghe. Cái mẫu đây có rất là nhiều màu. Mẫu đây có rất là nhiều màu nha cả nhà. Rồi chị đã chấp mã C10 kèm màu kèm ký cho em nha. C10 cho em nha, kèm màu kèm ký cho em nha này. Rồi là mã C10 có màu xanh nha. Rồi C10 đây có màu xám này. 22kg tức là 33 cái nhá. Rồi là mã C10 đây có màu xám, màu xanh. C10 đây em có màu đỏ này. Rồi cái xe ô tô đem đẹp quá, C10 màu đỏ nha. 10 từ 22kg tới là 33 cái, C10 màu đỏ. Rồi là mã C10 em có màu vàng này. Một vàng giúp ngay nha, 101 ngàn một xé á, C10 có màu vàng. Chị ơi. Dạ.
C10 đen có màu xanh cả nhà nhé. Mã C10 đen có màu xanh nha. Tập từ 22kg tới tập 33kg C10 có màu xanh. Rồi, lên mã C10 đen có thêm màu cam mấy chị nhé. Màu cam mắt hàng này size đại hết. Cái hàng này có size đại cho nha. Từ 22kg tới 33kg cho mấy chị nha. 101 một set. Rồi là mã C10 nha. Bộ này có rất là nhiều màu cho nha. Không phải thung cô tâm chính phẩm cho nha. Đó. Hôm nay thung cô tâm chính phẩm giúp nha nha. Tầm từ 22kg cho tới là 33 nhé. C10 em có màu cam. C10 đen có màu xanh nha. Rồi là mã C10 đen có màu vàng nha. 101 nha, một bộ trong hàng xe đại nha. Rồi là mã C10 đen có màu đỏ đi. Rồi. Mã C10 đen em có thêm màu xám nha. Màu xám giúp nha ha. Rồi là mã C10 đen có màu xanh lá. Màu xanh lá cho nha. Rồi mã C10 kèm màu kèm ký nha. Ở đây có được 6 màu luôn á. Nha có được 6 màu nha cả nhà. Rồi là mã C10 giúp nha. Mã C10 giúp nha này. Rồi em lên cái mẫu đây cho nha, cái đầm nha. Dạ có đầm vôn, chị lấy bao nhiêu ký giùm em? Có đầm vôn chị nhé. Rồi mẫu đây có size tầm từ 25kg 35kg nhé. 25kg tới 35kg cho em nha. Rồi đầm em 150 nha, một đầm cho em nha. 25kg 35kg 150 nha. Giá này sẽ giảm thêm 20% nữa mấy chị tranh thủ nhé. 13kg đầm vôn 13kg nhé. Kiên kiên lấy đầm vôn 13kg. Đầm vôn 13kg. Vôn là cả công chúa. Rồi là mã là A33 nha. A33 cho em nha, từ 25kg tới 35kg nha. 25kg nha, cho tới là 35kg chị là chút mã A33 cho em nha, 150 nha. A33 giúp nha, 150 nha cho em nha. Có size tầm từ 25kg tới 35kg. Từ 25kg nha, cho tới 35kg chị là chút mã A33 cho em nha. A33 cho em nha này, 150 nha. Có để em lên cho chị nha. Kiên ơi Kiên, lấy hàng cho chị đi. Chị em ship lấy hàng cho. Rồi, A33 chúc chị bông lúa lê, ok chị nhé. Rồi, lên mở đây tầm 12kg cho tới là 65kg này. Bộ đây hàng của hàng WinBB nha. Xếp bộ bé gái là hàng xung cô tâm chứng phẩm hàng của WinBB cho em nghe. Tầm 12kg cho tới 65kg nhé. Rồi, cái này là em có 3 size. Dí là 1.2, đại 1.3, còn sấy cồ là 1.5 nha. 1.2, 1.3, 1.5 nha. 12kg tới 65kg cho em á. Chị này chúc mở là C80 nha. Mã C80 cho em nghe, hàng của WinBB là hàng cao cấp, trời ơi. Hàng WinBB là hàng cao cấp cho em nha. Cái mẫu nào xong nó đẩy ra cho chị trước, chị đợi chị chọn nha. Cái này xong chưa? Theo cái trước kiểu. Rồi chị hỏi cái đầm xếp yếm mà mẹ mà bé á. Mẹ yếm chưa về? Dạ, cái mẫu chưa về. Mở chưa cho chị lấy. Cái này. Cái mẫu đó chưa về. Hàng về chưa kiểm, còn bao chưa về. C80 nha. 12kg tới 65kg nhé, C80 cho em nha. 12kg tới 65kg nhé. Size nhí 1.2, đại 1.3, cồ là 1.5 nhé. 1.2, 1.3, 1.5, chị đã chấp mã C80 cả nhà. Mã C80 kèm màu, kèm ký cho em nha, C80 cho em nha. Đầm vôn nè chị ơi. Đầm này có size bé tầm 10kg tới 15kg nhé. Đẹp lắm. 10 đến 15kg nhé, đầm này 101.000 nè. Xinh cực kỳ luôn á. 10 đến 15kg 101k nha. 10 đến 15kg 101.000. C80 em chúc chị gái nhà lành. Rồi cái này comment các bạn là D4 10kg cho tới là 15kg D4 nhé. Mã D4 giúp nghe 10kg 15kg nhé. 101.000 D4 cho em nghe. Em có size bé là tầm 10 đến 15kg nhé. D4 nhé. Tầm công chúa 10 đến 15kg nhé. 101.000. Rồi đẹp lắm mày kìa. Rồi là mã D4 cho em nghe. 10kg tới 15kg D4 nhé. Rồi màu đây có size tầm từ 8kg tới 14kg nha. 8kg tới 14kg 130 nè. Rồi 8kg tới 14kg 130 thì là chắc là C25. Mã C25 giúp nghe nha. 8kg cho tới là 14kg nè. Đó. Rồi là mã C25 đó chị nha. C25 cho em nha, 130.000 nè. Từ 8kg cho tới là 14kg nha. Chị là chắc là C25. C25 giúp nghe nha. 8kg tới 14kg nè. C25 ha. 130. C25 130 giùm em nha. Rồi. Màu đây có size bé tầm 13kg tới 14kg nhé. Lên đầm 35kg rồi ok chị. Còn đầm là 35kg bên đó. C68 nhé. C68 cho em nghe ha. 13 đến 14kg C68 nhé. Để công việc cho cái đầm màu nâu ạ. Bên đó còn cái đầm là 35kg nhé. C68 cho em nghe. 13 đến 14kg C68 nhé. 130.000 nè. 13kg tới 14kg nhé. Chị đã chấp là C68 á. Rồi để em tìm rồi chị nhé. C68 giúp nghe tầm 13kg 14kg C68 giúp nghe nè. Rồi 130 chị nhé. 130.000 á, C68 130 giúp nghe chị. 13kg tới 14kg giúp nghe. Rồi lên mã C68 giúp nghe nè. Mã C68 giúp nghe xuống sắc luôn á. C68 giúp nghe nha.
Rồi lên mấy cái đầm vôn này, 8 kg tới 15 kg 100 ngàn này. 8 kg tới 15 kg 100 ngàn này. Mấy cái đầm này đẹp lắm, 8 kg 15 kg 100 ngàn à. Chị nào chốt mã là C42. Mã C42, 8 kg tới 15 kg C42 nha, 100 ngàn á, C42 này. Mã C42 trăm ngàn từ 8 kg nhé. Ơ, 35 kg còn ở đầm này. Ui, mỏi chân. Rồi là mã C42, 8 kg chăng, cho tới là 15 kg này. C42 chúng nghe nha. Em có sự 8 kg cho tới là 15 kg C42 này. Cái này đẹp nè, cái đầm ống chúa nè đẹp nha, xinh lắm. 100 ngàn một đầm, 100 ngàn nha, 100 ngàn nè. Còn bên là C42 nha. Mã C42 giúp nghe nè. 35 kg để em tìm, còn cái này 35 kg chị yêu ơi. 32 kg thì có, 32 kg thì có nhiều, để em lên 35 kg thôi. Rồi cái đầm này tầm từ 23 kg tới 32 kg, 23 kg cho tới 32 kg chị đã chúc A19 nhé. A19 cho em nghe này, từ 23 kg tới 32 kg nhé. Rồi lên mà A19 và mà 150, 150 ca nha. Rồi lên mà A19 cho em nghe, 23 kg tới 32 kg, 150 nha. A19 cho em nghe này, đẹp quá. Mà A19 cho em nghe nha, 23 kg tới 32 kg, 150 A19 này. Đây chị ơi, cái mẫu đấy có size bé tầm 10 kg tới 40 kg nè, 101, 102 nha. 10 kg tới 40 kg trong ngang hàng của Mickey nè, 10 kg 40 kg nha. Comment có mẫu là A44, mã A44 trong ngang 10 kg tới 40 kg nha. A44 nha, chín 101, đại 102. Cái đầm chạy vai có lấy size, cái này có size bé là 40 kg nè. Rồi lên mẫu đấy A44 nha. Rồi lên mã A44 trong ngang 10 kg tới 40 kg trong A44 nha. Rồi size nhí 101, size đại 102, cái này có 40 kg nè. A44 kèm ký cho em nha. À, rồi cái đầm này có size bé tầm từ 12 kg tới 35 kg này. 12 đến 35 kg nhé. Nhí 100, đại 101. Comment cái mã là C45 á. Mã C45 cho em nha. 12 kg tới 35 kg, C45 này. Size nhí 100 và size đại 101 nha. Nhí 100 và đại 101 á, chị nào chúc mình là C45 á. Cái này có size bé chị nè. Mã C45 cho em nha. 12 kg cho tới là 35 kg này. 12 đến 35 kg cho em nha. Vôn cho em nha, đẹp lắm. À, nhí 100, đại 101, còn mình là C45. Em có thêm một cái màu hồng ở này, màu hồng ở này. Màu hồng có tầm bé 12 kg tới 36 kg nhé. Màu hồng 12 đến 36 kg, còn mấy cái mẫu là C65 này. Mã C65 trăm nga, 12 kg tới 36 kg nhé. Nhí 100 và đại 101. Rồi là mã C65 giúp nga nha. C65 trăm nga này. Em có size bé tầm từ 12 kg tới 36 kg nhé. 12 đến 36 kg, cái này có size bé chị luôn nè. À, size nhí 100 và size đại 101, còn mình là C65 với chị. Cái này đẹp nè, C65 kèm màu kèm ký cho em nghe nha. C65 em chứ chị Nguyễn Xuyên nha. Ok chị yêu nè. Rồi là mã C65 với chị nhắn, cái này có size 36 kg. Rồi em lên bộ bé trai xem kìa, bé trai xíu nha. Thun làm 3D nè. Màu đây có tầm bé 12 kg tới 45 kg nhé. 12 đến 45 kg nhé. Size nhí là 90 ngàn, size đại 100. Còn mấy cái màu là C38 nhé. Mã C38 size nhí 90, size đại 100 nha. 10 kg tới 45 kg cho em. Rồi chị giúp C38 kèm ký nhé cả nhà. Đây là chó cứu hộ cho em này. Đây là chú cứu hộ cho em nghe nha. 10 kg tới 45 kg nhé. Chị đã chúc là C38. C38 giúp nha. Size nhí là 90 ngàn, size đại 100. Chị chúc C38 này. C38 cho em nghe nha. Hai size nhí là đại 45 kg, lặng nhí 90, đại 100 á. C38. Rồi xếp bộ bé gái có size bé tầm 10 kg tới 50 kg nhé. Trời ơi bộ đùi nè. Đây là hàng phun cô tâm chính phẩm nha. Xếp bộ đùi cho em nghe hoa. 10 kg tới 50 kg giùm em á. 3 size nhí đại cồ nha. Nhí 100, đại 101, cồ đại 102. 100, 101, 102. Bộ đấy có được 3 màu nha. Màu hồng, màu xanh, màu vàng. A44 em chúc chị bông lúa lê. Rồi lên mã là C63. Mã C63 này em có màu hồng này. C63 này có màu hồng nha. Rồi lên mã C63 này em có màu xanh này. Và C63 này em có màu vàng nha. Tầm bé 10 kg tới 50 kg luôn á. Cái này mấy chị mẹ cặp luôn, hai mẹ con nha. Rồi size nhí 100, size đại 101, size cô là 0.2 á. Rồi lên mã là C63 nha cả nhà. Rồi lên mã C63 được 3 màu nha. Màu xanh, màu vàng và có màu hồng. Xếp vùng đùi cho em nghe á. C45 em chốt chị ạ, à, bông lúa lê C45.
Có crop top tốt có mấy em chị. Xem xíu nhá. Kiên ơi. Lấy bộ crop top tốt chị. C63 em có màu hồng nhá. C63 có màu hồng này. C63 này có màu xanh và C63 này có màu vàng tầm 10 ký tới 50 ký nhá. Size nhí, size đại, size cổ. Xếp bộ đồ hàng thun về thun cô tông chính phẩm nha. 100, 101 và 102. 100, 101, 102 cả nhà nhá. Rồi. Thì bông lúa lê cái C45 giúp cái C65 đi. Coi làm chị nha. 45 với 65 gì comment. Rồi lấy mã C63 nha, C63 cho nha. Cái C65 nó 45 có. C65 là 20 kg chị. C45 là 35 kg. Ờ 35 kg quá, ok. Nhưng mà có mẫu á. A44 35 kg. Chị đông muốn lên là A44 với là C45. C45 hay là C65 thì cái nhầm á. Có cái hai cái đầm bị chút 35 kg. Rồi là tầm mấy 12 kg 12 kg nhá. Tầm bên đây nữa. 12 kg thứ 45 kg này. Cái này áo khoác crop top. Hôm nay crop top nha. Xếp đây xếp thể thao này. Comment là C59 nha bé gái này. Hàng của MB không này không có tâm chính phẩm nha. C59 cho nghe, size nhí là 101, size đại chấm 2. Đây cái đầm mà chút tầm chuẩn chút hơn bộ. Cái đầm ở đây ngồi đây đây. Đây đây hai cái đầm phía trên này. Ok. A44 là cái đầm kia. Rồi là mã là C59 nhá, C59 trăm nha. 12 ký thứ 45 ký C59 này. Phong áo còn rất tốt cho em nha. Nhí 101 đại chấm 2 cái hàng của MB này. Hàng này hàng của MV nha, không này không cô tâm chính phẩm nha. C59 này em chúc chị Lê Thái Thảo. Rồi chị đã giúp mã C59 giúp Nga nha. 12kg 45kg nha. 12kg 45kg nha. Chị đã giúp mã là C59 trang mát 101 và 102. Đây là hàng thương hiệu của MV nha cả nhà. C59 em chúc chị Nguyễn Xuyên nè. Đây này em. Cái này là hàng thương cô tâm chính phẩm giúp Nga nha. Rồi. Không có tâm chính phẩm mấy chị nha. Hàng của MB này vải mặt đẹp lắm. Size nhí, size đại xem mấy chị nha. Nhí và đại tầm 12 kg 45 kg nha. C59 này. 12 đến 45 kg nha. 101, 102. Rồi, em có màu vàng này. Màu vàng có size tầm 10 kg tới là 45 kg màu vàng nè. Em có thêm màu vàng 10 kg 45 kg nha, màu vàng nha. 101, 102 hàng thương hiệu của MB nó hàng không có tâm chính phẩm á. Rồi mang hồi A3. Rồi lên mã A3 giúp nghe nha. 10 kg 45 kg A3 này. Đồ tiên áo thun bé trai 30 ký á. Còn ta? Còn HI không? Còn HI 30 ký á. Tìm ra. Làm bên kia. Giờ tìm ra được mấy. Có sai có chị nhưng mà giờ thì không ra hàng đây. Nó nằm ở bên kia. Có set ring áo thun màu tiên đúng không? Có. Rồi lấy mã A3 nhân 10 ký 45 ký A3 này. Em có size 10 ký 45 ký A3 nha. Nhí 101 đại 102. C59 em chốt chị Hiền Lê 40 ký C59. Rồi chị đã chốt mã A3 cho em nghe nha. Cái này cũng phát báo của rất tốt luôn. Hàng của MB nè, thun cô tâm chính phẩm nè. Tầm từ 10 ký 45 ký, phong này đẹp lắm chị yên tâm đi. Hàng này mặt chắc cực kỳ chắc luôn á. Chắc mặt xuống lắm. Rồi tầm 10 ký 45 ký. Rồi lên mã A3 với chị A3 chứ nha. Hàng hồng đấy luôn. Bây giờ tìm không ra đơn nha. Giờ tìm không ra hàng nha. Chắc một nhà bên kia. Tìm ra đi. To rồi lên mã A3 nhé chị, A3 giúp nghe nha. 10kg 45 cái A3 này. A3 là 10 đến 45 cái nha, A3 giúp nghe ha. Rồi em lên mấy mẫu đây cả nhà nha. Bây giờ không lấy được đâu chị Mỹ Chi ơi, cái hàng nó nằm bên góc kia mà mấy bé nó nhân viên nó chắc lên giờ tìm không ra. Rồi lên mã C70 nha. 10kg 45 cái C70 này, không bán còn bóp tốt cho nha. 40kg 45kg này có đi 45kg còn đâu không? Màu hồng. Không biết là em nói là sếp pin đó. À sếp pin 30 ký á. Mình rất eo á. 10 á, 11. 10 xuống 11 á. Chút cổ đó cho chị chưa? Đúng rồi. Rồi là mã C70 cho em nha. 10 đến 45 đi C70 nha. C70 của hàng của MB cho em nha. Khóa báo của rất tốt nha. Rồi. Nguồn chín tắt cho em nha. 101 và 102. 101, 102 chị ở trước mặt C70 chứ nha. Mã C70 trăm nha, 101, 102, tầm từ 10 kg 45 kg C70 nha, con gấu màu trắng C70 trăm nha, rồi đẹp lắm. Rồi em có thêm màu đen này, tầm 10 kg tới 35 kg màu đen nha, 10 đến 35 kg nha, 101, 102, 10 đến 35 kg màu đen. Màu đen comment cái mẫu là C64 nha, mã C64 trăm nha, 10 đến 35 kg nha. C64 trăm nha, 10 đến 35 kg, 101, 102 nha, C64 trăm nha này, con gấu đen, bé gái trăm nha.
10kg tới là 35kg nhé. C64 giúp Nga này. Này hàng Trung Quốc tâm chính phẩm cho Nga, vải đẹp cực kỳ luôn. Đẹp lắm này, sướng lắm trời ơi. Rồi lên mã là C64 giúp Nga nha. 10kg 35kg C64 giúp Nga ha. 101 với 102. 101 với 102 chị để cho mã C64 cho Nga. C64 giùm em Nga nha. Rồi. Đây à, bộ đây là bộ cháo cứu hộ này, size bé tầm 10 kg 38 nhé. Cháo cứu hộ bé trai này, không này không lạnh cho em Nga nha. Hàng thun lạnh 3D ha. Hàng ngắn của Kenkit cho em Nga 10 kg 38 nhé. Nhí là 91.000 đại 100 nha. Size nhí 90 size đại 100. Rồi chị để cho mã là A45. Mã A45 cho em nha. Size dưới 90 size đại 100 A45 tầm 13kg tới 38 nhé. 13 đến 38 nhé nè. 13 đến 38 cái chị rồi chút mà A45 nha. 13 đến 38 cái A45 cho em nha. Size dưới là 90.000 size đại 100 nha. Cháu cứu hộ, chú cháu cảnh sát. Ê, vô cho chị nửa chai. Rồi lên mở đây là mẫu nhọn nha. Nhọn siêu nhân là tầm 13kg tới 33kg nhé. 13kg nhé, cho tới là 33kg nhé. Bộ nhận siêu nhân hàng thun lạnh 3D của hàng hãng Kenkit. Size nhí là 90.000, size lại 100 nha. Rồi lên mã là C83. Mã là mã C83 giúp ngay nha. 13kg cho tới là 38 ấy chứ. 33kg nhé, 13 đến 33kg nhé. Rồi lên mã C83 kèm ký nhé. Nhận siêu nhân này. Rồi 245 em chốt chị Ngân Quỳnh nha. Rồi lên mã C83 với chị nha. C83 13kg cho tới 33kg cho em nha. Size nhí là 90.000, size lại 100 nha. Hàng thun lạnh 3D của hàng hãng Kenkit cho em nha. Chị đã chốt mã C83. Rồi là bộ siêu nhân ở đây. 13kg 45kg nha. 13 đến 45kg nhé. Size nhí và size đại luôn á. 13 đến 45kg. Size nhí là 90.000, size đại 100. Chị đã chốt mã là A14 nhé. Mã là mã A14 cho em nha. A14 cho em nha tầm 13kg nhé. Cho tới là 45kg nè. 13kg tới 45kg nhé. A14. A14 kèm ký cho em nha. Rồi là mã A14 giúp Nga nha, 13kg tới 45kg A14 này. C70 em chốt chị Nguyễn Xuyên, C70. A14 chị là chốt nữa 13kg tới 45kg nhé. A14 giúp Nga ha. Size nhí là 90.000, size đại 100 nha. A14 giúp Nga này. Một phần áo của rất tốt. Rồi lên mẫu đây cho em nha, bộ gấu này tầm 10kg 45kg nhé. Gấu này, gấu màu xanh này. 10kg 45kg nhé, nhí 101 đại 102. Size nhí 101, size đại 102. Rồi chị này chốt mẫu là A4 nha. Mã A4 trăm nga, 10 đến 45 với A4 trăm nga. 10 đến 45 với A4 nha. Size nhí là 101, size đại 102. A4 là đẹp nè. Rồi chị chốt mẫu A4 nha. Phong báo crop top trăm nga. Rất là cưng luôn á. Thông này thông qua tâm chính phẩm. Hàng thương hiệu của MB nha. Hàng gây hàng cao cấp trăm nga. Mặt sướng lắm. 10kg 45 với nha. Chị này chốt mẫu A4 nha. A4, 10 đến 45 với nha. A4 giúp nha. A4 trăm nga, 10 đến 45 với nha. Rồi 101, 102. 101-102 chị đã chốt A4 nhé. A4 cho em nha. Thêm một cái mẫu nữa này, màu đen này. 10kg tới là 18kg. Mẫu đen còn tầm 10 đến 18kg cho em nha. Còn 101.000. Comment cái mã là B2. Mã B2 cho em nha. 10 đến 18kg mã B2 cho em nha. Rồi 101.000 này, B2 nha. B2 cho em nha. Tầm bé 10kg tới là 18kg. B2 101 á. Mã B2 101 cho em nha. B2. Rồi em làm bài phỏng nữa xong nghỉ like cả nhà nhá. Mai sẽ like lại mấy nha. Ngày mai sẽ hết chương trình sale về ai, hết chương trình giảm giá là 20% nhé chị nha. Rồi. Chị này chốt mã là C6 nhá. C6 cho em nghe 13kg tới 40kg. C6 là bộ siêu nhân nhện nha. 13kg tới 40kg C6. Size nhí là 90.000, size đại 100. Size nhí 90, size đại 100 nha. Chị này chốt mã C6 cho em nghe 10kg cho tới là 40kg nhá. 10kg tới 40kg nha chị cho mà C6 giúp Nga ha. 10kg tới 40kg C6 nha. Size nhí là 90.000, size đại 100 nha. Rồi lên mã C6 cho em nè. Mã C6 90 100 nha. Xét ngố chị, ngố có. Rồi chị nào muốn lên mẫu này thì comment cho Nga lên nha, tại em Nga lên vài mẫu lên Nga nghỉ đó. 15 phút để em Nga nghỉ nha cả nhà nha. À cái này mở size bự này 35kg nè. 13kg 35kg này đầm yếm nè. 80.000 nha. 13kg tới 35kg nè. Buồn ngố bị giá đó. Mười ba ký tới 35kg nhá, là 80.000. Chị đã chốt B1 cho em nghe 80.000. 13kg tới 35kg chị chốt B1 nha. B1 này. Mã B1 cho em nghe 13kg tới 35kg B1 nha. 80.000 một set. 80.000 một đầm nha. B1.
giá nên là có giá chưa trừ, chưa giảm 20% nha cả nhà nhé. Rồi lên mã gấu này, gấu này hàng hàng đây hàng của Sumia, Sumia gì? Hàng đây hàng của thằng Sushin Kit cho em á, Sushin Kit này. Rồi cái này có size bé tầm từ đây, có size bé nha. Rồi lên mã gấu hồng này có size tầm từ 25kg tới là 55kg gấu hồng này. Gấu hồng có tầm từ 25kg tới 55kg bộ đồ ngố nhé. Gấu hồng này có được mấy màu luôn á. Màu hồng nhạt nha, từ 25kg tới 55kg gấu hồng nhạt này. Rồi gấu màu xanh nha. Màu xanh này xanh lá tầm 10kg tới 55kg nhé. Nhí 101, đại 2, cổ đại 3. 101, 2, 3. Comment cái mã là C66 kèm màu gồm kỹ nhé. Mã C66 em có màu xanh này, xanh lá nhé. Đây là chiếc bộ đồ ngố thun cô tâm chính phẩm cho em nghe. 10kg tới là 55kg nhé. Lại là mã C66 cho em nghe. Nhí 101, đại 1.2, cổ là 3. C66 này có màu xanh này, xanh lá. C66 này có màu xanh coban này. Xanh coban giúp nghe nha, 10kg tới 50kg nhé. Màu xanh coban nha, hàng này hàng thun ngoài thun cô tâm chính phẩm, hàng của Sushin Kit các bạn, nó tốt lắm. Màu xanh coban nha. Rồi C66 này có màu hồng này, màu hồng đến tầm 10kg tới 60kg nhé. Nhí 101, đại 2, cổ là 103. Thun làm bé cám bao nhiêu ký giúp em? C66 này có màu hồng. C66 thun làm bé cám chị. C66 này có màu cà, màu gạch nha, màu gạch cho em nghe này. Rồi lên mã C66 này có màu gạch nha, màu gạch cho em nghe. Rồi lên mã C66 này có màu xám 32. Rồi lên mã C66 giúp nghe nha. Rồi em có màu xám cho em nghe này. Em có màu gạch nha. Rồi em có màu hồng này, 60kg lại có sai đó. Rồi em có màu xanh coban. Em có màu xanh lá nhé. Rồi em có màu hồng nhạt, màu hồng nhạt này. Rồi lên mã C66 nhé. Màu hồng nhạt cho em nghe á, em chốt chị Cana Nguyễn nhé. Hàng này hàng của Sushin Kit đó, hàng thun cô tâm chính phẩm nha. Cana Nguyễn hai bộ. 101, 102, 103. Chứ bình thường ngày mai vẫn like lại cái giá này nha, không có giảm. Mai like cái giá IC vậy nhưng mà không có giảm mấy chị nha. Hôm nay sẽ giảm thêm 20% thôi. Còn ngày mai là like cái giá này không có giảm, mấy chị tranh thủ mua đồ cho bé mặc cho em nha. Mua nhiều nhiều lên. Đó, lâu lâu có giảm thì mấy chị mua nhiều, ít nhất bộ giảm được 20-30 ngàn á, hai mấy ngàn cũng có, tùy theo mẫu, tùy theo giá, giá cao thì giảm nhiều, giá thấp thì giảm ít cho em nha, cứ giảm 20% thôi. Một bé trai 56 cái còn nha. Rồi là mã C66 nha, chị đã chấp mã C66 không? Bộ đường ngố nè, sang lắm, đẹp lắm nha. Phung lạnh hết chị đây nè. Chó cứu hộ em có size tầm 12-18kg. 37kg tới 50kg nè, 12-18kg và 37kg tới 50kg nhé. Đây cháu cứu hộ là quần đùi ống rộng cho em nha. Hàng của Ken Kit cho em nghe. Nhí 100, đại 101. Xa nhí 100, xa đại 101. Còn mấy cái mẫu là C29 nhé. C29 nha. Rồi lên mã C29 cho em nha. Rồi cái mẫu đây có tầm bé 14kg nhé. 10kg tới là 33kg nè. 10kg tới 33kg cho em nha. Cái này là xếp quần đùi á. Xếp quần đùi nha. Xa nhí là 90.000 á. Xa đại 100 á, quần đùi nè. 10kg tới 33kg cho em nha. Rồi lên mã là B11. Mã B11 cho em nha. 10kg tới 33kg nha. Size nhí là 90.000, size đại 100 nha. Chị để cho mặt B11 này. Mã B11 cho em nha. Rồi cái đây là Doraemon này. Tầm 12kg nha. Cho tới là 40kg nè. Doraemon vùng đùi nha. 12kg tới 40kg cho em nha. Doraemon. Size nhí là 90.000 á. Size đại 100. Comment cái mẫu là A12. Mã là mã A12 cho em nha, 12kg tới 40kg A12 này. Rồi chị đã chấp mã A12 chấp nha, 12kg tới 40kg A12, nhí 90 đại 100 nha, A12. B1 em chấp chị bông lúa lê, ok chị nha. Rồi em làm bộ Doraemon này. Cái này tầm 13kg tới 33kg nhé. 13kg tới 33kg. Cái này xích chân váy. Bên trong sẽ có quần đùi cho em nha. 13kg cho tới là 33kg. Size nhí là 80.000. Size đại là 90.000 nha. Comment cái mã là A7. Mã A7 cho em nha. 80-90 A7 cho em nha. Rồi lên mã A7 giúp nha nha. Tầm 13kg nhé. 13kg cho tới là 32kg. Size nhí là 80.000. Size đại 90.000 nha. A7 kèm ký nha cả nhà. A7. A7 cho chị Phạm Thảo 32kg. A7 cho em nha, ok chị Phạm Thảo, A7 cho em nha này. Cái chân váy nha, A7 cho em nha. Rồi cái này,
em bé 3, em mắc size bé tầm 13 kg nhá. Em bé 3 là xếp quần đùi ống rộng. Đây là quần đùi ống rộng á, size bé 13 kg tới 30 kg và bộ là tầm 50 kg nhá. 13 kg tới 30 kg và bộ 50 kg cho em nha. Quần đùi ống rộng cho em nha. 101 và nhí 100 đại ngược 101. Comment. B1 là mã nào chị ta? B1 là mã nào? Tìm được. Rồi là mã là C12 nha. C12 giúp nha này. Mã là mã C12 nha. B1 là mã nào chị ạ? Bông lúa lê. Tên đang tìm. Có nhà không lạnh. Có chưa? Ok. Rồi là mã C12 cho em nha. 13kg tới 30kg và bộ 50kg nha. Rồi 101, nhí 100, đại 101. Nhí 100, đại 101 nha. Rồi là mã C12. Chị lấy bộ Kenzo này. À, tầm 40kg tới 65kg nha chị ơi. 40kg tới 65kg bộ Kenzo 140 nè. Kenzo 140, 40kg tới 65kg nha. Comment cái mẫu là C32. Mã là mã C32 này. C32 tầm 40kg tới 65kg C32 nha. Rồi 40kg tới 65kg chị đó chứ mà C32. 140 cái hàng này 140 nè. Rồi 40kg tới 65kg cho em nha. Rồi lên mã là C32. Màu đẹp đẹp rồi chị. C32 chắc này không cô tâm chính phẩm cho em nha. Xuất sắc luôn á. Rồi lên mã là C32 nha. 40kg 65kg 140 C32. Rồi mẫu đây có size vế tầm từ 13kg tới 42kg đấy. Cái này là con gấu nha. Cái này sẽ chân váy bên trong sẽ có quần đùi nha. Sẽ chân váy bên trong sẽ có quần đùi cho em nha. 13kg tới 42kg đấy. Rồi, size nhí là 80.000, size đại 90.000 nha. 13kg tới 42kg. 80-90 nha. Comment cái mẫu là D11. Mã là mã D11 giúp nha. D11 cho em nha. Mã D11 cho em nha. 13kg tới 42kg D11 nè. D11 giúp chị Thảm Thảo 32kg. Rồi, lên một Mickey nữa nè. 12kg tới 35kg Mickey rồi đây, xếp chân váy đó chị. Cái này tầm 12kg tới 35kg nhé. Rồi 80-90 chị lấy luôn mẹ đây nữa đây, em nghĩ luôn này, lấy luôn mẹ đây luôn không. Mã B2, 13kg tới 35kg B2. B2, 13kg tới 35kg B2 nha. 80-90 á, B2. B2, chị lấy thêm B2 luôn, ok là B2. Rồi hết rồi, chân váy có mấy mẫu đó chị thôi. Còn hơn ngố. Rồi hết chân váy rồi chị nha, hết chân váy rồi đó. Hết rồi. Bây giờ còn ngố, chị lấy ngố tầm 12kg tới 40kg này, bộ ngố nha. Xét ngố là 12kg tới 40kg nha. Size nhí là 90.000, size đại 100 á. Nhí 90 đại 100, comment cái mẫu là B50. Mã này mã B50 nha. Size nhí là 90, size đại 100, B50 này. 13kg tới 40kg nha. 13kg cho tới 40kg chị là chắc là B50 á. B50 giúp nghe nha. Bộ đường ngố, hôm qua không lạnh cho em nha. Rồi em lên một màu đây nữa nè. Màu đây có size tầm 16kg tới 25kg là 101. 45kg tới 65kg là giá 140. Rồi comment cái mã đây là mã C82. Cái này là mã C82 cho em nha. 16kg bộ Kenzo là đẹp lắm. 16kg tới 25kg 101. 45kg tới 65kg là giá 140. Comment là C82 nha. Rồi là mã C82 cho em này. Đó. Mã C82 kèm ký cho em nha. Có size nhí và size cổ thôi. Rồi thêm một cái màu đây nữa nè. 16kg tới 25kg nhé. Ngố còn thun nào khác không? Ngố còn thun cô tâm chính phẩm á chị. Đây là một mã nữa em nghĩ nè. Rồi cái này tầm 10kg tới là 60kg nhé. Chị lấy trong đây 10kg tới 60kg nhé. Màu đây em có cho chị kim hoa. Cái này có thun lạnh đó. À thun lạnh hả? Không, thun lạnh có màu đá thôi. Có bà sữa nè, bà sữa tầm 10 đến 40 kg nha, bà sữa 10 đến 40 kg, 80-90 nha. Khóc đi cá 26 kg. Rồi mấy chị. Rồi lên mã là C35 nha, 10kg tới 40 kg C35 nè. C35 bộ đường ngố nha, 10kg tới 40 kg C35 cho em nha. Rồi cái này là size nhí 80.000, size đại là 90.000 nha, nhí 80 đại 90 nha. Rồi chị cho chúng mã C35 cho em nha, C35 bộ bà sữa nè. 80-90 tầm 10kg 40kg nhé. Thì là cho mặt C35 này. Xích ngố cho em nha. Rồi lấy mặt C35 cho em nha. Ngố không lạnh thì còn mấy mẫu đây thôi chị ơi. Hết rồi. Còn đùi không? Còn chị lấy đùi không? Còn đùi thôi nha.
em like, em like, em like mà không khó để em nghỉ rồi. Sáng mai like tiếp á chị ơi, like hết nổi. 35 cái thùng lạnh C35 là thùng lạnh đấy, C35 này cái mẹ nè. Bà sữa là thùng lạnh đúng không? Bà sữa là hàng thùng lạnh đó. Bà sữa là hàng thùng lạnh cho em nha. Áo khoác để em lấy chứ. 26 cái đó mẹ, hàng mấy mẫu cái hàng thùng của tóc em. Lấy hàng 3D được không chị Thiền Hà? Lấy áo khoác hàng thùng 3D được không? Lấy 3D được không chị? Rồi bộ đây tầm 14 cái tới 55 cái đấy. 14 đến 55 cái hàng thun lạnh nha, 3D nè, quần đùi cho em nha, 14 ký tới là 55 ký. Size nhí là 90.000, size đại 100, size cổ là 101 nha. 90 100 101 con ngựa nè. Comment các bạn là B15 nha, mã B15 cho em nha. 14 ký tới là 55 ký B15 nha. Bộ đùi bé gái cho em nha. Mã đây size nhí 90, size đại 100, cổ là 101, comment là B15 nha, B15 cho em nha. Đây chị ơi, áo khoác em còn áo khoác bé gái, em còn áo khoác 3D thôi nha. Hết áo khoác thun 26 ký thôi. 10 kg 40 kg cho em nha. Rồi. Áo khoác người bunny cho em nha, 10 kg 40 kg cho em nha. Rồi size nhí là 101 size đại .2. Nhí 101 đại .2. Comment cái mẫu là A37 nhé. Ngựa này, khoác ngựa nha. B15 em chốt chị Nguyệt Trần B15 cho em nha. Rồi. A37 cho em nha, 13 kg tới 40 kg A37 nhé. 13 đến 40 kg cho em nha, ngựa này. 13 kg tới 40 kg nhé. Rồi chị giúp A37 cho em nha này. Size nhí 101 size đại .2. Nhí 101 đại .2, comment là A37 cho em nghe nha. Rồi, chị nào lấy hàng thun lạnh 3D mà chị lấy bộ ngố á. Bộ ngố bé gái, lên ngố bé gái chị lấy bộ của mẹ. Trời ơi. 3D bộ ngố mẹ 4 mấy ký tới 60 ký á. Rồi, cái này tầm 10 ký 45 ký nha. Rồi, yêu xa là 10 ký 45 ký cho em nha. Nhí 101 đại .2, comment cái mã là C37 nhé. Mã này mã C37 cho em nghe ha, 13 ký tới 45 ký nhé. 13 đến 45 kg nha. Rồi lên mã là C37 nhé. C37 cho em nghe, 13 đến 45 kg, 101, 102, C37 cho em nghe. Rồi. Cái này là Mickey nha, tầm 10 kg tới 40 kg đây, Mickey nha. Áo khoác bé gái cho em nghe. 10 kg tới 40 kg cho em nghe, comment mã A8. Mã A8 cho em nghe, 10 kg tới 40 kg A8 nhé. 101, 102 A8 nhé, 10 kg tới 40 kg A8 nhé. 101, 102 A8 cho em á. Rồi mở đây có size tầm từ 14 kg tới 40 kg cho em này. Rồi. Bộ sọc nha, sọc này. Đây là hàng thun lạnh cho em nha, 14 kg tới 40 kg cho em nghe. Mở đây nhí 101 đại .2. Nhí 101 đại .2 á, comment cái mã là B33. Mã B33 cho em nha, 14 kg tới 40 kg nhé. B33 này. Size nhí 101 và size đại 102 nha. Chị đã chúc mặt B33 cho em này. Con gấu cho em nha. 14 kg tới 40 kg nhé. B33 chắc hàng thun lạnh cho em nha. Rồi. 101, 102, B33 cho em nghe. Rồi cái màu đây có size tầm từ 28 kg 65 kg này. 28 kg 65 kg nha. Rồi size đại 102, size cổ là 103, đại .2, cổ là 103. Em có size tầm từ 28 kg 65 kg, comment cái mẫu là B51. Mã B51 chích nghe nha. B51 chắc hàng thun lạnh cho em nghe. 28 kg 65 kg nha. B51 cho em nha. 102, 103, B51. Hồng cầu vòng 27 kg. Ok chị nè. Rồi ok chị Thiền Hà nha. Rồi. Em xa bé gái tầm 10A8 em chúc chị Hiền Lê A8. 12 kg nhá, cho 10 kg tới là 38 kg đi. 10 kg tới 38 kg cho em nha. Rồi, size nhí là 90.000, size đại 90.000. Rồi. Cầu vòng đúng không? Ngựa cầu vòng. B51 là của mẹ, B51 là mã gì? Mẹ bé bắt được nha chị nha. Cái đó mẹ cặp mẹ bé cho em nghe. Rồi lên mã Elsa 12 kg 38 Elsa này, 12 đến 38 nhé. Size nhí là 90.000, size đại 100 nha. Comment cái mã là A63. A63 cho em nghe, 12 đến 38 với A63 nha. Rồi cái này xếp bụng đùi Elsa này. 12 kg nhá, cho tối là 38 với Elsa. Mã A63 nha, A63 này. A63 cho em nghe nha, A63. Rồi. Mèo này có size tầm từ 15 kg 65 cái mèo này. 15 kg 65 cái nhá. 90 100 101. Comment cái mã là C18 ấy, mã C18 15 kg tới 65 cái C18 nha con mèo. Rồi xong cái mã này em nghỉ like với chị nha. Sáng mai em like tiếp với chị nha. Hả nó. 15 kg nha. Cho tới là 65 kg chị đã chốt mã là C18 nha. Con mèo là C18 cho nha. Nhí 90 đại 100, cổ là 101. Cái này có size nhí size đại size cổ nha.
C18 em chúc chị Phạm Thảo 30 mấy ký à? 32 ký chị. Rồi lên mã C18 giúp em nha. 15 ký tới 60 à, 65 ký luôn ha. Mày cặp mẹ bé cho em nha. Rồi lên mã C18 nè. 32 ký ok chị, 32 ký. Ngố hả chị? Ngố nữa. Rồi em lên một mẫu ngố nữa nha. Để xem nghỉ like cả nha. Bộ đây cũng đẹp lắm này, tầm từ 45kg tới 65kg này. Bộ đây có, bộ đây như ta có 90 ngàn à. 45kg tới 65kg, bộ đây có 90 ngàn này. Comment có bảo là B10 nha, B10 thun lạnh đó. 45kg tới là 65kg B10 này. Đẹp lắm. Mà có 90 ngàn một set trong này, phải kỳ đẹp luôn. Rồi lên mã B10 mấy cả nha, B10 cho nha, size đại cổ á. 45kg tới 60kg nha, 45kg 65kg nha. Rồi lên mã B10 nha, 90 ngàn một set B10. Cái này bộ đùi ngố nha, B10 là bộ ngố cho em nghe. Đây ngố em lên mẫu đây nè, chị nhắc bộ phối màu nè. Mẫu đây nè. Bộ. Đây là bộ đây cho chị nè, bộ con gấu nè. B10 60 ký em giúp ngon quần B10. Chị lấy gấu á, 10 ký tới là mẫu đây là 10 ký tới 55 ký cho em nghe. Thun này thun cô tâm chính phẩm nha. Nhí 100, đại 101, cổ là 130. 100, 101, 130, 10kg tới 55kg nhé. Rồi lên mã gấu đang có được mấy màu này. Comment bảo là A42. A42 đang có màu hồng. Rồi A42 đang có màu vàng nha. A42 này có màu cam nè. Rồi A42 đang có màu xanh nha. Rồi A42 đang có màu tím nhé. Nói chung là còn 10kg tới 55kg giùm em. À, xa nhí, xa lại, xa cổ mày cặp mẹ bé trăm nha. Nhí 100, đại 101, cổ là 130. 100, 101, 130 giúp nha. Comment cái mã là A42 kèm màu, kèm ký nhé. A42 màu tím này. Đây là hàng thun cô tâm chính phẩm bộ đùi ngố phải cặp mẹ bé nhé. A42 màu tím này. A42 này có màu xanh. Rồi là mã A42 này có màu cam. A42 này có màu vàng. Rồi A42 này có màu hồng. Rồi ok chị nha. Rồi A42 em chúc chị Lê Thái Thảo. Rồi em lên mẫu đây này. Mẫu đây tầm từ 40kg tới 65kg nè. Mickey nè, mẫu đây 90 ngàn. Comment cái mẫu là B45 à, 40kg tới 65kg B45 nè. Thun nằm 3D nha, bộ đùi ngố Mickey nè. 40kg tới 65kg nhé. Rồi lên mã B45. Rồi xong cái mẹ đó em nghỉ like luôn cả nhà nha. Sáng mai tầm 8 giờ, 8 rưỡi, 8 rưỡi đến 9 giờ nha, sẽ like lại nha. Rồi ok chưa cả nhà nha. Đây, thêm một bộ đây, bộ đùi ngố nữa nè. Cái này hàng thun lạnh cho em nha, tầm 40kg tới 65kg nhé. Còn đây là B45, bộ này có 90 ngàn thôi. Mickey cho em nghe nha. Rồi lên mặt B45 kèm ký cho em nghe. Rồi em nghe xin phép là sẽ dừng like ha, dừng like tại đây hết. Cảm ơn tất cả các chị đẹp đã theo dõi và ủng hộ like với mấy chị nha. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Rồi chào mấy chị nha. Sáng mai tầm 8 rưỡi 9 giờ, 8 rưỡi đến 9 giờ em nghe sẽ like lại nha. Bye bye cả nhà. Hello cả nhà. Dạ em chào mấy chị yêu. Rồi em chào mấy chị yêu ha. Rồi em chào mấy chị. Chị là đang xem live trong lúc chia sẻ live cả nhà nha. Cả nhà chấm bài cho em nghe mấy chị yêu ơi. Tối nay lên toàn siêu phẩm cho cả nhà luôn, toàn mẫu đẹp thôi. Dạ em chào mấy chị.
cả nhà. À khóc gió bị không có chị ơi, khóc gió ngày mai cho em nghe đi. Hôm nay không có khóc gió chị nhé. Rồi em chào mấy chị yêu, hello cả nhà. Rồi chớ đã xem like cho em xin nút chia sẻ like nha cả nhà nha. Rồi em nghe chào mấy chị. Dạ em chào tất cả chị yêu đã xem like. Phúc gió vào ngày mai cho chị nha. Hôm nay kiểm hàng gốc chết không kịp. Rồi chị đã xem like cho chị like nha cả nhà nha. Rồi ba đẹp mấy chị nha, hello cả nhà. Rồi em chào mấy chị yêu. Ôi mẫu đẹp quá. Rồi em chào mấy chị yêu ha. Ôi đẹp quá. Chị ơi hết sai chị. Rồi mấy chị đã xem like cho em xin mấy chị like nha. Đây là cả nhà. Bộ ngố 42 cái có sai cho em nghe chị. Dạ có sai. Trời em chào mấy chị yêu á. Trời em chào Bạch Long. Trời chị đã xem like cho em xin nút chia sẻ like cho cả nhà nha. Dạ, em chào chị Như Lê, chào Bạch Long. Rồi, em chào mấy chị yêu ha, hello cả nhà. Tối nay có mẫu mới cả nhà. Rồi, em chào mấy chị yêu, cả nhà đã xem like cho em hướng chị sẽ like nha. Rồi, bộ đen còn mấy bộ, treo rẻ cả nhà luôn. Thổ thao tung lạnh có chị yêu. Bên em có hàng thổ thao tung lạnh với chị nha. Dạ, em chào mấy chị yêu. Rồi. À, bộ hàng đó là bộ đồ dài em đẹp lắm. Trời hello cả nhà, rồi để em lên mẫu cả nhà nha. Trời cưng quá. Trời em lên mẫu đây nha, bộ mèo này, bộ mèo để có được size số 2, size số 3, size số 6 và số 14 cho em nha. Rồi em lên mẫu cái đây cả nhà yêu ơi, xinh lắm. Là ba đẹp luôn á. Rồi xếp chân váy nhá, xếp bộ đen này, bộ đen hàng gỗ Lily á. Em còn số 2, số 3, số 6 và số 14. Nghĩa là từ 10kg cho tới là 18kg. Dạ còn chị, 10 đến 18kg và một xếp là size tầm là 35kg cho em nha. Đó, còn một xếp là tầm 33 đến 35kg và 10kg cho tới là 18kg bộ đen á, bao đẹp luôn. Rồi, bao đẹp ha, bộ đen còn 4 bộ thôi. Đấy, xếp chân váy màu đen nha. Rồi,
bộ đây em lấy cái gì là giá 75k bộ ha, 75-85. Thì bây giờ em xem cái gì luôn ha. Rồi, bộ em tặng cả nhà là giá 55k một bộ nha. 55.000 chị đừng có sai mấy chị chốt. Tầm bé 10kg cho tới là 18kg nhé. Và bộ là tầm 33kg, 35kg cho em. Bao đẹp luôn cả nhà. Rồi, chắc là chút bộ đen cả nhà mèo ha. Bộ mèo số 6 và số 14. Ok chị, 55k em còn 2 bộ. Ok nha, Trương Lan 2 xé cho em nghe nè. Dạ, số 6, số 14 có size cặp luôn. 55k nha, em còn số 1, số 2 và số 3. Em còn 2 bộ nữa, số 2 và số 3 mấy chị nha. Đã hết á. Hàng ly ly chị ơi, bao đẹp không? 55k với chị nha, 55k. Chị anh quần nó hết size giùm em chị ơi. Hết size cho em nha, còn size em chốt cho chị rồi. Ok chị yêu nha. Rồi, em còn bộ màu đen nè. Bộ đen này tầm số 2 và số 3 giống vậy, em còn 2 bộ thôi. Dạ 55k chị đã có size nhỏ chốt cho em 10kg tới là 14kg giùm nha. 10 đến 14kg đẹp, đẹp trời ơi cưng quá. Bao đẹp cả nhà nha. Rồi là bộ mèo em còn 2 bộ ơi, hàng Lily bao sướng cả nhà. Rồi, bộ Mickey bi dài còn số 4 cho em 2 bộ. Mẫu nào ta? Rồi bao đẹp trời gì xíu em ơi. Rồi bao đẹp như cả nhà nha. Xinh lắm luôn á. Bộ đen còn 2 bộ xíu gì 55k thôi. Bộ đen này còn 2 set 55.000. Số 2 và số 3 nha, tầm đến 10kg cho tới là 14kg nặng. Số 2 và số 3 cho em nha. Dạ 55k còn 2 bộ. Ok chị Thương Lan em chốt dưới rồi nha. Em chị em ơi nó hết size nhiều lúc chốt trên like á, xong rồi chị soạn đơn lại nhiều lúc nó bị hết size em. Bây giờ em cứ hỏi thì chị chịu luôn á. Nha. Em hết rồi, bộ mẹ em hết thì yêu nha. Nhiều lúc có đọc đơn nhưng mà lúc mà chốt đơn lại á thì đã nói rồi, nó có size thì chị chốt, còn không có size thì chị không có chốt được. Mà giờ em cứ hỏi chị đã đọc tên nhiều thì chị chịu luôn em. Rồi lên một đây mẫu đây cho em nha. Bộ màu đỏ này, đỏ đẹp lắm. Đỏ này có size bé 22kg nhá. 22kg 25kg. Cái này từ 25kg 35kg 36kg cho em á, bộ đỏ. Bộ đỏ tặng cả nhà giá 85k nha. 25kg tới 36kg bộ đỏ này. Bao đẹp luôn cả nhà. Rồi, bộ đen tặng cả nhà giá 85k nha, bộ đỏ. Đỏ này giá 85k, bộ mèo còn size số 2 và số 3 là tầm bé là 10kg tới là 14kg mấy chị, bộ mèo em còn 2 bộ thôi. Rồi bộ đây bộ đẹp lắm, bộ đỏ cho em nghe này, bộ bà sữa bé trai. Bộ đây còn size bé 25kg cho tới 36kg cho em nha. Đấy không bao xịn sò. Thì bộ đây cũng siêu cả nhà luôn, đầu la là giá 85k một set cho em ha. 85k xịn lắm. Chất không phải bao xuống, rất đẹp lắm. Dạ 85k một set cho mấy chị em. Rồi lên bộ bà đỏ cho em nghe. Không ngờ em chạy lại hàng thun cô tâm chính phẩm. Nên về cái chất nó rất là đẹp luôn cả nhà nha. Thun xịn luôn ha. Coi dạng thoải mái giùm em. Đây. Thun cô tâm chính phẩm cho em mà chất đặc biệt rất là mát mà gì nhỉ? Xinh lắm. Đây chị là màu đỏ của màu đỏ nha. Và sữa cho em à. Và sữa màu đỏ bé trai cho em nha. Cái này xe đại chị em giá 85.000 xe đại. Bình thường em bán 85.000 mấy chị biết là đại giá là 90-100.000 bộ rồi. Bộ này từ 25 tới 36 cho em nha. Rồi chứ bà sữa cho em. Xe vậy là giá 85.000 một xíu cho em bà sữa. Mẹ nó chạy hơi bị chậm. Rồi chị đã xem like cho em xin mức chia sẻ like nha. Bà sữa chị là chút bà sữa. Giá 85k. Rồi em lên bộ khác cả nhà. Rồi cái đầm này có size bé tầm 10kg tới 40kg nha. Mã đầm cho em nè. Rồi đầm này xem cả nhà là giá 80-90. Cưng lắm cả nhà. Mã đầm caro cho em nha. Cưng lắm cả nhà. Đấy đầm caro nhé. Bộ mềm hết chị ơi, mềm hết rồi. Rồi chị đã giúp mã đầm caro cho em nè. Size của bé tầm 10kg tới là 40kg cho em, mặc đẹp lắm. Ở trên là thun nhỏ, ở dưới là phối caro cho em. Giờ đó đầm phong xuông e này. Cái này có kèm luôn cái thắt lưng nữa. Cái này có kèm luôn cái nịt trên cả nhà nha. Cái đầm này có kèm thêm một cái nịt cho em nghe, bao đẹp luôn á. Rồi bộ đây xe cả nhà là giá 80-90. Chị là chút mã đầm cho em ấy. Đầm caro. Rồi caro đỏ cho em ấy chị ạ. Đầm caro đỏ. Rồi đây là hàng hiệu của Sukem. Cái khung này rất là đẹp luôn mấy chị. Hàng hiệu Sukem á chị nha. Khung cô tông chính phẩm dùm em. Ở trên là khung nhỏ, dưới là phố caro cho em nha. Rồi giá đây xe cả nhà là giá 83-80-90. Hàng này có hai size. Size nhí và size đại cho em nghe. Tầm là 40kg có size cho em chị ạ. 10kg tầm 40kg đẹp luôn. Rồi đầm caro đỏ với chị. Mã đầm caro đỏ cho em nha. Chắc mạch siêu mát mẻ cho em nha. Đây có ba hộp nút cho em nè. Và ở đây có một cái đai nịt nha. Ở đây có một cái đai nịt cho mấy chị nha. Đẹp lắm. Rồi chị có mã caro đỏ cho em nha. Mã caro đỏ cho em nha mấy chị nha. Rồi giá sale là 80-90 cho em á. Caro đỏ size tầm 10kg cho tới là 40kg đẹp nha. 10 đến 40kg cho em.
Rồi giá xe bây giờ 80-90. Mã cao đô đỏ cho em nha. Rồi em đang áo khoác. Size này 40 kg mặt vừa nha. Mã áo khoác cho em nha. 10 đến 40 kg áo khoác này. Dạ em chào chị Phượng Tròn. Rồi chị cái áo khoác bây giờ bao điểm luôn. Trời ơi, áo khoác mèo. Đó, mèo Hello Kitty nha. Tầm bé 10 kg đến 40 kg đẹp luôn á, hàng bo cho em nghe nè. Đây. Cả nhà nhận hàng hiệu bo cho em nha. Size nhí là 101 và size đậm 102 cho em nghe. Rồi lên mã khoác với chị mã khoác mèo. Mèo hồng cho em nghe. Rồi khoác mấy chị cưng quá, mèo Hello Kitty cho em nghe. Size của bé tầm 10 kg tới 40 kg đẹp nha. 10 đến 40 kg cho em nghe, mã khoác hồng cho em nghe. Đấy, ở phía sau là có hình Hello Kitty cho em nghe. Xinh lắm. Mẹ áo có mũ hết toàn bộ cho em nha. 10 kg cho tới là 40 kg mặt đẹp luôn ha. Rồi lên mã mèo hồng, khoác mèo hồng cho em nha. Rồi giá sale cả nhà là giá 101-120. Hàng này có hai size. 101-120 cả nhà nha. Size nhí và size đại cho em nha. Chất vải bao đẹp luôn. Rồi lên mã khoác chị khoác này em có size 40 kg, chị nó có size 40 kg với chị chốt một đây cho em nha. Mã khoác mèo. Đấy, 10 kg tới 40 kg mặt đẹp nha. Đấy chị mã khoác mèo cho em nha. Khoác mèo có mũ, xinh lắm. Rồi 101-120 chứ mã khoác mèo cho em nha. Rồi cả nhà cứ theo dõi like nhé, thích mẫu nào mấy chị chốt mẫu đó anh em nha. Rồi 10 đến 40 kg đẹp luôn. Rồi cho chút mã khoác mèo cho nó khoác mèo. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi tiếp tục em lên cái khoác bé trai màu đỏ. Mã khoác đỏ này từ số 1 tới số 8 mấy chị. Khoác đỏ cho em nha. Từ số 1 tới số 8 cho em nha, cưng quá. Rồi lên mã khoác đỏ cho em nghe mấy chị nha. Mã khoác đỏ cho em nghe từ số 1 tới số 8. Rồi mẫu này sale cả nhà là bao nhiêu nè. Mã khoác đỏ. Rồi sale cả nhà là giá 80. 10 kg tới 23 cái đẹp nha. Mã khoác đỏ giá 80 nè. Áo khoác Puma của bé trai. Đấy khoác Puma mấy chị nha. Rồi áo khoác em trước chị Kim Liên ha. Áo khoác 22 với cái size cho em nghe. 101-120 khoác mèo chị yêu nha. Bé chị 22 kg. Ok chị yêu. Áo này hơi bị xinh. Trời ơi, khóc mèo này cả nhà. Xinh quá trời luôn. Hàng này hàng của Bobo nữa mấy chị, về mặt xuống lắm cả nhà. Đây chị yêu nha, 22 kg cho em nghe nè. Đó. Rồi lên mã khóc mèo cho em nghe, mã khóc mèo. 101-120 cho em nghe nha. Chắc này bao đẹp. Mặt xuống lắm cả nhà. À đây có hai size, size nhí và size đại cho em nghe nha. Trời ơi, chắc hơi bị xuống trời ơi. Chắc hơi bị đẹp luôn á. Rồi chị có mấy mã khóc mèo á, khóc mèo cho nha. Sao nhí 101, sao đại 102. Dạ ok chị, em chúc chị Kim Liên mã khóc mèo cho nha, khóc mèo. Đồ ngố có, chị theo dõi like này có đơn hết toàn bộ cho em. Rồi chị là mã khóc mèo nữa, khóc mèo này có size 40 cái mặt vừa cho em nha. Đây, đó. Mèo Hello Kitty cho em đẹp, đẹp quá trời luôn. Cái này có size 40 cái mặt đẹp nha. Rồi lên mã khóc cho em nha, cưng quá trời luôn. Cái này có 40 cái mặt đẹp nha cả nhà nha. Ở đây có hai size, size nhí và size đại. 101 và 102 cái bộ áo cho em nha. Mã khoác mèo cho em nha, xinh lắm. Rồi chị em trước chị Duyên. Rồi chị em có mang khoác mèo. Rồi em qua một khác cho. Khoác mèo. Ok chị khoác hồng. Khoác hồng 35 kg em trước chị. Ok chứ không? Đây là cái khoác size cho em nha. Cái khó mẹ có size tới 40 kg luôn chị ơi, mặt xinh lắm luôn á. 35 kg có size cho em nghe, số 16 luôn. Có bé trai 40 kg có size chị ơi, em thấy gì số 40 ok chị yêu nha. Và 120 này. Bộ đùi có chị, em có đầy đủ hết, đùi dài, áo khoác có đầy đủ. Em nhờ cứ theo dõi like có đơn. Rồi ok em tiếp tục Disney nha. Rồi ok mẫu có đùi đúng không, rồi chị lên cho. Rồi chị có mang là khóc mèo cho em nghe, thật sự là mạng nó đang chậm lắm chị. Mạng nó đang lót rất là chậm nên là nhiều lúc đó là mấy chị comment em chưa thấy comment của mấy chị đâu á. Rồi chị comment khóc mèo cho em nha, khóc mèo. Rồi em lên bộ đây cho cả nhà nha. Ok chị Đích Tiêm chốt chị rồi. Rồi ok chị Kim Liên em chốt chết rồi hả. Rồi em lên mà khóc đỏ 80k size bé 10 kg tới 23 kg, khóc đỏ bé trai nè. Đấy khóc bu ma của bé trai nha, khóc đỏ có mũ cho em. 10 kg cho tới là 23 kg đẹp luôn á, mặt khóc đỏ. Rồi giá xem cả nhà là giá 80.000 cho em. Khung này em chạy lại hàng khung da ké, đẹp lắm. Khung da ké cho em nghe mấy chị nha. Rồi chị có mấy mặt khóc đỏ, Buma cho em nghe, 10 kg tới 23 kg đẹp.
Dạ, mùa đến 23 rất đẹp nha. Mà không bỏ cho nha. Dạ, Bích Lê Nguyễn. Rồi, bé trai, mẫu đây. Mẫu đây bé trai màu vàng nha. Mẫu đây đẹp siêu phẩm luôn. Cái này siêu phẩm của em 10kg cho tới là 35kg đẹp nha. Trời ơi, đẹp quá cả nhà. Rồi, lên bộ vàng trăm nga này, không bao sự sò. Cắt xuống lắm. Rồi, bộ đen có hai size nha, size nhí và size đại trăm nga. Cắt đẹp cực kỳ luôn. Và chữ là logo theo nha, cả nhà là chữ theo hết toàn bộ cho em nha. Theo tầm 10kg tức là 35kg chắc. Rồi, lên bộ vàng cho em nha. Bộ vàng, hơi bị xinh luôn. Rồi, em cho mấy chị coi cái hàng hiệu nè. Hiệu này mấy chị nha, theo nè. Đó, chắc là đẹp lắm cả nhà, theo hết ở tay áo nha. Rồi, mẫu đây là size nhí là 140 và size đại 150 cho em nha. Nhí 140, đại 150. Mẫu đây có size bé tầm 10kg cho tới là 35kg giùm em. Đẹp cực kỳ luôn. Đó, da tay nha cả nhà, xếp da tay của bé trai giùm em. Bé trai bên gái mấy nhiều chị mày cũng được. Rồi, thun này bao xịn sò luôn, hàng hiệu cho em nha. Rồi, 140, 150, 10kg tới 35kg đẹp nha. Mẫu này em có hai màu. Màu xanh với lại màu em có màu sáng với lại có màu vàng. Thì có hai màu chị. Rất bao đẹp luôn, tầm 10kg tới là 35kg đẹp. 10 đến 35kg cho em nha, hai màu sáng với lại màu vàng cho em nha. Rồi, size nhí là 140, size nhí 140, size đại 150 cho em. Độ hơi bị xinh luôn cả nhà. Chắc về 3M, đây là viền thêu hết toàn bộ nha. Thêu hết toàn bộ cho em nha, màu sáng với màu vàng, mỗi đây có hai màu thôi. Màu sáng màu vàng. Cái form này rất là dễ mặc nên là bé trai, bé gái, mấy chị mẹ cũng được luôn á. Bé gái, bé trai, mấy chị mẹ cũng được luôn. Rồi, 140 và 150 cho em nha. Hàng này có hai size nhí và đại nha, 35 lít lại cho em. Đấy, màu xám rất là sang. Màu xám nhưng có màu vàng nha, màu nào cũng đẹp. Nên là chị đã thích lắm màu nào của bé màu đó cho em nha. Màu vàng 27 cái size. Xám với vàng luôn hai màu, cưng quá. Chất vải bao đẹp, trời ơi, xịn. Đây hàng cao cấp mấy chị nha. Đấy, em nói hàng cao cấp mấy chị nha. Rất là sơn luôn. Rồi, 140 với 150 mấy chị nha. Ok, bạch lâm vàng này. Rồi, chị chất bảo vàng với màu xám cho em nha. Một vàng, một xám nha. Rồi, chất đẹp lắm chị. Màu vàng với màu xám hai bộ. Ok, diệu. Mười lăm ký, ok, ăn nguyện các đơn nha. Màu vàng, màu xám, chị thích lấy màu nào để chị comment màu đó cho em nha. Thôi bị xinh chị ơi. Ok, 27 ký size nè, bạch lông nè. Rồi, bộ đen là 140 với 150 mấy chị nha. Thì nó có hai size. Dạ, size nhí và size đại cho em nha. Cái mẫu đề hàng cao cấp nên cái giá nó cao. Cái giá này rất cao cả nhà. Rồi, xám em chốt chị comment 2, nhưng mà hàng nó đẹp. 4 tuổi 15kg là mẫu gì chị An Nguyễn? Chị chốt cái gì vậy? Xám của Mi 2 có size cho nha. Ok Diệu, 20kg có size cho nha. Rồi chị đã chốt một xám với một vàng cho nha. Chốt chứ, xám với vàng cho nha. Buổi tối là mình em vừa like một chút đơn. Cả nhà theo dõi like được, các chị theo dõi like cho nha. Rồi, màu vàng em chốt chị Ly Lê. Rồi chị Liên Úc em chốt chị 30kg có size nha. Rồi, ok chứ yêu. Chị lấy em số 10 á. Rồi, chị lấy em số 10 nha. Hàng này đẹp lắm. Rồi, ok chứ yêu nha. Xám 30kg bằng 27kg cho em á. Xám 20kg có size cho em nha. Dạ, 140 với 150 cho em nha chị. Về nhận hàng là bao đẹp. Chắc phải là xuống chị luôn. Rồi, ok, con Minh 2 có size nè. Chị Liên Úc xám 30kg có size dùm em. Rồi chị Lê Lê. Chị Lê Lê 27kg có size chị yêu nha. Hàng em mới về nên có đầy đủ size cả nhà luôn. Rồi ok chị yêu, 30kg có size cho em nha. Bộ vàng 27kg có size. Rồi mấy chị có comment nữa chị. Dạ lên là tí em lên cho chị, yên tâm đi. Tí em lên cho. Chất vải này mặc đẹp lắm chị ơi, mặc xuống lắm. Nên mấy chị về cái chất vải em mới về. Cái mẫu nó đẹp lắm. Dạ lên để em lên đi chị yêu. Rồi, xám này 30kg size cho nè.
30 ký đi em. Đây em cho mấy chị coi lại mẫu nha. Đây em cho mấy chị coi lại mẫu đây nè. Hơi bị đẹp luôn á. Đây là màu vàng cho em nghe nè, màu vàng nha. Đó, màu vàng với màu xám á, màu vàng màu xám cho em nha. Rồi ok mấy chị yêu. Màu vàng này cả nhà, chắc này bao đẹp luôn. Cả nhà mình nhận hàng bao xinh. Tại vì rất theo nha chị em mới để ý cho em này, hàng theo hàng xịn hàng cao cấp cho em nha ha. Đấy, xịn sò này cho em nghe. Rồi xa nhí là 100 tô và xa đài là 150. Đấy, ở viền tay nè, rồi ở đây ha. Theo hết toàn bộ, trời là chữ theo hết toàn bộ cho em nha. Đấy, theo hết toàn bộ nè. Cái màu rất là sang luôn. Màu vàng màu xám em còn 35 36 ký lại cho em. Dạ 36 ký lại cho em nghe. Chắc bao sướng luôn. Màu xám em có thêm màu vàng. Bộ đây có hai màu. Đấy, 36 ký lại cho em, màu xám vàng. Rồi, 140 với 150 k. 140 150 k bộ cho em nha. Xinh lắm trời ơi, một bộ đồ là chắc luôn, quá trời chắc luôn. Đấy, hơi bị chắc nha cả nhà nha. Rồi, ok chưa? À hơi bị chắc mấy chị nha. Màu xám với lại có thêm màu vàng, hai màu. Hàng này bao đẹp mấy chị, xám với vàng hai màu. Bộ đây tầm là 435 ký lại cho em. Dạ hàng khung cô tông. Ờ xám ok nha, xám em chốt chị Hương. Chị Hương Nguyễn ok chị yêu. Dạ khung cô tông, chắc bao đẹp đây chị. Chị về nhận hàng bao xinh luôn nè, cho chị coi hiệu nè. Trời khung cô tông em bao xịn sò. Đây chị yêu nha. 100% đó chị, bao xịn sò luôn á, hiệu cho em nè. Xinh lắm. Và đây logo theo nha, theo ở cổ nè. Rồi quần này cả nhà theo nha, chị viền sọc nè. Mấy chị được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em nha. Đúng chất vải xịn mấy chị nhận cho em nha. Dạ ok chứ em nha. Bé chị là 27 ký ok chị yêu, 27 ký cho em. Dạ 42 ký một cái không có sai. Ở bộ đây tầm là 36 ký lại cho em chị ạ. 36 ký lại cho em. Rồi sáng em cho chị Hương á. 140 với 150 cho em nha chị. Xa nhí 140 và xa đại 150. Chị Lăng ok chị yêu chất chị hai bộ. Rồi chất không đẹp không nói chị. 25 ký 36 cái size màu vàng đúng không? Rồi ok chị yêu à. Rồi ok chị cho em chút chốt cho. Ờ vàng 36 cái vàng vàng 20 ký em chút chị Kiều My 20 ký cái size. Rồi ok chị My cái size cho em nha. 20 ký cái size cho em nha. Chất hơi bị xinh trời ơi. Đẹp lắm, chị yên tâm đi. Rồi, xám chị Lan Thanh ơi, chị chốt xám với vàng đúng không? Rồi xám em chốt chị Bích Lê 20 ký cái size gì em á, Bích Lê 20 ký cái size này. Chị chốt hai màu khác nhau đúng không chị yêu? Hay là một màu vậy? Rồi ok chị Bích Lê có size cho em nghe, chị em chút nha. Em đi cái bill đi chút. Màu vàng 36 ký cho em ok chị yêu. Vàng 36 ký size cho em nghe. Mấy chị chờ em chút nha. Em nghe em chút luôn cho nó xong đơn. Nha mẹ nó lóc bị chậm mấy chị. Xám ok chị, xám 20 ký, xám 25 ký ok chị yêu. Rồi ok mấy chị nha. Bây giờ em gọi in điêu tiêu được đây. Rồi chị chúc một xám với một vàng cho em nha. Em cho mấy chị coi lại mẫu nè. Trời mạng nẻ đó chị ơi, đây là in điêu em lót vô được đây. Một xám với vàng cho em nha, xám với vàng cho em nha. 140 với 150. Đẹp lắm chị ơi. Về nhận hàng bao đẹp, thêm cái form nó đẹp lắm. Cái mẫu này mấy chị mặc bi gái với trai mấy chị mặc cũng được luôn. Đây theo như chị, chịu theo toàn bộ cho em nha. Màu vàng cho em nghe này, về nhận bộ đồ đảo quá trời luôn á. Chắc này xuống lắm chị ơi, chắc đẹp lắm chị. Cực kỳ đẹp luôn á. Rồi em có hai màu nha. Dạ, ok chị yêu ha. Rồi, mở đây comment màu vàng cho em nghe này, chị chúc mã vàng cho em á. Một xám, hai màu đồ cũng đẹp á. Rồi, cái yêu nha, màu vàng màu xám cho em nha. 140 với 150 cho em. Ở đây có hai size. Em trừ 2 rồi nhé, chị đừng lấy rộng nha. Em tầm 19 ký ok chị yêu á.
Rồi ok chị 25 biết cái size cho em nha. Chắc hơi vệ sinh luôn. Rồi em qua màu khác nha. À, bích hình đường lê ok chị. 820 biết cái size, chốt chế rồi này. Rồi ok bích hình lê này. Rồi xám có size chị nha. Rồi chị đã lấy màu đây, comment màu đây cho em màu vàng với màu xám cho em nha. Màu có hai màu nha, vàng và xám đúng có hai màu thôi. Rồi em qua màu khác cho mấy chị yêu. Rồi 140 với 150 cho em nha. Màu đây có hai size, nhí và đại cho em nha. Xịn sò như này cho em nha, chắc bao xuống luôn. Đấy, màu xám màu vàng cho em nha. Đấy, màu hai màu cho em nha. Đây theo mấy chị nha. Rồi, bao xịn sò luôn á, xám với vàng. À, xám 27 ký em cho chị Nam Vinh, 27 ký em chị yêu. Xám 33 ký em cho chị Thu Thu. Trời ơi, chắc đẹp lắm chị ơi. Hàng hơi bị xịn luôn á. Rồi, ok chị Nam Vinh á. Chị Thu Thu ok, có size cho em nè. 33 ký em cho chị số 14 luôn. À, chị Hương Nguyễn em chốt với chị rồi á. Không nghĩ em chốt chị rồi á. Rồi ok chị 33 ký có size cho nha. Hơi xám mà bị đẹp đúng chị. Xám mà bị đẹp luôn á. Xám mà 27 ký á. Chị Nam Quân 27 ký à. Xám 27 ký sợ hết size rồi. Chị lấy cái màu vàng được không? Màu vàng có 27 ký chị Nam Vinh ơi. Lấy vàng cho em được không? Xám thì lấy hơi rộng chị luôn. Ờ có 43 ký em dạ không? Bộ đen không có 43 ký chị em. Chị Nam Vinh ơi chị đổi xám màu vàng cho em nha được không? Màu vàng có 27 ký còn sai. Màu xám em hết 27 ký chiêu nha. Rồi xám hết 27 ký rồi. Màu vàng cũng hết 37 ký luôn. Rồi màu xám màu vàng cho em nha. Xám màu vàng. Rồi em qua màu khác nha. Rồi em lên một lần nữa em qua màu khác cho cả nhà. Đợi mấy chị khỏi chờ lâu nha. Rồi là màu xám màu vàng cho em nha. Bộ đây có hai màu xám với vàng. Đấy. Bao xịn sò luôn, chắc phải xuống lắm. Rồi 140 với 150. Để ok chị yêu. Em qua màu khác cho cả nhà nè. Bốn ba ký thì để coi từ ngày mai. Em còn size nhỏ nha. Dạ em còn size nhỏ. Trời. Em lấy một khác cho cả nhà. Dạ tay bé gái chị dạ cho em chút. Đây em lấy bộ đây nè. Bộ đây em bộ hàng của MB á. Bộ đây còn số 13 cũng tầm là số 12. Áo đen có chị cho em thích lên cho. Rồi em lên bộ đây nha cả nhà nha. Rồi lên bộ đây bộ cam này hàng của MB á. À, bộ đây tầm là 38 ký lại cho em nha. Bộ cam á tầm bé là 10 ký 38 cho em bộ cam. Bộ này size nhí là 120 size đại 130. Rồi ba đẹp cả nhà. Nhí 120 đại 130. Mẫu đây còn size tầm là 40 ký lại cho em nha. Hơi bị đẹp luôn. Rồi lên bộ cam nha cả nhà. Ok em chào chị Quyên Nguyễn. Bộ cam cho em nha. Hơi bị đẹp cả nhà nha cam. Bộ đây có hai size. Dạ sang nhí và sang đại cho em nha. Bộ cam này sang nhí và sang đại cho em nha. Hàng MB chị Thu này xuống lắm. Em tầm là 40kg lại cho em nha. Bộ đây có size 40kg lại cho em nha. Chắc xịn sò. Dạ 120-130. Ở đây có hai size dùm em mấy chị em. Sang nhí sang đại 120-130 cho em bộ cho em. Rồi ok chị cho em chút nha. Chắc đẹp lắm chị ơi. Hàng MB này không xịn sò luôn á. Cái form này dễ mặc lắm. Mấy chị mặc bé trai bé gái như mấy chị mặc cũng xinh luôn. Bé gái bé trai này cũng mặc dễ mặc lắm chị nha. Màu cam. Đấy, xinh quá trời luôn. Size của bé tầm là 40 ký mặc vừa nha. Size nhí 120 và size đại 130. Hơi bị đẹp trời ơi, còn đây xinh lắm. Nó phối màu cam, màu xám cho em tông màu rất đẹp luôn. Cam và xám nha. 40 ký lại cho em nha. Trời chết là chút màu cam mấy chị. Dài tay cho em nha. Đó, xếp dài tay màu cam nha. Gái trai thì mày cũng được ha. Đấy, ok mấy chị nha.
bé gái bé trai mày cũng xinh cho em nha. Bộ đấy có hai màu cho em nha. Nhưng bộ đấy có mấy màu bị lẻ size, bộ đấy bị lẻ size thôi. Rồi lên màu cam mấy chị nha, mã cam cho em nha. Hàng này có hai size nhíu đại. Dạ 40 kg lại cho em nha chị yêu. Hôm nay chị hàng thun cô tông chính phẩm. Đấy, thun cô tông chính phẩm cho em nha, hàng thương hiệu của MB nè. Thun này mặt đẹp lắm, mặt mát cực kỳ luôn. Rồi bộ đây có hai size nhíu đại nha. Dạ cho em chút chị yêu. Nhíu và đại cho em nha. Trời, bộ đây là siêu cả nhà là 120 đến 130. Đấy, cưng quá trời luôn những cái form hàng cho em nè. Đó, 120 130 chục ngàn mấy chị nha, cam. Rồi cam này em chút chị Bình An nè, 30 kg size cho em nha. Cả nhà theo dõi like cho em mấy chị. Hàng này bao đẹp cả nhà. Dạ cam 27 kg size em chút chị Hương nè. Hai bộ cam em chút ok chị, hai bộ cam 35 kg cho em. 4 kg này. 35 kg size cho em nè. Rồi ok chị, 30 kg size cho em nha. Rồi ok mấy chị yêu nha, hàng này bao hàng nha luôn, chắc là xuống kìa luôn. Không em chị là hàng thun cô tông chính phẩm mấy chị yêu nha. Dạ ok chị. Rồi ok chị yêu nha. 35 kg em nè. 120 130 giùm em nha. Hồi đây có hai size. Size nhí là size đại cho em. Rồi ok em giúp chị hai bộ nè. Dạ có chị. Dạ còn chị, mấy chị theo dõi like cho em nha. Rồi bây giờ cam này em còn size bé. À, chị Hương Nguyễn mới chốt chị rồi. Cam 27 kg chốt chết rồi nha. Hơi bị đẹp trời ơi. Đó. Đẹp lắm mấy chị nha. Dạ cam này em còn lại 30 kg lại cho em nha. Rồi lên bộ cam nha. Size 30 kg lại cho em nha. Hơi bị xinh luôn. Tầm bé là 12 kg tới 30 kg cho em nha. Bộ em có hai size, size nhí và size đại cho em, size nhí 120 và size đại 130. Em còn là 30 kg lại cho em nha. Ôi cưng quá mấy chị ơi. Dài tay nha. Đó, lại mấy trai mấy gái nha mấy chị, mày cũng đẹp luôn. Hàng đây hàng của hàng khung của MB. Đó, chất vải này xuống chị ơi, này. Chất vải rất đẹp luôn cả nhà, chất này. Đó, đây giá sale mấy chị nha, giá sale 120 130. Ôi size to lắm, cái này size rất là to và rộng rãi mấy chị ạ. Rồi ok chị yêu nè. Rồi chiếc chiếc mã cam cho em nha, cam em còn size tầm 30 kg lại cho em. Size nhỏ nhất là 12 kg nha. Size nhỏ nhất là 12 kg cho em. Size lớn nhất là 30 kg lại cho em á, 30 kg lại cho em nha. Rồi em qua màu cả nhà nha. Cam em còn có mấy bộ là hết rồi. Rất đẹp lắm cả nhà. Bé gái đúng không? Dạ. Rồi đến đây mấy chị là xem kiểu bé gái đó chị ha. Bé gái xong rồi là bé trai. Rồi bộ đây có size tầm 10kg tới là 45kg cho em. Bộ Mickey nè. Bộ đây có 3 size. Size nhí, size đại và size cổ á. Mickey cho em nha. Bộ đường ngố dễ thương lắm. Đây là một Mickey nha cả nhà nha. Mickey bộ đường ngố cho em nha. Size bé tầm 10kg tới là 45kg cho em. Size cái này em size lớn là size L cho em nha chị nha. Dạ size lớn nhất là size L cho em nha. Có bộ sập tay ngắn quần dài không? Dạ không có chị. Lên bộ cam 15kg em chốt chị ạ. Nhíp mập ok chị nha. Cam 15kg giùm em. Dạ chị chúc cam của em một cam em chúc mấy chị một lần luôn mấy chị yêu. Rồi chị chúc mặt cam cho mấy chị mặt cam cho em nha. Rồi ok em chúc chị nhíp mập nha. Cam 15kg cấp 2 cho em nha. Rồi ok chị nha. Rồi 15kg cấp 2 cho em nha nè. 120. Chưa chị ơi. Rồi chuẩn bị em lên cho chị yêu nha. Rồi cam em chút chị yêu nha. Rồi chị lắp cái một Mickey cho em nghe này. Mickey này có size tầm 45kg lại cho em ha. Size nhí là 90, size đại 100 và size cô là 101. Cam một xét cho em. Khung em chị là hàng khung cô tâm chính phẩm cho em mấy chị. Khung cô tâm chính phẩm này bao sướng luôn. Rồi lên một Mickey mấy chị. Mickey cho em hai size, size nhí và size đại cho em. Đó. Thì đây có mấy kia nha, không đường ngố rất là dễ mặc luôn á. Mẹ bé mặc rất là xinh luôn. Đây cả nhà nha. Mẹ bé mặc được đẹp á.
là 45kg lại em còn size L, 45kg và tầm 50kg cũng được, 45kg 50kg cũng được nhớ chị, size L đấy, xinh quá trời luôn. Mẹ Mickey cho em nghe không đừng ngố, sẽ cặp mẹ bé cho em nha, tầm 10kg tới 50kg cho em đi, size L được động rãi luôn. Rồi size nhí, size đại, size cổ giá là 40, 8-90, size nhí 90, size đại 100, và size cổ là 101 cao một bộ cho em nha. Mẹ Mickey cho em nghe xinh quá, không đùi ngố mấy chị nha, Mickey cho em nghe. Dạ không có chị Anh Quỳnh. Rồi lên mẹ Mickey cho em nha mấy chị nha, thương quá trời luôn. Size nhí, size đại, size cổ cho em nha, không đùi ngố dễ thương quá. Rồi bộ đây sale cả nhà là size nhí 90, size đại 100, và size cổ là 101.000, tầm cái cặp mẹ bé cho em là tầm 10kg, cho tới là 50kg lại cho em. Rồi 10 đến 50kg nhé cả nhà nha. Rồi em chúc chị Trân, ok chị Trân Triệu nha, 40kg nó size cho em nghe. Hàng này đẹp lắm chị ơi, chị được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em nghe nha. Được kiểm tra hàng thoải mái, hàng đẹp mấy chị nhận, hàng xấu gửi trẻ là cho em mấy chị bao hàng luôn á. Rồi ok chị Yêu nè, một bộ nè, 40kg nó size cho em. Rồi chị Lâm mình Mickey cho mấy chị Mickey cho em nha. Thôi bị đẹp lắm chị ơi, thương lắm, khung xịn luôn, 100% là hàng khung cô tông chính phẩm mấy chị nha. Rồi bộ đây tầm 50kg lại cho em nha, Mickey cho em nha, cưng lắm. Dạ Mickey này em chốt chị Lan Thanh này, 25kg cái size. Dạ ok chị Yêu á. Rồi chị comment mẹ Mickey cho em nha, size nhí, size đại và size cổ cho em nha. Chị Lan Thanh có này, em chốt chị size số 10 luôn cho chị. Rồi ok chị nha, Mickey cho em nghe tầm là 50kg lại cho em nghe mấy chị. Bộ đây có 3 size, nhí lại cổ, mẹ cặp luôn mấy chị. Chị là mẹ mà 50kg mấy chị mẹ cặp luôn ha, mẹ con mẹ xinh lắm. Đây cả nhà nha, Mickey cho em nha. Rồi ok chị Yêu nha, ship toàn quốc là 30.000, ship Bình Định là có 20.000 cho em như chị Tô Phạm, và được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em nha. Rồi lên mẹ Mickey cho em nha, cưng lắm, bộ đường ngố sẽ cặp mẹ bé cho anh 10kg tới là 50kg có size. Em cho mấy chị coi lại mẫu này, giảm 10 đến 50kg cho em nha. Đây là sức cặp mẹ bé cho em nha. Em chạy là hàng khung cô tông chính phẩm nên mấy chị được quyền kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em nha. Chắc phải mẹ xuống kỳ luôn. Rồi mấy chị nhanh tay mấy chị nha. Đó. À, bé 38kg ok chị có size cho em, mấy chị 38kg có size cho em. Bao đẹp luôn. Em cho chị xuyên nguyên vỏ cho em nha, mấy kia cho em nha. Rồi ok chiêu nè. Em lóc mà em lóc bill chưa nổi mấy chị. Nó còn chạy vòng này, em thấy comment mấy chị rồi mà em thấy mấy chị đang chạy vòng đây. Rồi Mickey này còn size tầm đây em còn size số 14 mới nhất em, tầm 36kg lại cho em. Và một bộ là 45kg 50kg nha, 10 đến 36kg và một bộ là 45kg 50kg giùm em. Rồi bộ em còn đây, bao đẹp luôn. Bộ đùi ngố nên là rất là dễ mặc. Ở bé gái bé trai mấy chị mặc cũng đẹp, bên mẹ bé mặc rất là xinh luôn, con đùi ngố rất là dễ mặc. Rồi size nhí sẽ là size cổ, nhí là 90, size đại 100 và size cổ là 101k nha. Ok thì xin nguyện em thấy chết rồi. Rồi em là mẫu khác mấy chị nha. Dạ chào em chúc chị Yêu. Dạ ok chị Yêu này. Không đùi ngố bên em rất là nhiều mẫu, nhưng mà em lên từ từ mấy chị nha. Đây bộ sập này, sập đây là hàng của Lily mà biết ra biết chai này, nhưng mà dạng sập đùi nha anh Thanh. Rồi đây bộ sập đùi bé gái nhiều lắm chị, để em tiếp lên bộ cho đường ngố bé gái. Đồ dài Mickey hồi hôm còn không, để chị coi em ơi, chị coi tiếp coi chị báo cho chị chưa lên mẫu đó. Rồi lên bộ sọc nha, bộ này bao đẹp cả nhà ơi. Đây 10 đến 38 với em nha, hàng Lily nè. Rồi lên mã sọc vàng, hết sọc vàng cho em nha. Thôi mã sọc vàng rồi bao đẹp nha cả nhà, chờ chị chút á. Mã sọc vàng này cùng đùi nha, đó hàng Lily cho em nghe, khuôn mặt đẹp lắm, khuôn xuống lắm, khuôn cô tâm chính phẩm, bé trai nha, 38 bé lại cho em. Rồi lên mã sọc vàng nha, đấy bao đẹp luôn, size nhí là 95 và size đại là 105 nha, nhí 95 và đại 105k, sọc vàng cho em nha, hơi vệ sinh. Đây là hình con khủng long nha cả nhà nha, hình con khủng long cho em nghe, 38 bé lại một bé trai cùng đùi. Rồi khuôn cô tâm chính phẩm cho em nghe nha, các bạn xuống lắm, khuôn cô tâm chính phẩm cho em nghe. Rồi lên mã sọc, mấy chị mã sọc vàng cho em nghe, xinh quá. Mã sọc vàng cho em, size bé tầm 10kg cho tới là 38kg có size. Đấy, 10 đến 38kg rất đẹp nha, quần đùi, khung cô tông chính phẩm, hàng đây hàng khung của Lily. Nên là cái chất phẩm này xuống mà mát kỳ luôn, hóa hình con khủng long cho em xinh quá, khiến tay. Quần đùi cho mấy chị nha, sọc 60kg chị sẽ lấy hàng khung lạnh giùm em, để em tiếp lên hàng khung lạnh cho chị. Rồi, mỗi hàng khung cô tông thì thường thường em có size tầm 40kg lại thôi.
Rồi, lên màu đen cao đẹp nha cả nhà nha. Đó, bao xịn sò cho em, bổ sạch cho em nha. Rồi, chất chất mặt sạch cho em. Size của bé tầm 10kg cho tới là bao nhiêu ký ta? 10kg cho tới là 38kg cho em. Rồi, lên màu sọc vàng. Mã sọc vàng cho em nha. Chỗ không xuống á chị ơi. Ờ, sọc vàng có 40kg không? Không, sọc vàng là tầm 38kg thôi. 38kg tầm số 15 như lệnh trí. Tầm số 15 á. Để chị bung đây cho em coi nè. Số 15 to. Đây, số 15 là maximum. Ở tay dài 40kg cho bé gái không? Tay dài 40kg bé gái không có. Rồi, ba đẹp nha, đây. Đó. Cái này 38-40kg, em ok không? Cái này size to nhất nè. Rồi ok chị, tiếp em lên có xếp bé gái chưa? Tiếp em lên bé gái chưa? Ô bộ đây tầm 38-40kg được em ơi. 38-40kg được nè. Cái quần này, hả? Quần này rất là to. Số 15 nha, đây số 15 nè. Rồi, lên mã sọc 40kg em vừa nè. Chị cho em bộ sọc 40kg nha. Đó, rộng rãi to chưa? Quá trời to luôn. Đấy, quần này rất là rộng nha. Đấy, quần rộng ba đẹp luôn. Rồi, 95 với 105k. Rồi, hàng li li bao xì xò luôn á. Rồi, lên mã sọc vàng. Dạ, sọc vàng em chúc chị hàng trần. Những cái bộ này đẹp lắm, chị chắc nó hàng loại 1 hết toàn bộ. Bài bạc xuống lắm. Ok, sọc vàng em chúc chị hàng trần bộ cho em. Bộ đây là size nhí 95 và size đại là 105 mấy chị nha. Dạ, có, dạ tay bé chó, bé gái có. Chị em chúc 37kg size cho em nha. Ok, chị hàng trần cái size cho em nè. Sọc bè xa nhí cái đại nha, nhí 95 và đại là 105k nha. 40kg lại cho em nghe có sai luôn mấy chị ơi. Hàng này 40kg bạc được đó chị. Rồi, lên mã sọc ha, ok chị yêu. Mã sọc vàng cho em nghe, size 40kg lại cho em nha. Trời ơi, sọc hình con khủng long. Hàng hiệu nó li li cho em nha. Hàng này hàng thun xuống á, chị thun rất là dày luôn. Coi dạng thoải mái cho em nha. Đấy, thun cô tâm chứng phẩm này quần nè. To cực kỳ luôn. Rồi, 40kg lại cho em đẹp nha cả nhà. Đó, hình con khủng long một vàng xinh lắm. Mã sọc vàng cho em nha. Chị lên trí có lấy được ở bộ đây không? Bé cho mặt vừa nè. Tại vì cái phone này em thấy to lắm á, số 15 nó cực kỳ to luôn. 10kg tới từ số 1 tới số 15 giùm em. Hàng đây hàng khung cô tâm chính phẩm mấy chị ơi. Rồi, xem lốt cả nhà là giá đang làm sọc vàng 40kg em chút chị Bích Lê Nguyễn. Ok chiêu. Thôi vệ sinh trời ơi. 95 với 105. Size đại có 105 thôi chị. Rồi ok chị Bích Lê Nguyễn nhé, 105. Hàng li li mạch xuống rồi chắc quả bao đẹp luôn. Em còn là 38 với lại cho nha, sọc vàng. Đây cả nhà. Rồi tầm bé 10 đến 38 rất đẹp nha, khủng long cho em nha, sọc vàng này. Đấy, 10 đến 38 cho em nha. Đẹp cực kỳ luôn. Sọc vàng 40kg em hết size chị Nghi Tâm ơi. Tí chị lấy một sọc khác rồi, bộ đen còn là 38 với lại giùm em. Mã sọc vàng cho em nha. Em còn size bé là 10 đến 38 cho em chị, mã sọc vàng. Sọc vàng 35kg em chúc chị Tô Phạm, 35kg có size cho em nha. Ok chị yêu. Rồi lên nhật tay ok em, chờ chị xíu. Tô Phạm có size nha. Size đại có 105k một bộ thôi mấy chị ơi. Sọc vàng 35kg có size chị. Hơi bị đẹp nha. Chắc phải hơi bị đẹp luôn á. Mặt xuống lắm. Rồi chị chúc mã sọc vàng, comment sọc vàng cho em nha. Sọc vàng. Đấy. Ok em nè. Bộ đây tầm là 35kg lại cho em nha. Bộ sọc vàng. Em bộ size là 10-35kg mã sọc vàng cho em. Hơi bị đẹp, trời ơi tu quá. Con em bụng bự lắm. Rồi ok em nha. Mã sọc vàng này 35kg lại cho em nha. Hàng li li, hàng khung li li là hàng khung cô tâm chính phẩm. Nên là cái chất vải nó bao đẹp, các chị bao xịn luôn á. Mặc chất lượng cực kỳ luôn. Hàng đây hàng mấy chị mặc lên bé nó mát lắm. Chất vải đẹp, mát mẻ. Rồi ok chị yêu. Mấy chị lấy hàng khung lạnh á. Hàng khung mà hàng khung hàng khung lạnh thì có size. Hàng khung lạnh có size bé. Bữa em đặt mà không thấy gọi hoa ly. Rồi để chị kiểm tra đơn. Rồi em lên bộ hàng khung lạnh 3D nha. 12kg tới 38kg cho em. 12 đến 38kg nha. Rồi bộ đây bạc bộ gì đây. Ôi lên bộ đây cả nha. Ôi lên bộ con sóc vàng á. Sóc vàng 70-80. 10kg tới 38kg bộ sóc vàng cho em nha. Bộ đùi ngố. Rồi lên mã sóc vàng mẫu này em ơi, chờ chị xíu đi. Bộ sắc vàng nha, 70-80. Hàng đây hàng khung lạnh nha. Hàng khung lạnh cho em nha. Bộ đây có size tầm 38 với lại bé gái nè. Bộ đùi ngố cho em nha. Giảm 10-38 cái đẹp luôn á. Cái này con mẹ mã sọc mà mẹ như con sắc vàng, mà sọc cho em nha. Con sắc vàng cưng quá. Đây cả nhà ơi, sắc vàng này. Đấy, bao đẹp luôn. Hình con sắc dễ thương quá. Size của bé tầm 10-38 cái đẹp nha. Mã sọc cho em á. Rồi chứ cái mã sọc vàng cho em nha. Đây là bông đùi ngố nha, bông đùi ngố chăm chất hàng phun lạnh, yêu hình 3D. Đấy, cái chất vải nó cực kỳ mát. Đấy, còn mát mấy chị mà coi giãn cho em á, coi giãn cho em, xinh lắm.
Bộ đây có size to là 38 lại cho em nha. Rồi lên mã sóc vàng cho em nha. Size nhí là 70 và size lại là 80 cao một bộ cho em nha nha. Đấy, chị thích tông mà 3D mà hàng khung lạnh, mấy chị chút mấy nhâm lắm bộ đây cho em nha. Hơi bị đẹp luôn. Rồi lên mã sóc vàng cho em nha. Bộ sóc vàng. Rồi ok chị Hoa Lê tiêm kiểm tra đôi của chị xong. À em Vân ơi, sóc vàng 25kg chứ chị Lan Thanh. Ok chị yêu. À, sóc vàng 38kg chứ chị Xuyên. Ok nha. À bộ đây không có 55kg. 55kg lên bộ khác cho không được ngố nha. Tiếp lên không được ngố với chị là có size 55kg em. Dạ ok chị yêu quá, chờ em chút. Mạng nó chạy chậm lắm mấy chị ơi, em lock tin em mà lock đơn đó. Em view nó hơi bị chậm, mấy chị chờ em chút nha. Dạ Bisama có chị yêu, chờ em chút nha. Đây 38kg cho chị bung coi nè. Độ hơi bị to nha, hơi bị đẹp luôn á. Rồi lấy mã sóc vàng 27kg có size cho em nha. 28kg có size mấy chị ạ. Hơi bị đẹp, trời ơi 38kg đẹp cho chị coi nè. Quần 38kg cho em nè. Đó, 38kg 40kg được. Rồi ok chị yêu nha. Dạ 70-80 cho em nha chị. Bộ đấy có 2 size. Dạ size nhí và size đại cho em nghe nha. Đó, bộ đây size to nhất cho em chị Xuyên ơi. Em chúc chị bộ đây nha. Số 14 mà rất là to luôn à. Rồi cho mã sóc cho em nha. Bộ sóc này hơi bị đẹp vậy nha. Sóc cho em nha. Rồi, 70-80 chị, hàng phun lạnh cho em nha, mặt mát lắm. 70-80, dạ có ao len, có xích lạnh với gió nữa, tí em lên cả nhà. Rồi, lên một sóc vàng, mấy chị là sóc cho em nha. Rồi, ok chị là sóc cho em nè. Rồi, mấy chị chờ một chút em in là mẫu nha. Chị Xuyên Nguyễn có đơn nè. Rồi, chị Lan Nguyễn có đơn nha, chị Thiên Mai có đơn cho em nha. Dạ, ok chiêu nha. 70-80 chị, bộ đấy có 2 size, size nhí là size đại cho em nha. Bây giờ đồ nam 75kg thì chỉ có bộ hàng không lạnh thôi. Đấy. Chờ chị xíu em ơi, chị tìm cái mẫu đó cho chị, không hình dung là cái mẫu đó mẫu nào luôn á nha. Ok chị Thi Mai có size cho em nghe nè, shop cho em nghe. 70-80 giùm em mấy chị nha, ở đây có 2 size thôi, 70-80, size nhí là 70 và size đại 80. Ok nè, bé 28kg size cho em. Rồi 27 cái size này. Này form to rộng rãi mấy chị yêu nha. Form này to rộng rãi cho em. Khắp này bao đẹp luôn á. Trong mình là bộ nam 75kg. Bộ nam 75kg thì chị lấy được cái hàng khung lạnh cho em nghe nha. Hàng khung lạnh thể thao á. Rồi sắp tới sẽ có hàng khung cơ tông này. Có 75kg thì sẽ có. Nhưng mà... Rồi bây giờ em lấy chị hàng khung lạnh trước nha. 75kg bây giờ đi hình như còn là sắp lắp thôi. Nhưng còn sắp lắp là có 75kg chiêu. Rồi cả nhà theo dõi từ từ nha mấy chị nha. Vừa like vừa chốt đơn em like chậm lắm mấy chị. Vừa like vừa chốt đơn. Rồi, nay có đồ bé trai 45kg em dạ có chị yêu. Trời chị có mấy mã sóc nữa, bộ sóc nữa không? Bộ sóc vàng cho em nghe này. Em còn lại 36kg lại cho em nha, bộ sóc vàng. Phun này phun to lắm cả nhà, hàng phun lạnh cho em hết, size nhí 70 và size đại 80. Rồi nhí 70 và đại 80 nha, bộ sóc cho em nghe, phun quá. 36kg lại cho em nha chị nha. Đó. 36kg lại cho em. Chị ơi, chị chờ em chút đi chứ yêu. Chị em không nhớ lấy mẫu nào cho em, chị cứ theo dõi like nha, được có chị mẫu nào chị lấy mẫu đó cho em. Rồi lên mã sóc vàng cho em, bộ sóc vàng nha, 36kg lại cho em. Đấy, con này con to, bộ sóc vàng cho em nha. Size nhí là 70 và size đại 80. Mã sóc nha cả nhà nha, sóc vàng là hàng không lạnh 3D cho em nha, mặt mát lắm. Đây cho mấy chị coi này, này size nhí nè chị coi ha. Đây là dạng quần quần ngố cho em nghe ha. Đây con đường ngố cho em nghe, xinh lắm. Trời ơi hơi bị cưng luôn á. Sóc vàng 25kg em chú chị Ngọc Hoa. Rồi. Ok chị yêu nha. Rồi ok chị yêu nè. Bộ sóc vàng cho em nha. Hơi bị cưng cả nhà ơi. Bé chị 25kg có size cho em chị nha. Rồi. Chị nào mà bé mà to con hoặc là bé mình như thế nào á, sáng mai mà nhân viên mới điện thoại chút đơn á. Rồi, mấy chị nhắc lại cho em xíu nha. Ok chị yêu. Rồi ok chị, ngày mai chị Thiên Mai. Ngày mai á, chị nói lúc mà nhân viên điện thoại chút đơn á, có gì chị nhắc lại nhân viên em để nhân viên lại nó tư vấn lại cho chị một lần nữa về để chút có đúng sai chị luôn á. Rồi em lên mẫu khác cả nhà nha.
hình của mẹ hả? Hình như em còn bộ hành không lạnh á. Đó là bộ vịt nha cả nhà, bộ vịt đây đẹp lắm, bộ vịt này. Bộ vịt tím cả nhà, bộ vịt nha. Rồi vịt đây là hàng là, ha. Hàng đây hàng của WinBB nha cả nhà. Dạ có chị để em lên nha. Hàng đây hàng của WinBB cho em nè, vịt tím. Rồi vịt này tầm bé là em còn size đại cho cô nhiều lắm. Cái lại. Vịt tím này em một size tầm là 45 ký lại cho em nha. Bộ đây còn 45 ký lại cho em nha. Em còn bộ size nhí thôi và còn size đại với size cô. Rồi bộ đây là size nhí là 100 ngàn, size đại 101 nha. Hàng đây hàng của WinBB rất là to. Tầm bé 13 ký 14 ký nha, vịt tím nè. Em còn một set size nhí là 13 14 ký và tầm là 35 ký. 35 ký tới 45 ký cho em nha, vịt tím. Rồi bao đẹp cả nhà nha. Mã vịt tím cho em nha. 35 ký cho tới là 45 ký giùm em và một bộ là size tầm là 13 đến 14 ký cho em nha. Rồi, một bộ size nhí em xem với chị là 100 ngàn, size đại là 101k. Hàng đây hàng thun của WinBB cho em là hàng thun cô tông chính phẩm. Cắt mặt hơi bị đẹp cho mấy chị nha. Vịt tím xinh quá. Rồi, bao đẹp những cả nhà nha. Chị đâu có size to mấy chị chốt nhanh một đai cho em. Có size tầm 35 ký tới 45 ký cho em nha. Còn duy nhất một bộ size nhỏ thôi. Size nhỏ là tầm bé là 13 ký tới 14 ký cho em. Xinh quá. Bộ con vịt màu tím chị thu nè. Rồi, bộ vịt tím cả nhà, cái kiểu form đó quần đùi nha. Quần đùi đó không phải là form đường ngố cho em nha. Đấy, đùi nha mấy chị yêu nha. Xinh quá luôn. Mã vịt tím cho em. Size này size đại, size nhí là size đại nha. 45 ký có size số 16 của em chị hàng Nguyên Duy. Đây chị yêu nha, để em mua chị cái số 45 ký cho. Cái này là hàng hiệu của WinBB mà cái size nó bình thường nó rất là to. Rồi ok chị yêu chưa? 45 ký ok chưa chị yêu? Số 16 này, tùy theo hàng nha, chị tùy theo hãng giùm em. Rồi 45 ký là bạc thoải mái vô tư luôn ha. Rồi, cái này tầm 50 ký mấy chị bạc cũng vô luôn á. Nói chung là tầm 35 ký tới 50 ký cho bạc được giùm em. Vịt tím nha. Vịt tím 45 ký 50 ký mấy chị bạc vô luôn. Đẹp lắm. Rồi vịt tím này em chốt cái chế Thảo Hiếu. Thảo Hiếu có size nha. À, chị Thúy. À, chị Thúy mẫu em có size rồi chị ơi. Đẹp lắm luôn á. Bộ đây size cồ mà em bán với chị là có 101 ngàn, nó là bộ đây 140 á. Rồi ok chị em tặng bộ đây 101 ngàn luôn nè. Hàng đây hàng của WinBB, thường hàng WinBB rất to hơn so với những hàng phun khác là gần 2 size trong 2 size hết còn bộ. Hồi trước có bộ mẹ ra tầm cứ 70 ký thành bộ nè. Mẹ. Thảo Hiếu có size cho nha. Rồi vịt tím em còn size tầm là 42 ký lại, 45 ký rồi coi số 15 rồi nha. Chị em chút nha. Trời ơi, ok chị yêu nha. Đây. 45 ký chị lấy màu đây cho em nha chị ạ. Đây. Ok chị yêu nè. Đó. 45 ký em chốt chị Thúy Mộng luôn. Số 15 cho em nha. 45 ký là bộ đây cho em nha. Phải bị xinh nha. Đây. Bao đẹp cho em nha. Chỗ xịn sò luôn á. Rồi 101 luôn. Cái hàng về hàng đây hàng của WinBB giùm em chắc phải xịn sò mấy chị nha. Em tặng nốt luôn bộ đây 101. Chắc phải đẹp kỳ. Còn màu khác 60 ký không? Dạ còn để tím lên cho. Rồi tím em còn số 3 nha. Số 13 và số 4 cho em. Rồi bộ đây còn tầm 35 ký cho tới là 42 ký cho em. Vịt tím nha, còn 35 ký tới 42 ký. Rồi bao đẹp nha cả nhà. 60 ký định lên màu khác chiêu. 15 ký cho. Bộ đây còn một set này 13 ký, 14 ký và một em còn hai bộ là tầm 35 ký tới 42 ký cho em vịt tím. Rồi đẹp quá, 100 với 101 ngàn bộ nha. Hàng của WinBB cho em á, xuống lắm. 100 với 101 ngàn một set cho em nha, vịt tím. Hàng đẹp lắm chị ơi. Sao bị xịn luôn. Rồi em lên bộ đây cả nhà bộ khác này. Dạ tím này em còn 2 bộ, 3 bộ là hết hàng mấy chị. Có mẫu này một giống mẫu vậy không? Dạ có. Nó có mẫu khác thì em. Đồ nam ok chị yêu á. Đồ nam ok chị chậm chút lên cho. 42kg đúng không? Ok chị yêu. Top lên của em mới về chứ lại không chút kịp chuyển hàng luôn á. Chị lấy hàng khung lạnh không chị Quang Nguyễn? Chị lấy hàng khung lạnh tờ thao em. Em lên hàng khung lạnh tờ thao cho chị chốt cho nó nhanh. Bộ đây tầm 10kg tới là 30kg cho em nè. Bộ đây nè. Và bộ cái chai cho em nha. Cái cái chai này. Đây là hàng của Lido cho em nè. Đó. Rồi là bộ màu xanh cho em 10 đến 30kg đẹp nha. Màu xanh cho em ạ. À, bộ đây 90 cho em nha. Khung cô tông cho em 90k. Trời ơi, hơi bị đẹp cả nhà xanh nha, màu xanh này. Hàng của Lido Baby cho em nha, giá sale là 90.000 bộ cho em tầm bé 10 đến 30 kg cho em á, màu xanh. À, bộ đen có một size thôi cả nhà, 10 đến 30 kg cho em nha, xanh. Rồi sale nó cả nhà là giá 90, thun cô tâm chính phẩm 100%, chắc phải tao đẹp luôn.
Hàng này cũng hàng thương hiệu nổi tiếng đó chị nha. Đó, hàng Lido Baby cho em nha, xinh lắm. Rồi, 90k một bộ cho em nha. Ủa, hơi bị đẹp cả nhà ơi. 90k một set cho em nha, 10kg tức là 30kg mặt đẹp. Giảm 10-30kg cho mấy chị nha. Rồi, lên màu xanh cho em nha. Đó, chị nào có sao chúc nhanh bộ đây mấy chị nha. Mã xanh cho mấy chị, lên tay dài bé trai. Tay dài bé trai mới lên hàng mua nơi. Rồi, chị lên mấy bộ xem nha. Rồi, lên màu xanh cho em nha, màu xanh nha. Xanh này 26kg em chúc chị thì mỏng cho em. Mấy cái bộ đây hàng mặt xương đó chị ơi, nó tại hàng thương hiệu hết toàn bộ mặt giá sale. Mình thường có giá này đâu. Rồi 26kg yêu chị em. Dạ có len cho em nha. Xanh này sale cả nhà luôn á, bộ quần dao cái chị yêu nha. À, dạ không có chị anh quần ơi. Tại chị theo dõi live thì hàng nó nhiều lắm, bây giờ em không thể đi lấy được mẫu hàng để cho chế đâu. Mấy chị theo dõi live được mấy chị chưa theo dõi nha. 26kg chị em. Rồi ok chị yêu nha. Quần dài có, mấy chị theo dõi lo cho em nha. Rồi xanh này còn là 30kg lại cho đẹp nha. Một xanh cho em nha, size to cực kỳ luôn. Mã xanh cho em nha. Đó, bộ xanh cho em nha, pha sườn sò. Đấy, cả nhà cứ theo dõi lo được, mấy chị theo dõi lo cho em nha. Chứ tại bây giờ không thể là đi lấy mẫu này mẫu kia cho mấy chị yêu được. Rồi, một xanh nhớ chị nha, một xanh cho em nha. Tại vì hàng nhớ chắc đóng đóng thôi mấy chị. Muốn lấy hàng cũng khó nữa. Chị hàng toàn ok chị yêu nha. Trời, ngày mai em có hàng về rất là nhiều. Ngày mai sẽ có hàng về rất là nhiều. Nên mấy chị ngày mai chị đặt buổi trưa mà lúc sáng mai mà nhân viên tập trung đó, nó sẽ kiểm hàng kịp á, thì trưa mai sẽ lên toàn siêu phẩm với cả nhà thôi. Đa số nếu là ngày mai thì sẽ có đồ lạnh rất là nhiều á. Rồi ok chị hàng trần nha, hàng trần có size này 20kg size cho em. Cái này bộ đây mấy chị nên chốt đây có 90.000 bộ, tại vì cái này hàng của Lido Baby á, hàng này hàng cũng sàn sale đây nha cả nhà. Hàng này cũng hàng sale của Lido Baby giùm em. Đấy, rất là đẹp luôn. Và ngày cuối tuần này em sẽ có lô sale của Sumi nè. Những cái hàng sale thương hiệu của mấy chị yêu mà còn rẻ cả nhà luôn á. Đây là một đẹp màu xanh cho mấy chị, là xanh cho em nha. Bộ đẹp đẹp mà cái màu nó rất là đẹp luôn. Mấy cái màu rất là sang. Em có được một ri thôi mấy chị, hàng sale dành dịch lắm mới có được ri này cả nhà. Rồi 90k một bộ nha. Thường thường hàng Lido mấy chị mua ít nhất phải trên 150k hết, không bao giờ có giá này đâu. Rồi bộ đây còn là 30kg lại cho em màu xanh cho em nha, xanh. Đấy. À, tầm bé 10 ít nhất, size nhỏ nhất là 12kg cho em đây, 12-13kg 12kg tới là 30kg cho em nha, màu xanh cho em hàng của Lido. Bộ đây sale cả nhà là giá 90.000 bộ cho em, chắc phải hàng khung cô tâm. Khung cô tâm hàng bao đẹp mấy chị nha, xanh cho em nha. Rồi sale cả nhà là giá 90. Chị là chút xanh, comment màu xanh cho em nha, xanh. Rồi ok chị yêu. Rồi em lên bộ đây còn mấy bộ này. Bộ dài tay này, nhưng mà em còn size lẻ size. Bộ đây còn lẻ size, em sale rẻ cả nhà luôn. Hàng lẻ size, bộ nâu. Đây, bộ nâu này còn số 5, số 6, có số 14 nữa. Số 5 này, số 6, số 8, số 9 và số 14. Nghĩa là tầm bé là 15kg tới là 25kg. Phần bộ tầm là 33kg nha, 33kg, 35kg giúp em. À, bộ đen của em like chị là 101-102 đúng không? Bây giờ nó còn lẻ size. Thế thì từ số 5 tới số 9 là tầm 15kg tới là 25-26kg cũng được. Và bộ là tầm 32-35kg giùm em. Đây, bộ đen like 101-102, bây giờ xem cả nhà là 100k đi. Ok chưa? Bộ đen còn mấy bộ lẻ lẻ, xem chị 100k bộ, sang nhí sẽ lại luôn. Nhí lại luôn, 100k luôn. Rồi, từ số 5 cho tới số 9 và bộ là số 14 cho em nha. Rồi 100k giùm em mấy chị nha. Đồ dài tay cho em nha. Đấy, hơi bị đẹp lên màu cam mấy chị nha. Comment mặt cam cho em. Đấy, màu cam cho nó cam cho em. Bé trai bé gái mấy chị mặc cũng được không? Bộ dài rất dễ thương lắm. Gái trai mấy chị mặc cút giùm em. Rồi lên mặt cam nha. Rồi em xem mấy bộ đây là 100k một bộ. Từ số 5 tới số 9 và một bộ là số 14 cho em nghe nha. Chắc phải ba xuống. Đây là hàng thun cô tông mấy chị nha. Mấy chị hàng thun cô tông chấm phẩm. Đấy, dài tay nè, siết dài. Gái trai mặc mẫu này mặc cũng dễ thương. Rồi lên bộ trai gái mấy chị mặc được hết toàn bộ bộ cam nha. Đấy, đây là giá sale tại nhà luôn á, 100k một bộ luôn. Có một bộ số 14 mấy chị không chút 14, 100k ba đẹp. Rồi ok em chúc chị đẹp nha. Biết trai biết gái mặc được chị ơi. Rồi nâu này em chúc chị Kim Nhung bộ. Rồi 100k sau nhí sẽ lại còn mấy bộ. Chị Giang Tè thì em chúc chị bộ là số 14 cho em nha. Số 14 33 ký em thoải mái. Chị Kim Nhung em chúc bộ số 9 cho chị nha. Dạ ok chị yêu. Em còn tầm bé là 15kg tới là 22kg từ số 5 tới số 8. Còn lẻ sai. Ba mươi lăm kg em hết luôn.
ngoài chị Sang Nguyễn. 35 viết hết bộ đây hết sao rồi. Em còn số 8 nha. Rồi cam em còn 3 bộ nữa hết. Tại hàng lễ sai. Em còn số 5, số 6 và số 8. 100k nha. Tại bộ đây bữa đây mấy chị mua rồi biết chắc rồi. Ba đẹp luôn. Em đang 101 với 120. Xe đại là 120. Rồi bộ đây tầm bé là 23kg lại cho em nha. 15kg tới 23kg bộ cam này. Dạ 15 đến 23 cái cho em hết 100k em một bộ cho em còn 3 bộ cam thôi. Rồi chị nào có xong thì tranh thủ chốt đi. Ba đẹp. Mã cam cho em nha. Rồi em lên bộ đây bé gái này. Bộ bé gái này có size 10kg cho tới là 35kg giùm em. Bộ dài tay của bé gái cho em nha. Bộ dài tay. Rồi ok vậy để em tiếp em lên len đó. Hàng Lido bé trai thì hàng Lido hàng bé trai ok chị để em coi cho. Tại vì hàng sale thường thường hàng Lido là em chạy hàng sale thôi mấy chị. Chứ hàng nếu mà hàng không sale không dám chạy đâu. Giá nó cao lắm. Đây là bộ cô gái nha. Mạng cô gái này. Cô gái này có size tầm 35kg lại cho em không. Rồi đồ dài tay cho em này. Xích dài tay. Dạ size nhí là 100 và size đại là 101 nha. Nhí 101 cho em. Đó là bạn cô gái cho mấy chị. Đó. Bộ cô gái cho em nha. Bộ dài cho em nha này. 100 đến 101 ngàn bộ. Bộ đây có size tầm là 35kg lại cho em nha. 10kg 35kg đẹp luôn á. Đó là màu cam mấy chị. Đó. Đó là bộ cam mấy chị. Bộ cam cho em nha. Cam cô gái cho em. Đã dài tay. Đó. Đây xích dài tay cho em nha. Size nhí và size đại cho em nha. Size của bé tầm 35kg lại cho em bộ cam. Đấy. 10 đến 35kg đẹp luôn. Nhí đại. Nhí là 100.000, xa đại 101, cưng quá, cha tay cho em nha. Thôi vệ sinh. 100-101k nha. Đấy, cha tay cho em nha, cái này cho em. Rồi để em lên đồ lem đó, để có ship của bé gái, ship bé gái mới về, mẫu đặc biệt lắm. Rồi bao xịn sò nữa chị ơi, một cam bé gái cho em nha, cưng quá. Đây là hàng khuôn cô tông chính phẩm mấy chị nha, khuôn cô tông cho em. Còn cái nào hàng khuôn da cá thì em sẽ báo mấy chị. Đây là hàng khuôn cô tông chính phẩm cho em. Hãy coi giãn cho em nha, cha tay nó cho em, chắc này dễ thương lắm. Mùa đây mấy chị mặc cái bộ đây được rồi, nó không lạnh, nó ha, không lạnh lắm thì mấy chị mặc được cái bộ đây cho em nha. Ok chưa? Rồi, bộ đây tầm 35 ký lại nha, em còn cái size số 14 là to nhất đó. Ở cam này em cho chị Thanh Hiền bộ này 20 ký size cho em, size nhí 100 và size đại 101. Dạ ok chị ạ. Bé chị 20 ký ok chị, 20 ký. Rồi ok chúc Thanh Hiền bộ cam nha. Rồi tiếp tục em lên màu khác cả nhà. Đây bên bộ gấu vàng này. Bộ gấu vàng là phông đường ngố của bé gái nha. Dạ ok chị Thanh Hiền. Bộ gấu vàng này phông đường ngố cho em nha. Đẹp quá. Rồi bộ đã tầm 10 đến 35, 36 ký lại cho em. Hàng Lily cho em nha. Áo khoác bé gái có chị. Áo khoác đẹp lên cho. Rồi là bộ gấu chị. Hàng Lily cho em nè. Đẹp lắm. Bộ gấu size nhí 90 và size đại 100. Tầm bé là 10kg 38 cho em nha. Xích gấu vàng này. Bộ đường ngố cho em nghe nha. Màu vàng cho em nha. Mỗi đây em có thêm màu hồng nữa. Màu hồng cũng xinh lắm. Size này size nhí và size đại nha. Hàng thương hiệu của Lily cho em. Không đường ngố chị thương nó gấu vàng. Bộ đây cưng quá. 38kg lại cho em nha. Bộ gấu vàng cho em nha. Bộ đây có hai size nhí đại. 100 với trang, bộ size nhí là 90, size đại 100. Đấy, cưng quá trời luôn, phun cô tâm chính phẩm mấy chị nha. Và được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em nha. Mã gấu vàng cho em nha, size bé 10kg tới 38 cho em, phun đường ngố. Bộ hơi bị xinh dùm em nha, chỗ chắc phun cô tâm chính phẩm cho em mát lắm, siêu mát mẻ dùm em. Đấy, cưng quá trời luôn. Mã gấu vàng cho em nha, gấu vàng. Hả? Bộ đen có 2 size nha, size nhí size đại 38 với dùm em. Hàng Lily, phun này xịn sò luôn. Rồi size nhí chiếc mưa và size đại là 100. Đấy. Dạ nhí chiếc mưa là 100 mấy triệu nha. Rồi lên bộ gấu vàng cho em nha, đỉnh luôn. Bộ gấu vàng cho em ha. Nhí chiếc mưa và đại 100. Rồi xem nốt cả nhà là 18 cái lại có size đại cho em. Khóc thì lấy áo khóc mèo là chị khóc mèo nè. Khóc mèo này có size 40 cái lại cho em nè. Hàng này hàng của Bobo. Rồi có bộ ngố có 44 cái gì là một khác cho em. Rồi khóc này. Rồi khóc là sang nhí là 100 á, 101, xa đại 102, khóc mèo, có 40 ký cho em nè, mã khóc mèo. Đây chị yêu khóc mèo hồng. Bộ đây em có size nha, tầm bé 10kg tới 40kg cho em. Sang nhí 101, xa đại 102, mã khóc mèo cho em nha, có mũ nha. Đó, mèo Hello Kitty cho em nha, hơi bị đẹp luôn. Hàng, đây là hàng thương hiệu của Bopo.
sàn hình cung da cá nha, bò bò nè. Rồi 140-120, 40kg đổ lại cho em nha. Con mèo không to, rộng rãi luôn. Rồi gấu 28kg em chú chị Thúy Mai, ok chị yêu nha. 28kg là xa đại cho em là 101 cho em nha. Cung da cá cho em yêu chị yêu, 28kg hết thai. Rồi ok chị Thúy Mai nè, 100 nha. Xa đại cho phụ gấu, xa nhí là 90 xa đại cho. Càng cung da cá chị ơi. Rồi lấy mẹ áo khót, mấy chị giờ áo khót 40kg có size cho em á. Đó. Ồ hơi bị xinh mà chị ơi, to lắm chị ơi, chị lấy màu đây không. Rồi lấy mẹ khót cho em mấy chị ạ. Khót mèo, khót mã mèo hay mắt mèo hồng cho em. Rồi size nhí 100, size 101, size lại 120. Mẹ khót mèo hồng 101, 120. Tầm 38kg lại cho có size, 40kg lại cho em á. Em có lại bộ gấu. Dạ ok chị. Bộ gấu cho chị có lại bộ gấu này. Bộ gấu xinh lắm. Gấu này có 38 cái lại cho em nha. Rồi là bộ gấu bộ phun đường ngố cho em ha. Hàng này có hai size. Dạ size nhí và size đại cho em nha. Gấu. Rồi nhí 90 và đại một nhí 90 đại 100 có phun đường ngố cho em ha. Gấu. Đời hàng Lily nha. Phun này phun đẹp lắm, phun này phun mát cực kỳ luôn. Đó, hàng Lily là phun rất là mát cả nha. Đây là bộ gấu vàng. 38 cái lại cho em nha. Bộ này có hai size. Sa nhí và sa đại cho em nha. 10 đến 38 cái cho em. Trời, nhí 90 và đại 100. Nhí 90 và đại 100k mấy chị nha. Gấu vàng. Có vệ sinh luôn cả nhà, bộ gấu vàng nha. Dạ sa nhí 90 và sa đại 100, bộ gấu vàng cho em. Hàng Lily, dễ thương lắm. Ờ gấu vàng 18 cái em chốt chị ạ. Chiếc mặt ok chị. 18 cái size. 18 cái ok chị nè. Cái này đẹp lắm các chị yên tâm, em chắc phải bao xịn sò kiểm tra hàng thoải mái em nghe nha. Size nhí là 90 và size đại 100. Chị là chúc mạng gấu vàng, em còn 38 mới lại cho nha. Rồi bích diền lê 20kg có size cho em nha. Dạ ok chị nha. Chị Thanh Hiền em chúc chưa ta? 90k, bung 28kg nha. Chị Thúy Mai này em bung 28kg chưa? Số 10 28kg chú chị số 10 yên tâm nha. Có gì ngày mai nhân viên tư vấn lại cho chế một lần nữa đi nha. À, ok chị Thanh Hiền này. Ngày mai nhân viên tư vấn lại một lần nữa. Tại em like lên like em chúc đơn một lần. Xong đó nhân viên ngày mai sẽ tư vấn với chị một lần nữa. Nên mấy chị yên tâm về ha. Rồi ok em chúc chị Thanh Hiền bộ. Rồi em là gấu vàng nha. Gấu vàng có 38kg là cho em số 15 to nhất cho em nha. Rồi em là bộ Mickey nè. Rồi Mickey này có size bé tầm 10kg, 33kg nha. Chiếc Mickey nè. Rồi Mickey da tay nha. Màu xanh 10kg, 33kg Mickey cho em. Tay nhí sẽ đại cho em nha. Nhí 100 đại cho mốt bao nhiêu trời nha. Rồi là bộ Mickey cho em nghe nha. Rồi không nhớ giá rồi đó. Rồi Mickey nha cả nhà. À, chị ơi chờ em chút nha. Rồi Mickey cho em nghe bao đẹp luôn, Mickey cho em. Rồi Mickey này còn mấy bộ thôi. Xoay nhí 100 xoay đại 101 luôn. Ok chưa Mickey. Nhí 100 đại 101. Rồi khung cô tông nha. Hàng Lily cho em nghe. Dài tay tầm 10kg cho tới là 33kg cho em. Còn số 13, còn số 12. Từ số 1 cho tới số 12 nha cả nhà nha. Em còn lại 33kg lại cho em. Mickey màu xanh nè. Xoay nhí xoay đại cho em nha. Rồi nhí 100 đại 101 cho em nghe. Xem nốt luôn. Bộ đây ngày qua khách trước rất là nhiều. Bây giờ em cũng còn ít lễ xa thôi nha. Rồi ba đẹp luôn, phun cô tâm mấy chị yêu nha. Này hàng phun cô tâm cho Mickey màu xanh này. Đó. Size của bé tầm 10kg tức là 33 cái đẹp luôn á. Hai size nhí và đại thôi. Hàng này của hàng của Lily. Cái hàng của hàng phun cô tâm dính thẩm luôn mấy chị nha. Chắc mặt đẹp và mát luôn. Rồi size nhí 100, size đại 101. Dài tay. Đấy. Nhí 100 đại 101 dài tay mấy chị nha. Chị viền sọc cho em nghe chị nha. À, dạ có cái chai 45kg chị cho em chút nha. Rồi à, Mickey này 38kg không có size chị. Mickey này còn số số 12 là tầm 33kg lại thôi nha. Tầm 33kg lại cho em nha. Tiếp lên một khác cho cả nhà. Mickey này 27kg em chốt chị ạ. Lan Thanh này, ok chị. 27kg em chốt chị số 10 luôn cho nó rộng rãi nha. Rồi 101 này.
33 kg, để em coi số số 12 nha. Chị Sang Nguyễn để bung ra cho chị coi nè. Chị Lan Thanh em biết chị số 10 luôn. Bé 27 kg. À biết sao, ok chị cho em biết. Đây chị yêu ơi, đây số 12 nè. Hơi rộng rãi to nha chị nha, yên tâm. 33 kg bích thoải mái cho em nha. Đây, ok chưa? Rồi ok chị nha, em chốt bộ đây nè. Rồi, đồ làm bé trai có chị để em lên cho. Rồi mấy cái này em chốt cho chị ạ. À, đồ làm bé trai. Rồi ok chị Sang Nguyễn bộ đây luôn á. Rồi Mickey 20 kg giùm đơn. À, 20 kg ok chị Thanh Thanh Hiền nè. Thanh Hiền 20 kg có size cho em nha. Con này cũng dày dặn mấy chị nha, không dày đó, không mỏng đâu. À, bộ đây hết mai 20 kg rồi chị yêu. Còn số 6, số 9 lỡ cỡ lắm. Có nghĩa từ số 1 cho tới số 6. Và bé chị 19 kg được không? Từ số 1 tới số 6 và một bộ là số 9. Còn bộ số 9 nữa. Số 9 là 23 kg, 25 kg rồi em. Để mua số 6 chị coi chị. Chị ơi em còn bộ số 6 thôi nha, 18 kg lại thôi. À, Mickey cho em á, 18 kg, 18-19 kg không được à. 19 kg lại cho em nha. Rồi, lên một Mickey cho em nha. Em có size bé là 10 kg, 19 kg cho em. Và một xí là size của bé tầm là 24 kg có size. Mickey em có chị Biên Ngố 24 kg chứ được số 9 nha. Rồi ok chị yêu nè. Rồi, còn bộ nào 30 dạ có chị. Dạ tay hả chị? Dạ tay hay là chị lấy đồ ngố? Dạ có chị cho em chút nha. Để lên một khác cho mấy chị yêu. Chị yêu á, chờ cho em chút ha. Bi ngố cho chị xin số điện thoại, chắc mới cho chị xin số điện thoại nha, kèm theo số điện thoại nghe, chốt luôn quá. Rồi Mickey là sa nhí 100, sa đại 101, và tay Bi ngố chốt hàng kèm theo số điện thoại chị nghe chốt kia. Chị Ái Linh là bao nhiêu ký anh em? Mickey này có màu hồng không? Hình như chị có màu hồng. À, ngày hôm qua chị có bị lễ sai thôi. Màu hồng mình đã nó có đủ màu luôn. Nhưng mà chị có lễ sai. Chị về chút nha. Đây, bộ đây sẽ cặp mẹ bé cho em nha nè. Dạ Mickey 30 ký em hết sai. Để lên màu khác nha cả nhà. Rồi, em lên màu đây cả nhà yêu ơi. Bộ đây hơi bị cưng luôn nè. Rồi, đẹp quá đây. Hàng của Wimmy cho em nghe nè. Bộ ngựa hồng. Rồi chờ cho em chút. Rồi đợi em lên mẫu đây, em lên bé trai mấy chị chút luôn nè. Bộ ngựa hồng nha, bộ đây có size tầm size M. Bộ tầm là 55 kg lại cho em. Bộ đây tầm xếp cặp mẹ bé dâm tầm bé 14 kg cho tới là 55 kg cho em. Bộ ngựa hồng. Size nhí 100, size đại 101 và size cổ là 100 nè. Ủa? 101, 102, 104. Bộ đây 101, 102, 104 cho mấy chị bộ hồng. Đây là hàng của Wimmy nè, chị Thảo Hiếu chút bộ đây không? Hàng Wimmy cho em nè. Hơi bị đẹp luôn á, là bộ đây tầm 55 kg lại cho em nha. Em còn số 4 là nhỏ nhất thôi. À, 55 kg lại sẽ cặp mẹ bé cho em nha. Và 101, 102, 104 giùm em á. Đó, ba đẹp luôn, hàng của Wimmy cho em size to lắm. Size M đó mấy chị mặc tầm là phải là 55 kg giùm em. Đấy, cưng lắm. Rồi lên bộ em mã ngựa hồng nha, bộ hồng cho em nha, bộ hồng. Dạ hồng em có size chị Trăng Điệu nè. Chị Biên Ngố đó chị nào á, chị Kèm ơi, chị khách mới thì lên số thoại nha chốt, còn không em gửi cái đâu đó nha. Rồi ok chị yêu nha, bộ đây có 3 size 35 kg thì em bán chị số 11 thôi, 11 hay số 12. Cái này to lắm chị yêu nha, cái này phong to lắm á, 35 kg chứ chị số 12 luôn. Đẹp lắm chị ơi, hàng của Queen BB. Về cái chất vải này hàng thun cô tông chính phẩm xịn nha, đây chị yêu. Thun này thun xịn luôn mà giá này giá sale á. Còn bình thường này không giá xe mấy chị phải mua ít nhất. Giá thị trường nó phải chơi 150 cho một bộ. Nha, xa nhí đó, đối với xa nhí á, có chỗ là bán tới 200 ngàn. Tại vì hàng là hàng cao cấp nha, không phải hàng phải đâu. Mà em chạy với chị là dòng sale. Trời ơi, sale mới có giá này giùm em rất là rẻ. Nó rẻ hơn mà giá cái hàng kia mấy chị phải 30-40 ngàn bộ vậy á. Rồi ok, Nguyễn Phương à. Nguyễn Phương là thấy gì ta, Nguyễn Phương ơi, Nguyễn Phương chốt cái gì ta. Nguyễn Phương Mickey 30 kg á. À Nguyễn Phương Mickey 30 kg. Rồi
miễn của Mickey 30 piece hết size rồi. Để em làm một Mickey màu khác nha. Ok, pin ngố cái size này. Rồi ok chị, mấy chị cần lên số điện thoại một lần thôi, tại bên em có app á. Là kiểm tra số điện thoại một lần cho em nha. Rồi lên bộ hồng, mấy chị bộ hồng cho em nha. 55 ký đô lại cho bẹt vừa. Size nhí, size đại, size cổ nha, 3 size. Nhí đại cổ cho em á. Rồi, ngựa hồng 30 ký chất Nguyễn Hương rồi. Ok chị nha, 30 ký cái size cho em nha. Này phông to, đẹp lắm. Đây, đẹp lắm chị ơi, cưng chưa? Đó, phông đẹp, phông đẹp chiều nha. Đó, bao xịn xò chưa, bộ hồng. Đây, lên bộ hồng, mấy chị bộ hồng cho em nha. Đẹp lắm chiều. Chị còn số điện thoại của em không? Dạ còn, chị Sang Nguyễn. Có. Chị còn số quá. Bên em chị xin số điện thoại một lần mấy chị nha. Tại vì chị đáp có lưu rồi. Chị có khách mới là lấy số họ lại cho em thôi nha. Rồi lên mạng ngựa hồng mấy chị màu hồng cho em nha. Rồi em qua mỗi bộ ngủ em lên tập biết. Em lên biết trai mấy chị nha. Em lên biết trai chút xíu rồi em sẽ kiểu mấy chị biết gái cho. Mấy gái nhìn mẫu đẹp lắm. Còn xếp chân váy chưa lên nè. Rồi áo len chưa lên là xếp xếp áo lạnh không biết khóc đẹp lắm. Áo lạnh không biết khóc bộ dài không biết khóc chưa lên nha. Hồng 11 ký á chị yêu. Chị hàng đổ hồng 11 ký em sợ to nha. Em còn số 3 rồi nha. Bộ hồng này còn số 3 lớn nhất, số 3 là nhỏ nhất chiêu. Chị lấy số 3 không? Số 3 á. Em còn bộ số 3 là nhỏ nhất thôi chiêu. Còn 11 ký chị lấy số 1 á. Đẹp vừa. Bộ đây rộng lắm chiêu. Để làm một khác cho. Còn áo á. Áo lạnh của mẹ không? Mấy kia này còn 28 ký. Dạ còn. Chốt thôi chiêu. Còn bộ 28 ký nha. Mỹ Hương có chốt luôn. Mấy kia này còn 28 ký nha. Rồi đồ dài biết đồ dài còn không? Dạ còn. Đây, nên đồ dài mới chịu nè. Cho em coi áo khóc 38 cái dạ cho em chút yêu. Rồi bộ đây có size bé tầm 10 ký đó là 35 cái bộ hồng. Hồng dạ tay của bé gái cho em nha. 101, 102 là bộ hồng cho em nha. Rồi không bị sụn sò. Trời ơi đẹp lắm, hàng cấp 3 nha. Đây hàng hiệu nè. Dạ ok chị chậm chút xíu nữa. Rồi em lên xong mẫu đây. Phải qua bốc mấy gì bộ dài với bộ bé trai cho. Lên xin kẻ mấy chị chút nha. Rồi lên bộ màu hồng. Rồi mã hồng cho em. Bộ hồng này có size bé 10 ký tức là 35 ký cho em bộ hồng. Đấy. Cái này đôi bàn chân nha, đôi bàn chân là có đôi giày bata nha, đôi giày bata cho em nha. Bộ hồng là size 9.1 size lại 2. Không mà đẹp lắm trời ơi, 10 ký 35 ký cho bộ hồng. Giảm 10 đến 35 ký nha, phía trước có chung boy cho em nha. Hồi chắc phải mấy chị coi kỹ cho em nha. Coi kỹ cho em nha, những cái lưng quần cho em nha này, chắc xịn sò luôn. Rồi 35 ký này em có size nha. Thế cái mã hồng cho em. Tầm bé là 10 ký 35 ký giùm em. Đó, xinh quá trời luôn bộ hồng. Rồi bộ hồng em sẽ chỉ 101, 102. Rồi hồng em chốt cho Sang Nguyễn. Số 14 mới chế luôn nè. Rồi lên mã hồng cho em nghe. 101, 102 cho em nhớ chị em. Bộ đây em có 2 size. Size nhí và size đại giùm em. Rồi hồng em còn 33 ký này cho em nha. 10 ký tới 33 ký một đổ lại cho em nha. Mã hồng cho em nha. Thôi bị đẹp luôn bộ hồng. Không xịn lắm. Cái hàng không cô tâm kiếm phẩm cho em nha nha. Em còn là 33 ký lại cho em. Thì là sao đến 10 mấy ký chị chút bộ đây nè. Sao nhí sẽ lại cho em á. Cái này có sao biết tầm 10 ký đổ lại rồi. 10 ký tới là 33 ký cho em. Rồi bộ hồng này. Rồi cưng quá. Hồi là có túi hết toàn bộ cho em nha. Dạ 10 ký tới 33 ký đẹp luôn. Rồi lên mã hồng với bộ hồng cho em nha. Rồi sao nhí sẽ lại 101, 102. Đó. Thôi bị đẹp cả nha. Thun cô tâm kiến phẩm dùm em nha, xinh lắm. Rồi lên bộ hồng. Dạ hồng 27 ký em chúc chị Ngọc Hoa. Ok chị yêu 27 ký size cho em nha. Hồng này 30 ký em chúc chị Nguyễn Hương. Ok chị yêu. Hồng 20 ký em chúc chị Bích Lê Nguyễn. Ok chị yêu. Chị Ngọc Hoa có